Đó, cho thầy ạ. Ờ, thầy chào Đức. Trên nguyên tắc là bây giờ với cái link này thì là ta có thể có đến 500 học viên rồi. Thành ra mọi dạ. chuyện đã trở lại bình thường như cũ. vâng. Dạ, dạ. Bên này bọn em cũng có một số cái account của Zoom thì cũng học được khoảng 300 người. Vâng. Nhưng mà trong trường hợp mà link của thầy có vấn đề thì em <laughs> tạo cái link ở bên này cũng được. À. À, cứ làm như ừ. vậy. Không thực ra thì ừ. thầy thầy có hai cái account, một cái account từ cá nhân và cái account của trường. Và có lẽ nhà ngày hôm qua thì dùng cái account cá nhân và nó chưa có disconnect thành ra họ vẫn dùng ừ. cái Vâng. Thì chuyến tới thầy sẽ 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 lưu ý cái việc đó hơn. Dạ vâng ạ. Thầy cho các bạn thêm ý phút được các bạn bảo lại. Vâng, vâng, ừ. mình cứ thông thả. Hôm nay thì có cái sự cố này thành ra với lại thầy sẽ thầy sẽ nói bằng tiếng Việt thành ra mình sẽ không có cái phần phiên dịch thì trên nguyên tắc là khoảng tầm 2 tiếng 2 tiếng rưỡi là là xong thì cũng sẽ như mọi khi thôi chắc là thầy để đức xem coi khi nào mà ta có thể bắt đầu được thì thì cho thầy biết dạ vâng ạ thế thì chắc là thầy để em một chút chắc một hai phút nữa để em nhắn lại các bạn xem là đủ chưa Ok. hôm nay thì trên cái lịch học ấy, thì thấy trên lịch có cái bài của thầy bài về chức năng của sinh lý và chức năng hô hấp vậy hôm nay à. thầy có giải nội dung đấy không ạ à, không thầy quên thầy không có đổi cái cái lịch thực ra đó là trong cái bài giảng đầu thì thầy nói về các thuốc giãn phế quản rồi thì uh, hôm nay thì thầy tiếp tục thầy nói về các thuốc kháng viêm cho nó xong cái phần uh, dược lý học và sinh học phân tử của hai cái loại thuốc đó rồi sau đó đó thì nếu mà các bạn có nhu cầu nói uh, học thêm về cái chức năng hấp đó thì thầy cũng có thể xếp lịch để mà để mà thêm dạ. cái cái bài đó sau. Dạ, vâng ạ. Học cái bài đấy cũng rất nhiều bạn quan tâm đến cái bài này khác ạ. Ờ à, nói sao chưa? ạ? Thầy không nghe. Dạ, dạ vâng ạ, thì nếu mà thầy có thể sắp xếp được lịch để giảng thêm cho về vâng. vâng. thì... cái bài đấy ạ. Vâng, cái cái bài về tham gia chức năng hấp. Vâng. Dạ vâng ạ, thì cái bài vâng. đấy là một trong những cái bài mà các bạn quan tâm rất nhiều. Oh, thì ok. Cũng có ứng dụng rất nhiều trên lâm sàng. Vâng. Uh, mà các vâng. bạn thực hành hàng ngày mà nó à. mà cũng cái lĩnh vực rất là hay mọi người. Dạ vâng ạ. Chúng à. em cảm ơn thầy ạ. thưa thầy thì em xin thầy thêm hai phút nữa là đến 14 giờ 30 thì sẽ vâng. chính thức bắt đầu Rồi. rồi. Cho nó tròn, cho nó chậm. Rồi <laughs> em cũng có tranh thủ báo cáo nhanh với thầy điểm nữa là các cái video bài giảng này vâng. chúng em cũng sẽ gửi lại cho các bạn học viên và chúng em cũng sẽ đưa lên cái trang cái kênh youtube của hội Hợp việt nam ấy. Vâng. để các bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần khoa vâng. học này vâng. Vâng, rất tốt bên thầy thì chắc là cũng sẽ đưa lên trên cái website của cái hội hô hấp pháp Việt. Uh, à, vâng. nhưng mà cái chuyện đó thì uh, bây giờ thì chưa chưa làm được tại vì cái website nó vẫn còn đang 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 trong cái 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 thời điểm mà bắt đầu hoạt động thành ra còn một số việc à. uh, uh, bác sĩ Rao Budi vẫn chưa giải quyết xong. À, vâng. Hiện tại thì cái nền tảng cái YouTube thì nó dễ nó thuận tiện hơn. Đúng rồi. Website thì mình phải đầu tư nhiều về cái server Đúng. mà mọi người cũng ở Việt Nam thì mọi người những ứng dụng về YouTube với cả mạng xã hội thì nó lại thông dụng hơn và mọi người thích hơn. À. Và, và, còn website thì theo mọi người xem trực tuyến trên website thì nó ít hơn và cái và các cái thiết bị như điện thoại chẳng hạn thì nó không, không hỗ trợ nhiều khi người ta xem trực tiếp trên website. Nữa. Đúng rồi, đúng rồi. YouTube Nên, nếu được thì... YouTube là, là tiện nhất. Là tiện nhất, đúng, đúng rồi. thế. Đúng rồi. Dạ, vâng em xin phép thầy đến giờ thầy có thể bắt đầu à, à, thầy cảm ơn bác sĩ đức thôi xin uh, chào tất cả các anh các chị hôm nay thì có một cái sự cố khiến cho phải uh, đổi đi đổi lại cái cái link uh, bởi vì vậy nên chúng ta bắt đầu trễ uh, nửa tiếng đồng hồ so với lại cái 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 thời gian mà dự dự tính lúc đầu. Tuy nhiên cũng như các anh chị biết đó là, là tôi sẽ cố gắng để mà uh, báo cáo bằng tiếng Việt. Thành ra trên nguyên tắc thì chúng ta sẽ không có cái thời gian uh, dịch thuật. Uh, bởi vì thế nên tôi hy vọng rằng là uh, tuy rằng là bắt đầu trễ nhưng mà chúng ta vẫn chấm dứt đúng đúng vào cái đúng giờ. Uh, đó là điều thứ nhất, điều thứ nhì đó là uh, trên nguyên tắc đó là trên lịch học đó thì là ngày hôm nay bác sĩ Đức vừa mới nhắc cho tôi biết rằng là uh, tôi phải giảng về cái bài về thăm dò chức năng hô hấp uh, nhưng mà thực ra đó thì là uh, có hai lý do để mà tôi bắt đầu để, để, để mà tôi hôm nay tôi tôi thay đổi đề tài lý do thứ nhất đó là trong cái bài giảng đầu tiên uh, cách đây mấy tuần lễ thì uh, chúng ta đã xem qua cái phần uh, cơ chế sinh học phân tử của các thuốc làm giãn phế quản uh, và cũng như các các chị biết đó là trong cái điều trị hen suyễn và siêu thì thuốc giãn phế quản tuy rất là quan trọng nhưng mà cũng uh, uh, cũng không có quan trọng kém cái thuốc mà kháng viêm bởi vì thế nên chúng ta đã bắt đầu bằng cái cái sinh học phân tử của cái bài bài giảng đầu thì ngày hôm nay tôi xin tiếp tục rồi sau đó thì chúng ta sẽ 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 ngừng về cái phần cơ chế sinh học phân tử và ngày hôm nay tôi sẽ tính, xin tiếp tục về cái cái phần thứ nhì, có nghĩa là cơ chế sinh học phân tử của cái cái viêm và dĩ nhiên là của thuốc kháng viêm trong trong hen và chúng ta cũng có thể nói sơ qua về Shoopy đi một tí uh, trong cái phần trong cái phần uh, giảng bài ngày hôm nay uh, và cái, cái 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 việc thứ ba mà tôi cũng muốn chia sẻ trước khi mà chúng ta bắt đầu đi vào trong cái bài giảng đó, là nếu mà chúng ta nói về uh, hiện tượng viêm thì theo tôi nghĩ rằng ngày hôm nay không những uh, bác sĩ chuyên về hô hấp như là các anh các chị mà ngay cả các bác sĩ chuyên khoa uh, <laughs> xin lỗi toàn khoa thì ai cũng biết rằng là hiện tượng viêm rất là quan trọng trong uh, trong cái bệnh lý học của bệnh hen xuyễn và bệnh COPD. Tuy nhiên, nói viêm thì là đơn giản nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu vào trong cái cơ chế thì thực ra nó như là một cái một cái một cái khu rừng già nó cũng tương đối nó cũng khá phức tạp. Uh, và thêm nữa thì những cái những cái khám phá mới về những cái uh, kiểu hình về viêm thì nó cứ không ngừng có mỗi ngày thì có một cái khám phá một cái khám phá khác và theo cái 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 góc nhìn của tôi đó thì tôi thấy rằng là uh, ngày hôm nay nói về viêm thì rõ ràng là nó rất là khác uh, với cái, cái bài giảng mà tôi có thể uh, giảng cách đây uh, 20 năm chẳng hạn uh, nói một cái khác là chúng ta cần phải cập nhật tất cả những cái kiến thức mà chúng ta có uh, về cái về cái hiện tượng viêm và bởi vì uh, viêm rất là quan trọng nên uh, chúng ta phải biết rõ viêm là như thế nào thì lúc đó chúng ta mới có chúng ta mới có cái 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 uh, cái cơ hội hoặc là có cái khả năng để mà dùng thuốc kháng viêm cho nó đúng liều đúng thuốc và cũng như các cái chị sẽ thấy vào cái phần cuối của bài giảng ngày hôm nay thì tôi sẽ đề cập Uh, về một số những cái cơ chế mới và một số các thuốc mới, tuy rằng là ngày hôm nay vẫn chưa nhập vào uh, Việt Nam nhưng mà uh, đã bắt đầu được sử dụng trên rất là nhiều quốc gia trên thế giới và theo tôi nghĩ rằng là trong một cái tương lai rất là gần thì các các chị cũng sẽ có thể tiếp cận và cũng có thể cũng cũng sẽ phải uh, quyết định là có kê đơn những cái loại thuốc mới đó hay không cho một số các bệnh nhân viêm nhất là các bệnh nhân uh, cho một số các bệnh nhân bị hen suyễn nhất là các bệnh nhân bị cái dạng hen suyễn nặng mà chúng ta không có thể chữa trị được bằng những cái liều corticoid uh, dạng uống và liều cao uh, sau khi uh, nói hơi rộng dài một tí về cái 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 phần đầu của cái bài giảng thì chúng ta bắt đầu đi vào trong cái trong cái uh, cái bài giảng ngày hôm nay thì thứ nhất tôi sẽ xem nào cái uh, okay, này sau đó thì trong cái trong cái bài giảng kỳ rồi các cái chị nào mà có, có 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 tham gia đó thì các cái chị nhớ rằng là chúng ta đã định nghĩa viêm và chúng ta đã có một cái tôi có một cái đề nghị rằng là chúng ta có thể nhìn viêm về phía ba cái 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 cạnh thứ nhất đó là chúng ta phải tự hỏi rằng là các tế bào nào có thể được xem là tế bào viêm thì trong cái trong cái kỳ vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là có hai loại tế bào viêm những cái loại tế bào viêm mà tôi gọi là viêm những cái tế bào chuyên nghiệp trong đó thì các, các chị đều, đều đều biết có những cái bạch cầu đa nhân uh, bạch cầu đa nhân ái toan bạch cầu đa nhân trung tính uh, ngay cả những cái những cái là là, là size, uh, cũng rất, cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng bên cạnh những cái tế bào viêm chuyên nghiệp đó thì có những cái uh, tế bào viêm mà tôi chúng ta có thể gọi là nghiệp dư nhưng mà cũng có thể nói rằng là rằng là nạn nhân của cái viêm đó là những cái tế bào uh, cấu trúc của uh, của phế quản uh, hay là phế nang của của người bệnh nhân uh, thì đó là cái 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 góc cạnh đầu tiên chúng ta sẽ phải luôn luôn phải tự hỏi rằng là trong cái hiện tượng viêm đó những cái tế bào nào sẽ tham gia và sẽ gây ra uh, cái cái hiện tượng viêm cái cái khía cạnh thứ nhì đó cái góc cạnh thứ nhì mà chúng ta phải nhìn đến đó là uh, những cái chất trung gian những cái phân tử trung gian mà nó tham gia vào hiện tượng viêm đó thì những cái phân tử trung gian đó được uh, được liệt kê ở trong cái trong cái phần thứ nhì của cái uh, của cái slide này thì các các chị thấy rõ rằng là uh, tùy vào cái uh, uh, cái 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 phân tử trung gian đó uh, thì chúng ta sẽ quyết định sử dụng những cái loại thuốc nào nói một cách rất là đơn giản thì chúng ta thấy rõ rằng là nếu mà cái chất histamin là cái chất mà gây ra cái hiện tượng viêm trong một cái trường hợp viêm nào đó thì dùng những cái thuốc mà ức chế histamin đó là một cái việc rất nên làm và rất là rất là có lý uh, cũng cũng cùng cái cách suy luận đó thì chúng ta thấy rằng cái chất Leukotriene cũng vậy hoặc là những cái chất khác như là những cái chất uh, cytokine sẽ đây thì biết cái loại tế bào nào tham gia vào cái hiện tượng viêm và biết những cái phân tử nào sẽ là những cái phân tử quan trọng trong cái hiện tượng viêm đó là cái điều quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng mà uh, nhất đối với lại các bác sĩ chuyên về lâm sàng đó là tự hỏi xem rằng là những cái hậu quả của cái hình tượng viêm đó nơi người bệnh nhân là như thế nào nó có gây ra co thắt phế quản nó có gây ra cái sự tăng tiết nhầy nó có gây ra cái sự tăng uh, uh, về cái 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 cái, cái phản ứng của của phế quản của chúng ta hay không hay là nó có gây ra những cái thay đổi mà nó là những cái thay đổi mà lâu dài về cái về cái cấu trúc của cái của cái đường dẫn khí đó là những cái câu hỏi mà chúng ta luôn cần phải đặt đặt tới đặt ra và mỗi khi mà chúng ta đặt ra một cái câu hỏi như vậy thì cũng một cách vô hình chung chúng ta sẽ tìm được đúng cái câu trả lời cho nó thích ứng với cái câu với cái câu hỏi đó. Bây giờ nếu mà chúng ta cũng với những cái kiến thức vừa qua mà chúng ta thấy trong cái style này và liệt kê theo một cái danh sách uh, trên ba cột thì chúng ta cũng có thể uh, trình bày cái 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 cùng một cái vấn đề đó nhưng một cái khác. Uh, bằng cách rằng là chúng ta nói ở đây cái hiện tượng viêm là cái hiện tượng mà nó thực sự nó 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 làm cho chúng ta quan tâm và lúc đó thì chúng ta thấy ở bên phía bên tay trái của cái của cái slide này là tất cả những cái tế bào viêm mà nó sẽ uh, nó sẽ tham gia vào cái hiện tượng viêm đó uh, đây uh, tôi chỉ liệt kê những cái tế bào mà chúng ta gọi rằng là những cái tế bào chuyên nghiệp bạch uh, cầu đa nhân uh, tế bào mast đại thực bào vân uh, vân Uh, và bên cột phía bên tay phải Thì uh, tôi đã liệt kê một số những cái tế bào Mà có thể gọi là nạn nhân của cái viêm đó Thì ở đây các anh chị thấy rằng là Cái tế bào uh, cơ trơn uh, là một cái tế bào nạn nhân Mà rất là quan trọng Hoặc là những cái tế bào uh, uh, của cái tuyến nhảy Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng là Tất cả những cái tế bào đó đến một lúc nào đó Cũng sẽ tham gia vào cái hiện tượng viêm đó và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái cơ chế để mà cách nghĩa tại sao những cái tế bào đó trên nguyên tắc là nạn nhân và rút, rút cuộc cũng trở thành uh, đồng lõa trong cái trong cái việc mà gây ra viêm và dĩ nhiên những cái những cái mũi tên ở đây thì uh, tôi không có tôi không có biên ra những cái những cái uh, những những cái từ mà nó đi theo những cái mũi tên mũi tên đó nhưng các anh chị hiểu rằng là những cái mũi tên đó nó sẽ có những cái phân tử mà nó sẽ nối kết uh, những cái tế bào này với nhau trong cái hiện tượng viêm này cái cái sai này thì thực ra thì tôi nghĩ rằng là đa số các anh các chị đều đã đều đã đều đã nắm và đều đã đều đã đều đã biết nhưng mà uh, tôi xin nói tạm nói sơ qua về cái về cái cách mà chúng ta có thể trình bày về cái sai này nếu mà sau này các anh các chị, và nhất là các anh các chị giảng viên đã thì uh, nếu mà muốn cắt nghĩa kiên thường viêm cho các cho các em y sinh năm vào những cái năm đầu tiên của 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 cái quá trình mà uh, học tập uh, y khoa thì cái viêm đó luôn luôn nó có một cái nguyên do cái nguyên do đó nó có thể nó là gì nguyên nếu mà chúng ta trong cái trường hợp của cái viêm quai anh nguyên do đó nó có thể là một cái chất gây ra một cái chất mà nó thuộc vào cái cái ô nhiễm môi trường hay là một cách rất là đơn giản là một cái một cái phân tử trong cái trong cái khói thuốc lá thì chúng ta nên nhớ rằng là luôn luôn có một cái nguyên do và cái nguyên do đó là một cái phân tử ờ, rồi sau đó đó cái nguyên do đó nó sẽ kích thích một số, nó sẽ kích hoạt một số các tế bào. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là một bên thì chúng ta có tế bào đại thực bào, một bên khác chúng ta có cái tế bào mast. Đó là những cái tế bào mà tôi gọi là tuyến đầu, có nghĩa là những cái tế bào mà sẽ phản ứng đầu tiên và một cách rất là nhanh chóng khi mà phải trực diện với lại cái nguyên do, nguyên thủy. Ở đây là cái gì nguyên nhưng mà chúng ta nói về hành xuyển. Rồi sau khi mà những cái tế bào của tuyến đầu đã được kích hoạt, coi như là giống như là những cái những cái anh hùng mà, mà chữa lửa hay là hay là hay là các bác sĩ mà mà làm trong cái khoa cấp cứu thì sau đó đó thì phải chúng ta phải cần đến cái sự tham gia của những cái tế, tế bào tuyến thứ nhì những cái tế bào tuyến thứ nhì đó thì tương đối là những cái tế bào nó có cái chức năng mà nó 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 đặc thù hơn uh, so với một số những cái việc mà xử lý viêm như là những cái tế bào Langer ở đây hoặc là những cái tế bào của bạch cầu đại nhân trung tính hoặc là bạch cầu đại nhân ái toàn tùy vào cái dạng viêm mà chúng ta đề cập tới. Thì vì sau này thì các anh chị sẽ thấy rằng là nói chung chung đó thì có rất là nhiều nhiều dạng viêm nhưng mà uh, cho đến cách đây không lâu thì các uh, nhà nghiên cứu nói rằng là là có hai dạng viêm chính. Cái dạng viêm do bạch cầu đại nhân ái uh, uh, toàn gây ra. Thường thường đó là trong hen suyễn và cái dạng viêm do bệnh cầu đại nhân trung tính gây ra thường thường cái đó là trong siêu PD nhưng mà tí nữa các anh các các chị sẽ thấy có một số những cái trường hợp bệnh nhân siêu PD có thể có cái viêm do bệnh cầu đại nhân uh, ái toàn gây ra thành ra cái việc mà chia ra uh, hai nhóm một bên là trung tính cho siêu PD và một bên là ái toàn cho hen suyễn đó thì nó chỉ đúng nói một cách chung chung thôi nhưng mà nó không có đúng trong tất cả mọi trường hợp thì bên cạnh hai cái hai cái hai cái loạt tế bào này cái tế cái tế bào tuyến đầu và cái tế bào tuyến thứ nhì thì các tế bào này sẽ làm gì các tế bào này sẽ gây ra một số những cái phản ứng mà chúng ta gọi là phản ứng viêm và cái phản ứng viêm đó thực ra đó là trong lúc đầu đó là cái phản phản ứng mà chúng ta cần phải có để mà làm gì để mà có thể tiêu diệt cái cái nguyên do gây ra viêm có nghĩa là dị nguyên hoặc là tất cả những cái những cái phân tử mà gây ra ô nhiễm môi trường vân vân nhưng mà cái khổ nổi là những cái những cái phân tử đó cùng một lúc nó có thể nó tiêu diệt những cái nguyên do lúc đầu thì nó cũng sẽ gây ra những cái những cái tác dụng phụ nơi các tế bào mà tôi gọi là tế bào của uh, cấu trúc có nghĩa là cái tế bào của của cái cái phế quản của chúng ta ở đây đó thì có hàng rào biểu mô ở đây thì có uh, cái, 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 các tế bào của cái hệ thần kinh hệ thần kinh giao cảm hoặc là phó giao cảm ở đây thì có những cái tế bào của những cái mạch máu vân vân thì chúng ta chúng ta thấy rõ rằng là những cái tác dụng phụ đó nó sẽ đưa đến cái gì nó sẽ đưa đến uh, hai cái hậu quả hậu quả thứ nhất đó là những cái tác dụng phụ đó sẽ tham gia vào trong cái việc mà phản ứng viêm và tí nữa thì bây giờ thì tôi xin chỉ xin các anh chị rằng là từ đặt câu hỏi là tại sao từ một cái cương vị của một nạn nhân rồi sau đó thì lại các tế bào đó lại tham gia vào trong cái 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 việc mà gây ra viêm đó có ích lợi gì um, trong trong cái trong cái việc đó và dĩ nhiên là trong cái trong cái hiện tượng viêm đó thì nó sẽ nó sẽ gây ra một số những cái sự mà uh, uh, một cái một cái tổn thương nơi cái nơi cái phế quản của chúng ta và có lẽ rằng là cái tổn thương mà uh, mà tất cả mọi người đều biết đến đó là cái sự co thắt phế quản cái cái co thắt phế quản ấy, chúng ta cũng nên cũng nên cũng nên hiểu nó là như vậy tại sao phế quản của chúng ta lại có thắt lại thì thực ra đó, nếu mà tôi lấy cái cái thí dụ là cái khói thuốc lá chẳng hạn thì hoặc là một cái một cái phân tử gây ra uh, gây ra bởi cái sự ô nhiễm môi trường thì chúng ta cái cái phế quản của chúng ta sẽ hít thở những cái những cái phân tử đó mà chúng ta biết rằng là những cái phân tử đó là những cái phân tử nó sẽ gây ra những cái tác hại cho cái cơ thể của chúng ta thì cái phản ứng của chúng ta là gì là chúng ta sẽ tự chúng ta khép lại cái con đường và dẫn vào trong cái cái phế nang và cái sự khép lại cái con đường dẫn vào trong cái phế nang một cách trong trong cái trong cái tư thế lâm sàng đó là gì đó là cái sự có thắt phế quản thành ra cái có thắt phế quản lúc đầu đó là nó là một cái phản ứng để mà bảo vệ cái cơ thể của chúng ta nhưng mà nếu mà nó cứ xảy ra một cách liên tục và nhất là nếu mà nó xảy ra một cách mà quá mức thì nó sẽ gây ra những cái tác dụng mà nó nó, nó hoàn toàn không tốt tại vì lúc đó thì chúng ta sẽ không có trao đổi khí được nữa cái 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 việc thứ nhì đó là cái 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 sự mà mà uh, giảm mạch máu thì nó cũng vậy cái gì giảm mạch máu đó nó sẽ giúp cho các tế bào chuyên nghiệp nghĩa là những cái đại thực bào không đại thực bào thì không nhưng mà những cái tế, tế bào bạch cầu đại nhân nó từ khắp nơi trong cơ thể nó từ hệ thống nó sẽ đến uh, khu trú ở cái vùng hai hai cái lá phổi và nơi cái, các phế quản và lúc đó nó sẽ giúp cho các tế bào đã có đã có hiện diện rồi để mà tiếp tục làm cái công việc kháng viêm. Nhưng mà có lẽ có cái điều mà uh, ít các bác sĩ uh, hoặc quan tâm hoặc là biết đến là khi mà các hàng rào biểu mô ở đây sau khi mà chịu cái sự ảnh hưởng của cái viêm và nó bị tàn phá thì nó sẽ có một cái hậu quả uh, rất là không hay đó là cái những cái phần cuối của cái của cái của những cái uh, 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 những cái hệ thống thần kinh đây uh, giao cảm và phó giao cảm nhất là phó giao cảm nó sẽ trên nguyên tắc đó trong cái lúc bình thường đó, thì nó sẽ bị che lấp bởi cái hàng rào biểu mô nhưng mà bây giờ nếu mà hàng rào biểu mô nó không còn nữa thì tự nhiên cái những cái những cái nerve về này có nghĩa là những cái hệ uh, thần kinh này nó sẽ gần như là nó sẽ nó sẽ tiếp 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 cận một cách rất là dễ dàng với lại những cái dị nguyên và từ đó nó sẽ gây ra một cái hiện tượng Và chúng ta biết đến như là một cái hiện tượng tăng phản ứng của phế quản uh, tiếng anh nó gọi là bronchial hyperreactivity hoặc là tiếng pháp đó gọi là hyperreactivity phổi thì uh, ngày hôm nay tôi sẽ không có nói thêm về cái hiện tượng đó tôi sẽ tôi sẽ quay lại về cái hình tượng đó khi mà tôi nói uh, sẽ chúng ta có cái bài giảng về cái thăm gia chức năng hô hấp trong cái bệnh hen suyễn thì bây giờ nếu mà nói tóm gọn lại thì chúng ta có thể nói là như thế nào chúng ta có thể nói rằng là lúc đầu thì luôn luôn có một cái nguyên do cái nguyên do đó hoặc là một cái kháng nguyên hoặc là khói thuốc lá cái nguyên do đó luôn luôn nó được thể hiện như là một cái phân tử nó từ uh, phía ngoài nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta cái cái viêm nó là một cái phản ứng tự nhiên cái phản ứng mà chúng ta đều có cái viêm mà nó chỉ là cái viêm nhất thời thì ai cũng có cả Thí dụ như mùa đông tới thì khi mà chúng ta bị những cái con virus thì đủ mũi chảy rồi chảy nghĩa là chảy nước mũi hoặc là chúng ta có những cái cơn ho nhẹ thì cái đó nó không phải là cái vấn đề. Viêm nó chỉ trở thành một cái vấn đề khi mà nó trở thành mãn tính. Nó trở thành mãn tính và, và nó càng trở thành một cái vấn đề là khi mà tất cả những cái nguyên do này hoặc là nó không còn nữa hoặc là nó có nhưng mà với một cái nồng độ rất là thấp và tuy rằng cái nồng độ nó rất là thấp nhưng mà chúng ta vẫn có cái hiện tượng viêm và bởi vì thế nên tất cả các bệnh như hen suyễn hoặc là bệnh siêu PD chúng ta uh, cần phải uh, xử lý một cách rất là tốt, Và xử lý cách tốt thì có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là làm biến mất cái, uh, cái 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 tính chất mãn tính của cái viêm. Uh, nói một cách uh, khác là nếu mà uh, các anh, các chị có một người bệnh nhân hen suyễn thì lúc đó chúng ta gọi rằng là cái viêm được kiểm soát nếu mà chúng ta kiểm soát được viêm thì tự nhiên các các triệu chứng lâm sàng nó cũng sẽ giảm đi và lúc đó thì người bệnh nhân có có thể có được một cái cuộc sống uh, bình thường và dĩ nhiên cái viêm này nó sẽ là cái uh, nó sẽ là cái cái cái, cái chất một chất xúc tác hoặc là nó gây ra tất cả những cái triệu chứng lâm sàng mà các cái chị biết đến như là ho như là cảm thấy khó thở như là uh, khò khè vân uh, vân Đây cũng là cái slide mà các các chị có đã, đã 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 thấy trong cái trong cái bài giảng đầu tiên. Thì tại sao tôi lại để cái slide này lại ở đây? Là một cái lý do rất là đơn giản là nếu mà chúng ta nhìn vào tất cả những cái phân tử này là những cái phân tử mà nó có cái tác dụng nó gây ra cái sự co thắt phế quản thì gần như là các các chị có thể nói rằng là đa số các phân tử này nhất là leukotriene hoặc là prostaglandin ở đây hoặc là histamine ở đây không có histamine nhưng mà các anh chú chị cũng có thể pin histamine vào tất cả những cái cơ chế tất cả những cái phân tử đó đều là những cái phân tử viêm nó một cách khác là trong cái hiện tượng viêm thì nó đã có nằm trong cái hiện tượng viêm nó đã có cái hiện tượng gây ra cái sự co thắt phế quản thành ra nếu mà chúng ta kiểm soát được viêm thì một cách vô hình chung chúng ta sẽ tạo ra những cái điều kiện thuận lợi để mà cho cái phế quản này nó nó sẽ được giảm ra thuốc kháng viêm tuy rằng là không phải là thuốc sản phế quản nhưng mà một cách gián tiếp nó cũng được có thể được xem như là một cái thuốc để mà tạo ra những cái điều kiện rất là thuận lợi để mà cho để mà gây ra cái sự sản phế quản Tí nữa trong cái phần cuối của cái bài giảng ngày hôm nay thì các anh chị sẽ thấy rằng là nó có những cái uh, những cái lý do uh, mà chúng ta chúng ta có thể đi giải được để mà cách nghĩa được cái sự mà tương trợ giữa hai cái loại thuốc là cái loại thuốc corticoid và cái loại thuốc mà beta 2 đồng vận uh, uh, như là loại laba hoặc là loại saba. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào trong cái cơ chế phân tử thì uh, nếu mà có một số các anh các chị ngày hôm nay không có quen với lại uh, uh, những cái những cái uh, 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 những cái kiến thức này thì thực ra thì tôi cũng xin thưa rằng là nó cũng rất là đơn giản thôi uh, nếu mà các anh các chị thấy có một số những cái từ mới thì cái đó nó cũng không có gì khó khăn cả Uh, thí uh, cái 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 bằng chứng đó là với cái slide đầu tiên này cái slide này đã thực ra đã được đăng trong một cái tờ báo rất là uy tín có thể nói là cái tờ báo uy tín nhất trong cái lĩnh vực y khoa là đó là cái tờ New England Journal of Medicine cách đây cũng khá lâu rồi cũng 25 năm rồi nhưng mà lúc đó, đó cái tờ báo này là cái bài báo này là cái bài báo đầu tiên cho chúng ta thấy rõ được cái sự uh, liên quan giữa cái uh, giữa cái giữa cái, cái 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 nguyên do đầu tiên ở đây gọi là activation signals có nghĩa là cái cái lý do mà nó gây ra viêm thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có một cái tế bào có thể là cái tế bào chuyên nghiệp như là một cái tế bào bạch cầu để nhân đáy toan có thể là một cái tế bào biểu mô chẳng hạn có nghĩa là một cái tế bào cấu trúc thì cái tế bào này sẽ sẽ, sẽ được hoặc là sẽ bị kích hoạt bởi những cái hiện tượng gây ra viêm và cái phản ứng của cái tế bào đó là gì có nghĩa là cái tế bào đó sẽ phản ứng bằng cách uh, tổng hợp ra một số những cái phân tử mà chúng ta gọi là những cái phân tử uh, trung gian của của cái việc viêm uh, chúng ta kích hoạt và chúng ta có cái sự uh, đáp ứng đối với cái sự kích hoạt đó uh, đánh thì chúng ta trả uh, chúng ta chống lại thì cái việc mà cái việc mà 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 phản ứng nó sẽ được cách nghĩa bởi cái điều đầu tiên là tất cả những cái phản ứng mà chúng ta gọi là cái phản ứng viêm nó đều đi qua một cái uh, một cái tổng hợp của một số những cái phân tử mới và cái tổng hợp đó nó sẽ được thể hiện bằng cái sự kích hoạt của một số các gen trong cái nhân của tế bào và các gen đó chúng ta gọi là những cái gen mà nó gây ra viêm tí nữa tôi sẽ có cái cơ hội để mà quay trở lại với một cái danh sách nó tương đối nó khá dài về những cái gen mà chúng ta có thể chúng ta chúng chúng ta chúng ta tự liệt kê được trong cái trong cái hiện tượng viêm. Thì các anh các chị có nhớ rằng là tất cả những cái hiện tượng này nó sẽ đi qua cái sự mà kích hoạt của một số các gen trong cái nhân của cái tế bào của chúng ta và tất cả mọi việc ở đây nó chỉ uh, uh, nó chỉ các anh các chị chỉ cần nhớ đến một cái loại trung gian cái này chúng ta gọi là yếu tố yếu tố uh, yếu tố nhân cái yếu tố nhân đó tiếng tiếng anh nó gọi là nuclear uh, factor hoặc là tiếng pháp là factor nucléaire. thì cái yếu tố nhân nó là gì nó chỉ là một cái phân tử về cái phân tử đó nó là cái phân tử nó làm cái công việc trung gian cái phân tử này nó nằm trong cái bào tương thì cái phân tử đó nằm trong bào tương và nó làm gì nó nó ở à, đây chúng ta có cái người có một cái một cái có một cái hiện tượng là cái hiện tượng viêm nó đang đến gõ cửa cái cánh cửa của cái tế bào và uh, cái 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 cái, cái bốn phận của cái yếu tố nhân này là làm sao để mà báo động cho các, uh, các 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 gen trong cái nhân tế bào để mà có thể đáp ứng với cái hiện tượng viêm đó thành ra ở đây các anh các chị cứ nhớ rằng là cái tên của cái yếu tố nhân này gọi là NF kappa B. NF có nghĩa là nuclear factor, kappa B đó là lúc đầu đó là khi các mà uh, các nhà nghiên cứu mà nghiên cứu về hiện tượng này thì họ đã uh, xác định ra cái vai trò của kiêu tư nhân này trong cái việc mà uh, tổng hợp ra được một cái một cái chất protein đó là cái chất protein kappa của cái của cái uh, kháng thể immunoglobulin IgG. Nhưng mà thực ra đó thì các, các chị sẽ thấy rằng là cái này nó nó không những nó kiểm soát về cái sự tổng hợp của cái IgG mà nó có nó kiểm soát tổng hợp của rất là nhiều các các tế, các các phân tử của của kênh tượng viêm. Thì bây giờ nếu mà chúng ta tôi, tôi tôi vẽ là một cái hình vẽ nên là như vậy. Các anh các chị đây có cái đây là một là một cái tế bào và ở đây thì các anh chị thấy rằng là cái đây là cái nhân của tế bào và đây là những cái ren. Thì ở đây là cái màng của tế bào. Và trên cái màng của tế bào đó thì chúng ta có một số những cái những cái thủ thể màng, những thủ thể là gì là những cái là những cái phân tử mà nó có cái khả năng để mà nó tiếp nhận những cái tín hiệu đến từ bên ngoài. Thì các anh các chị không cần biết rõ về cái cấu trúc của những cái thụ thể đó, các anh các chị chỉ nhớ rằng đó là những cái phân tử mà tạo uh, hóa đã đặt ra ở trên màng tế bào của của tất cả những cái tế bào của chúng ta. Và đây là cái cái yếu tố nhân kappa B mà các anh các chị cứ nhớ rằng là cái yếu tố nhân đó nó sẽ làm cái công việc trung gian, trung gian giữa cái gì giữa cái sự kích hoạt của các thụ thể trên cái màng tế bào và cái sự kích hoạt của các gen của trong cái nhân của tế bào của chúng ta thì chúng ta có một cái có một cái phân tử mà chúng ta gọi là kích thích viêm có thể là một kháng nguyên có thể là khối thuốc lá một cái phân tử có khối thuốc lá thì nó sẽ kích thích các cái thụ thể trên mạng tế bào và lúc đó thì sẽ có một cái sự báo động có nghĩa là sẽ có sự tổng hợp của một số những cái phân tử khác nó đến nó báo động nó đánh thức là cái anh mà NFKB để mà yêu cầu cái NF, NFKB đó thức dậy và đi vào trong cái nhân tế bào để, rồi sau đó đánh thức các gen để mà các gen đó có thể tổng hợp ra một số những cái protein mới thì cái việc đó nó sẽ xảy ra và ở đây đó thì tôi xin ngừng một tí để mà đặt ra một cái câu hỏi là như vậy là cái chất NFKB này trong cái lúc mà bình thường nơi một cái tế bào mà không có viêm thì nó đã hiện diện hay chưa? Tại vì NF-kappa là một cái phân tử và trong như tất cả những các loại phân tử trong các tế bào của chúng ta nó có hai loại, có những cái loại phân tử mà gần như mà tôi có thể nói rằng là nó có cái sự có mặt thường xuyên trong các tế bào. Đó là những cái phân tử rất là cần thiết, giống như là trong một cái cơ quan hoặc là trong trong một cái một cái đơn vị có thể là gia đình hoặc là một cái bất cứ một cái đơn vị nào thì chúng ta luôn luôn cần phải có những cái uh, yếu tố mà phải có mặt thường xuyên để mà đảm bảo cho cái sinh hoạt thường xuyên của cái đơn vị đó. Đơn vị đó ở đây là tế bào. Hoặc là cái chất NF NF kappa B này nó chỉ xuất hiện khi mà cần. Uh, đấy một thí dụ như là trong một cái bệnh viện thì chúng ta luôn luôn có những cái nhân viên như là bảo vệ ở gác cổng hoặc là những cái những cái nhân viên mà để mà tiếp đón bệnh nhân lúc nào cũng phải có, có 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 làm việc một cách thường xuyên. Rồi bên cạnh đó thì có những cái chuyên gia không bắt buộc phải có có mặt thường xuyên, nhưng mà cần phải được chịu đến cần phải xuất hiện khi mà có một, những cái những cái trường hợp nào mà khó xử lý. Thì ở đây cái câu hỏi mà tôi đặt ra là nó cái NFKB này có phải là một yếu tố có mặt thường xuyên hay là chỉ xuất hiện khi mà chúng ta cần đến? thì ở đây các anh các chị cũng có thể có một cái câu trả lời nói rằng là nên nó nên có mặt thường xuyên tại vì nếu mà nó chỉ xuất hiện khi mà chúng ta cần đến thì đôi khi chúng ta thấy trong bệnh viện đó, đôi khi cần có một chuyên gia nào đó cho một cái trường hợp rất là uh, cấp cứu nhưng mà vì một cái sự cố nào đó chuyên gia đó sẽ không có đến ngay được thì tự nhiên chúng ta sẽ chậm trễ trong cái trong cái việc xử lý uh, đối với người bệnh nhân Thành ra NFKB không nên không nên là một cái phân tử mà chỉ xuất hiện khi mà cần. Tại vì chúng ta cần phải có cái sự có mặt thường xuyên. Nếu mà nếu mà như thế thì nếu mà cái NFKB này có sự có mặt thường xuyên thì lúc đó chúng ta có một cái vấn đề gì? Chúng ta sẽ có một cái vấn đề rằng là NFKB đó trên nguyên tắc là phải nằm ở trong cái 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 cái, cái tế bào tương có nghĩa là nằm ở bên ngoài của cái nhân. Tại vì một khi mà NFKB đi vào trong cái nhân rồi đó, thì tự động NFKB sẽ kích hoạt một số những cái gen của cái của cái hiện tượng viêm. Và nếu mà kích hoạt cái gen của cái hiện tượng viêm, mà trong khi đó chúng ta không có cái chất mà gây ra cái kích thích viêm, thì tự nhiên chúng ta sẽ gây ra một cái tình trạng viêm mà nó 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 không có cái nguyên do và có một số những cái bệnh như là cái, những cái bệnh từ miễn thì cái đó là cái trường hợp nó có thể nó 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 sẽ nó 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 sẽ xảy ra ở đây không có ch cái chất kích cái thích viêm hay là cái chất đó không phải là cái chất đến từ bên ngoài mà đó là một cái chất đến trong từ trong cơ thể cơ thể của chúng ta tôi không cần phải nói dòng dài những cái anh các chị biết rõ rằng là tất cả những cái bệnh mà từ miễn là những cái bệnh rất là khó xử lý và những cái bệnh nó gây ra uh, rất là nhiều vấn đề nơi người bệnh nhân thành ra cái sự có mặt thường xuyên của nf trong cái tương tế bào nó có cái lợi là nó có thể nó giúp nó phản ứng nhanh nhưng nó có cái hại là nếu mà nhỡ mà nó đi vào trong cái nhân trong khi đó một cách mà không có nguyên do thì chúng ta sẽ gây ra một số những cái vấn đề như là chúng ta sẽ có những cái hiện tượng viêm trong khi đó thì cái hiện tượng viêm đó nó không cần thiết thì chúng ta làm cách nào để mà có thể giải quyết được cái cái vấn đề mà phức tạp đó chúng ta cần có một cái chất mà nó phản ứng nhanh. Nhưng mà cùng một lúc chúng ta không cho phép cái chất này đi vào trong nhân nếu mà không có cái kích thích viêm. Và ngược lại, chúng ta sẽ cho phép cái chất này đi vào trong nhân một cách rất là nhanh chóng khi mà cái hình tượng viêm nó đã bắt đầu. Thì để trả lời cái câu hỏi đó đó, thì dĩ nhiên một khi mà cái cái NFKB này đi vào trong nhân thì cũng như tôi tôi nói lúc nãy đó thì cái cái đáp ứng viêm nó gần như là nó 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 sẽ xảy ra một cách tức thời thì để trả, lời cái câu hỏi mà tôi vừa mới đặt ra lúc nãy thì có một cách rất là đơn giản là chúng ta có cái chất nf kappa đó lúc nào cũng có mặt. Nhưng mà cái chất đó sẽ không có cái khả năng đi vào trong nhân nếu mà không có cái nguyên do chính đáng. Và cái 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 sự mà bắt buộc cái chất nf kappa đó nằm trong cái tế bào tương nó được thể hiện qua cái 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 cách nghĩa của cái sinh học phân tử bằng cách ghép cái chất DNA b cùng với lại một cái phân tử khác mà chúng ta gọi là i kb i ở đây có nghĩa là inhibitor là tiếng anh hoặc là tiếng pháp là inhibitor có nghĩa là một cái chất một cái phân tử có cái khả năng ức chế cái chất DNA b thành ra tuy rằng lại kb có mặt ở đây nhưng mà trong lúc bình thường NFKB không có khả năng để mà đi vào trong nhân Và cái lý do khiến cho NFKB không có khả năng để mà đi vào trong nhân Là bởi vì ở đây NFKB không chỉ đơn thuần mà là NFKB mà bên cạnh có đi cà kè, kè bên cạnh có một cái anh làm kỳ đà cảnh mũi cái anh kỳ đà cảnh mũi đó là cái anh IKPAB thành ra nếu mà các anh chị đã, đã đã thấy rõ cái vai trò của IKPAB rồi thì bây giờ tôi sẽ đặt cái câu hỏi thứ nhì là làm cách nào mà chúng ta có thể đưa nfkb từ cái tế bào tương đi vào trong nhân uh, khi mà chúng ta có một cái uh, kích thích viêm nó 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 đến uh, và nó đang kích thích cái cái cái, cái thụ thể ở trên mặt tế bào thì cái câu trả lời nó cũng sẽ rất là đơn giản là nếu mà chúng ta muốn giải phóng cái NFκB này thì cái cách hay nhất là chúng ta phải làm sao tiêu diệt cái anh, cái, cái anh kỳ đại cánh mũi có nghĩa là cái, cái anh ikapabe và ở trong các tế bào của chúng ta có một cái cơ chế để mà làm cái công việc đó cái cơ chế đó gọi là cái proteasome có nghĩa là những cái những cái phân tử chuyên nghiệp giống như là những cái nhân viên mà đi đi hốt rác ở trong một cái thành phố vậy những cái, cái, cái những cái phân tử chuyên nghiệp đến để mà tiêu diệt những cái gì mà chúng ta không có cần thiết nữa thì ở đây ikapabe một sớm một chiều lúc đầu nó một cái nó có một cái chức năng rất là cần thiết có nghĩa là cản không cho nf b đi vào trong nhân rồi sau đó có một cái hiện tượng xảy ra đó là hiện tượng viêm rồi sau đó thì EK3B từ một cái cương vị của một cái phân tử có một cái chức năng rất là tốt trở thành một cái phân tử mà chúng ta không cần đến nữa và cái việc mà biến đổi EK3B từ một cái vai trò có hữu ích trong một cái tế bào không có viêm đến một cái vai trò không cần thiết nữa thì cái việc đó nó sẽ được uh, thể hiện bằng cách rằng là cái kích thích viêm này sau một cái chuỗi uh, 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 hoạt hóa mà tôi sẽ không có đi đi sâu vào trong chi tiết thì sau một cái chuỗi hoạt hóa sẽ đưa đến một cái hiện tượng rằng là sẽ ghép hai cái chất phosphat vào Ikb Nói một cách khác, ICAPA B không có phosphate là ICAPA B tốt, cần phải ở lại để mà ức chế NFKPB. Trong khi đó, IKPB có cái chất phosphate là cái ICAPA B không còn tốt nữa và cần phải được phế thải. Và một khi ICAPA B có được gắn với những cái chất phosphate vào rồi, thì tự nhiên cái proteasome này có nghĩa là cái đơn vị chuyên đi như là tiêu trừ tất cả những cái gì mà không cần thiết nữa trong cái tế bào của chúng ta sẽ đến và sẽ xử lý bằng một cách uh, tiêu diệt IK3B. Không còn IK3B nữa thì NFkB sẽ có khả năng đi vào trong nhân tế bào, đi vào trong nhân tế bào thì NFkB sẽ có khả năng để mà sao chép những cái gen của cái của cái uh, phản ứng viêm của cái đáp ứng viêm của chúng ta. Uh. Tôi hơi rong dài một tí về cái về những cái cơ chế phân tử này nhưng mà nếu mà chúng ta nắm được những cái cơ chế phân tử thì chúng ta sẽ hiểu rõ tất cả những cái những cái những cái tác dụng của các thuốc như kháng viêm như là cái thuốc corticoid hay là những cái tác dụng của những cái thuốc kháng viêm mà chúng ta sẽ có trong vòng 10 hoặc là 20 năm sắp tới nó cũng công hiệu như chất corticoid nhưng mà nó là sẽ không có những cái tác dụng phụ của cái chất corticoid như các anh chị biết. Thì bây giờ tôi xin tiếp tục để mà nói rằng là ở đây tôi đã thể hiện cái cái kích thích viêm bằng cái một một cái phân tử và bằng một cái một cái một cái, một cái biểu tượng này nhưng mà thực ra trên thực tế thì những cái chất kích thích viêm nó thuộc rất là nhiều loại khác nhau nó đi từ cái con virus hoặc là đi từ một số những cái chất mà gây ra bởi cái ô nhiễm môi trường và gây đi nó sẽ gồm có tất cả những cái chất mà chúng ta gọi là những cái chất trung gian của viêm, như là những cái chất cytokine, như, như là entalokin ở đây, entalokin 1, entalokin 6, hoặc là cái chất TNF-alpha, tất cả những cái đó là những cái, những cái chất cytokine hoặc là entalokin mà các anh chị biết. Hay là ở đây nó có một cái hình tượng khác, có nghĩa là cái sự mà kích hoạt của một cái chất men, mà người ta gọi là, PKC. PKC ở đây là protein kinase C. Thì tôi cũng không có đi sâu vào trong vi thuyết nhưng mà trong trong chi tiết nhưng mà tôi chỉ nói là một cái việc đơn giản là như vậy là trong tất cả những cái hiện tượng về gây ra ung thư thì một trong những cái yếu tố đầu tiên mà được kích hoạt đó là cái chất men PKC này. Nói một cách khác đó là trong tất cả những cái uh, hiện tượng uh, liên quan đến ung thư thì các anh các chị có thể đã biết rồi, cái cái hiện tượng viêm nó cũng rất là quan trọng. Nghĩa rằng là viêm không những chỉ xảy ra trong bệnh hen suyễn hoặc là trong bệnh COPD. Viêm là một cái hiện tượng rất là quan trọng trong tất cả những cái bệnh truyền nhiễm như là bởi con virus hoặc là như bởi gây ra bởi những cái con vi trùng như cũng như các anh các chị biết. Viêm cũng là một cái hiện tượng rất là quan trọng trong những cái uh, trường hợp mà uh, do ô nhiễm môi trường gây ra và ở đây thì chúng ta có thêm một cái khái niệm có thể là mới so với một số các anh chị. Cái khái niệm này cũng có thêm một số các anh chị đã biết rồi. Nghĩa là viêm cũng là một cái hiện tượng rất là quan trọng trong cái uh, trong uh, tất cả những cái trường hợp uh, ung thư. Nghĩa bởi vì thế nên tôi xin mở một cái dấu ngoặc là trong cái 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 quá trình xử lý các bệnh ung thư thì cùng một lúc chúng ta dùng những cái thuốc để mà uh, chống cái sự nhân tế bào một cách vô kiểm soát của các tế bào ung thư thì cái hiện tượng viêm nó cũng sẽ là một cái hiện tượng rất là quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm tới. Thế đây để chỉ mà nói rằng là từ một cái từ một cái biểu tượng nó tương đối nó rất là đơn giản nó, tôi gọi đây là kích thích viêm với một cái hình vẽ thì thực ra trên cái thực tế thì cái tất cả cái cái sự mà kích thích viêm nó 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 phức tạp hơn nhiều tuy rằng là nó rất là phức tạp ở đây nhưng mà tất cả mọi cái con đường này nó đều đưa đi đến la mã và la mã ở đây là gì đó là cái chất trung gian NF mà bây giờ các anh chị đã quen thuộc rồi cái chất trung gian NF nó sẽ đi vào trong nhân tế bào và trong nhân tế bào nó sẽ uh, cho phép một số những cái gen gây ra gym. Gây, gây gây ra viêm ở đây gọi là inducible gene và nó sẽ cho phép những cái gen đó được sao chép ra thành cái chất RNA ở trung gian và từ đó thì sẽ được chuyển qua thành để mà tổng hợp một số những cái những cái phân tử mà người ta gọi là những cái phân tử trung gian của viêm thì ở đây cũng vậy nếu mà liệt kê danh sách của những cái phân tử trung gian của viêm hình như là cái đây cái danh sách nó nó, nó nó sẽ dài như như vậy và tôi chỉ tôi có thể nói rằng là cái danh sách này nó chỉ là một phần mười của những cái tế bào mà 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 các anh các chị có thể có thể quan tâm tới thành ra không có cách chi mà chúng ta thuộc hết tất cả những cái những cái đấy để những cái, những cái những cái phân tử đó nhưng mà tôi xin đề nghị là lúc đó các anh các chị chỉ cần uh, xếp những cái những cái phân tử mà nó tham gia vào cái hình tượng viêm đó rồi vào ba loại ba cái gia đình khác nhau thứ nhất đó là những cái phân tử mà thực tình đó là mà, mà chúng ta rất là quan tâm tới trong cái bệnh hen suyễn đó là những cái chất cytokine vậy ngay cái cytokine này thì cái danh sách nó rất là dài nhưng mà chúng ta cứ tạm để xếp nó vào trong một trong một nhóm cái nhóm thứ nhì đó là những cái nhóm men men ở đây đây thì chúng ta có thể chúng ta sẽ nói tới cái cái inos có nghĩa là cái tổng hợp là cái chất no chẳng hạn nhưng mà thực ra những cái men mà các bác sĩ mà rất là quen thuộc đó là Cyc cyclooxygenase hoặc là prostaglandin A2 à, tại sao là bởi vì cái thuốc aspirin à, thật ra mọi người đều biết đó à, dùng cái thuốc mà tương đối kháng viêm đã được dùng từ 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 cả cái trục thế kỷ này rồi nó nó làm gì nó nó sẽ uh, uh, um, um, làm bất hoạt hai cái chất men này COX-2 và và CPA, CPLI, đó là cái 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 nhóm thứ nhì, đó là những cái chất men, những cái chất men nó nó sẽ tổng hợp ra một số những cái, những cái những cái những cái phân tử trung gian mà nó sẽ tham gia vào cái hiện tượng viêm và cái 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 nhóm thứ ba đó là những cái cái mà người ta gọi là cái uh, adhesion molecules những cái adhesion molecules đó là những cái chất mà nó sẽ được thể hiện ở trên cái màng tế bào để mà nó 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 có thể nó nó, nó 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 nắm lại những cái những cái tế bào mà nó đang di chuyển trong cái trong trong những cái mạch máu của chúng ta những những cái những, cái tế, những cái tế bào bạch cầu đa nhân chẳng hạn thì uh, nó đang theo cái dòng máu nó đang di chuyển phải có một cái lý do nào đó để mà nó bị túng cổ lại rồi nó lôi ra lôi ra khỏi cái, cái 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 những cái mạch máu để mà nó đi vào trong cái những cái vùng mà đang có cái hiện tượng viêm thành ra những cái chất molecule uh, molecule này cũng rất là quan trọng thành ra tôi chỉ đề nghị rằng là chúng ta làm giống như là giáo sư peter Barnes là cái người đã đăng cái đã đăng cái bài tổng hợp này Ờ, chúng ta có thể xếp tất cả những cái phân tử mà chúng ta gọi là phân tử đáp ứng viêm nó vào trong một trong ba cái ba cái ba cái nhóm này. Và ở đây có một cái việc khác nó nó rất là quan trọng là nếu các các chị nhìn vào cái từng tên của, của của từng cái nhóm phân tử của cái nhóm cytokine này thì cái cytokine TNF alpha chẳng hạn là nó sẽ được tổng hợp như là một cái sự đáp ứng của viêm nhưng mà ở đây chúng ta lại thấy rằng TNF alpha nó lại nó có thể nó gây ra cái sự kích thích viêm thành ra ở đây nó sẽ là một cái vòng lẫn lẩn quẩn đây là cái đáp ứng viêm nhưng cái đáp ứng viêm này nó sẽ quay trở lại để mà nó kích thích cái tế bào này thì khiến ra từ một cái hiện tượng viêm chúng ta sẽ có một cái việc hiện tượng viêm có thể nó nhất thời chúng ta sẽ có cái cơ nguy để mà đi đến một cái một cái hiện tượng viêm mà chúng ta gọi là cái hiện tượng viêm mãn tính và sau đó chúng ta cũng có thể nghĩ rằng là tất cả những cái những cái nguyên do lúc đầu những cái kháng nguyên những cái uh, uh, khói thuốc lá vân vân nó không còn nữa nhưng mà bởi vì cái 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 vòng này nó vẫn còn giữ thành ra những cái tế bào này nó vẫn tiếp tục nó nằm trong cái nó nằm trong cái tư thế và một cái tế bào nó sẽ gây ra viêm sau khi mà nói về cái 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 cơ chế phân tử của viêm thì tôi sẽ không có nói thêm nếu mà các anh chị nào mà mà không có quen và không có không có hào hứng lắm về những cái về những cái cơ chế phân tử thì tôi cũng có thể nói rằng là chúng ta sẽ không nói thêm về những cái cái chế phân tử của cái hiện tượng viêm. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần thứ nhì, có nghĩa là nói về cái tác dụng của cái chất corticoid mà tất cả các anh chị đều biết đến và đều dùng đến để mà chữa trị cái bệnh viêm, nơi các bệnh nhân bị hen suyễn hay là thậm chí một số các bệnh nhân bị COPD. Thì cái chất corticoid ở đây làm gì? À, thì các anh chị thấy rõ rằng là lúc nãy thì ở đây ở giữa thì tôi đã để đó là cái hiện tượng viêm thì cái chất corticoid quý nó, nó sẽ đến để mình ức chế tất cả những cái gì mà chúng ta thấy ở đây. Có nghĩa là nó sẽ khiến cho những cái mũi tên này nó sẽ không còn cái khả năng được bắn ra nữa và nó sẽ làm cho những cái mũi tên nó như là những cái mũi tên bị gãy và nó sẽ không có tác dụng được trên các trên các tế bào từ những cái tế bào viêm chuyên nghiệp cho đến những cái tế bào cấu trúc nhưng mà cũng tham gia vào cái hình tượng viêm thì nếu mà nói sơ qua về cái cái chất uh, uh, corticoid này, thì các anh các chị biết rằng đó là cái hormone đó là cái hormone mà cơ thể của chúng ta có cái khả năng để mà tổng hợp thì cũng giống như tất cả những cái hormone đó thì cái hormone đó thì cũng như các anh các chị biết là nó 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 sẽ được uh, được tổng hợp ở nơi một cái vùng trong cái uh, cơ thể chúng ta đó là cái tuyến thượng thận the uh, cortico surrenal và và sau đó sau khi được tổng hợp thì cái chất hormone đó sẽ được phóng thích ra vào trong cái trong những cái mạch máu và từ đó nó sẽ luôn lưu trong cái cơ thể của chúng ta có thể đến tới tất cả mọi vùng trong cơ thể để mà có thể uh, tác động trên uh, các tế bào thì cái điều đầu tiên các các chị nhớ đó là cái chất hormone uh, corticoid này nó được còn được gọi là steroid, steroid có nghĩa là nó nó gốc của nó là là chất được đến từ cholesterol và cholesterol là một cái chất mỡ và bởi vì cholesterol là một cái chất mỡ và các các chị cũng có thể biết rồi là cái màng của tế bào của chúng ta đó nó cũng là cái nguyên cái 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 uh, cái nguyên thủy của nó cũng là một, cái, một một cái chất mỡ thành ra mỡ trong mỡ mở ngã trong mở thì nó khiến cho cái cái tế bào nó có thể nó mở mở hỏi có nghĩa là nó mở cửa ra cho cái chất mở đó đi vào trong cái trong cái 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 bào tương bởi vì thế nên trên nguyên tắc thì cái chất series này không có một cái uh, không có một cái sự khó khăn nào cả khi mà đến với các tế bào và có thể đi vào trong cái tế bào tương một cách rất là dễ dàng bởi vì cái 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 cái, cái chất nguyên thủy của nó là một cái chất mở nhưng mà cho dù là cái chất mỡ hay là một cái chất protein chẳng hạn thì tất cả những cái phân tử mà tôi gọi là những cái phân tử phân tử tín hiệu trung gian như là những cái hormone ở đây nó đều cần phải uh, uh, tiếp xúc với là một cái thụ thể nếu mà cái chất đó không có cái khả năng xuyên qua tế bào như là cái chất adrenaline hoặc là những cái thuốc beta 2 đồng vận thì lúc đó chúng ta có một cái thủ thể mà chúng ta gọi là thủ thể mà nó nằm ở trên cái màng của mặt tế bào giống như là cái cái hình vẽ ở đây ờ, so với những cái chất kích thích viêm đây là một cái thủ thể màng trong khi đó thì ở đây cái chất corticoid nó không cần phải tiếp xúc với thủ thể màng tại vì nó có thể nó đi vào trong cái cái bào tương và đi vào trong bào tương thì nó phải tiếp xúc với là một cái thụ thể mà chúng ta gọi là thủ thể trong tế bào, tế bào tương hoặc tế bào chất và cùng với cái thu thể đó thì cái chất quý tay trong tay tay nắm tay cùng với cái thu thể đó sẽ đi vào trong cái tế bào nhân trong vợ trong cái, cái cái nhân của tế bào để mà làm cái công việc phiên mã uh, uh, sao chép uh, uh, phiên mã rồi sau đó thì giải mã để mà có những cái những cái những cái phân tử mới thì ở đây có 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 hai điều tôi tôi muốn tôi muốn chia sẻ với các anh chị thì cái thụ thể của cái chất quý này chúng ta có thể xem nó như là một uh, đồng nghiệp hoặc là cũng có cùng một cái uh, chức năng giống như là cái NF-kB đúng nãy có nghĩa là sao có nghĩa là cái thụ thể này sẽ được kích hoạt bởi cái chất corticoid và một khi mà cái chất corticoid kích hoạt cái cái thủ thể này thì cái chất corticoid sẽ cho phép cái thủ thể này có cái khả năng đi vào trong cái nhân của tế bào và trong nhân tế bào đó thì cái thủ thể này nó sẽ làm cái công việc phiên mã và trong cái công việc phiên mã đó thì nếu mà chúng ta quan tâm tới viêm thì các anh các chị có thể đoán rằng là những cái cái uh, những cái uh, những cái kết quả của cái sự phiên mã hoặc là cái sự giải mã đó là những cái phân tử có cái khả năng kháng viêm nếu các anh các chị không có quan tâm tới viêm mà các anh các chị quan tâm đến những cái vấn đề như là uh, tôi không biết tiếng việt nói là như thế nào như là metabolic có nghĩa là những cái vấn đề liên quan đến cái sự mà hấp thụ protein chất chất đường chất glucid hoặc là chất lipid lipid thì lúc đó các, các kết quả của cái sự phiên mã gen này nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự mà vận hành của những cái protein hoặc là những cái những cái chức năng của những cái protein hoặc những cái glycid hoặc là những cái những cái những cái, những cái lipid đó thành ra cái 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 cái, cái thụ thể của cái chất corticoid đóng một cái vai trò rất là quan trọng và cái vai trò đó, đó là cái vai trò chủ chốt trong cái sự kiểm soát của phiên mã rạch. Các anh các chị cứ nhớ cái việc đó. Và lúc đó thì chúng ta có thể áp dụng cái cách suy luận vừa rồi so với cái NFKB ở đây. Có nghĩa rằng là NFKB lúc nào cũng phải có, ở, có, có, có hiện diện trong tế bào tương. Nhưng mà NFKB chỉ có khả năng đi vào trong những tế bào khi nào mà nó được quyền. Và cái sự được quyền đó thì tôi sẽ không có nhắc lại các anh các chị đã, đã, đã nắm được cái, cái cơ chế rồi. Thì ở đây cũng vậy cái thụ thể của cái chất corticoid lúc nào nó cũng phải có hiện diện trong cái tế bào tương hoặc là trong cái tế bào chất. Nhưng mà nó chỉ có cái khả năng đi vào trong cái nhân tế bào khi nào mà nó có được cái quyền, nó được cái visa đi vào trong cái nhân đó. Và cái visa đó đó chính là cái chất corticoid. Cái chất corticoid sẽ khiến cho cái thụ thể đi vào trong cái nhân tế bào và trong cái nhân tế bào thì cái thụ thể đó nó sẽ làm cái công việc giống như cái NF-kappa lúc nãy chỉ có cái khác là cái thụ thể của cái corticoid nó sẽ ảnh hưởng trên một số các gen Và những cái gen đó không phải là các gen mà nf có thể ảnh hưởng tới. Đó là cái điều mà rất là quan trọng mà các các chị cần phải lúc nào cũng phải cần phải nhớ tới. Và cái việc thứ nhì nó cũng quan trọng không kém nhưng mà người ta chỉ mới có khám phá ra gần đây là nếu mà các anh các chị có dùng những cái thuốc corticoid để mà để mà chữa trị cho các bệnh nhân hen suyễn thì có thể là ngày hôm nay bên Việt Nam đã có rồi. Chi xưa đó thì 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 chúng 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 ta dùng cái chất corticoid mà nó chỉ tác dụng tương đối ngắn hoặc là tác dụng dài lắm là 12 tiếng đồng hồ trong ngày. Bởi vì thế nên các bệnh nhân cần phải hít một ngày hai lần ngày hôm nay thì theo tôi nghĩ là đã đến bên Việt Nam rồi nhưng có cái điều chắc chắn là trên bên Pháp hoặc là các quốc gia khác trên thế giới thì có những cái loại corticoid tác dụng lâu. Cái corticoid tác dụng lâu có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta chỉ cần cho bệnh nhân hít đúng một lần trong một ngày là đủ rồi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta dựa trên cái trên cái kiến thức lâm sàng đó và chúng ta muốn cắt nghĩa bởi cái cơ chế phân tử thì chúng ta cắt nghĩa như thế nào? Thì cái đó cũng rất là đơn giản có nghĩa rằng là cái chất corticoid mà nó tác dụng tương đối ngắn có nghĩa là trong vòng 12 tiếng hoặc là 8 tiếng là những chất corticoid nó chỉ có thể nó 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 bám vào trong các thụ thể đó trong cái khoảng thời gian đó và nếu mà các uh, viện uh, các uh, cơ quan mà nghiên cứu hoặc những cái viện bảo chế thuốc ngày hôm nay tìm ra được những cái chất corticoid có cái khả năng để mà bám vào trong cái thụ thể đó thay vì 12 tiếng trong vòng 24 tiếng hay là 36 tiếng thì lúc đó thì cái thủ thể này nó có thể nó tiếp tục nó đi vào trong cái trong cái nhân của cái tế bào và nó tiếp tục nó sẽ làm cái công việc phiên mã và nó sẽ tiếp tục gây làm tất cả những cái việc mà tổng hợp ra một số những cái những cái phân tử mới hoặc là kháng kháng viêm hoặc là, là tham gia vào trong những cái, những cái những cái những cái việc liên quan đến cái cái metabolism của chúng ta và cái 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 điều thứ ba uh, tôi cũng sẽ nói đến nhưng mà chỉ nói sơ qua là trong cái lúc bình thường á, thì cái thụ thể của cái corticoid này, này nó cũng có một cái anh kỳ đại cánh mũi cái anh kỳ đại cánh mũi đó đối với NF kappa B lúc nãy chúng ta gọi là I kappa B thì ở đây tôi không có tôi không có biên ra đây nhưng mà các anh cái chị cứ 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 nhớ cái anh kỳ đại cánh mũi đó có cái tên gọi là HSP 90 thì có lẽ á, trong một cái kỳ khác tôi sẽ nói thêm về cái chất HSP 90 đó. Đó là một cái chất cũng rất là cũng rất là quan trọng và có cái vai trò cũng rất là lý thú. Ngày hôm nay tôi sẽ không có nói thêm các anh chị cứ nhớ rằng là cái chất HSP 90 đó trong cái lúc bình thường là cái anh mà khiến cho cái tụ thể này không có đi được vào trong cái nhân và cái anh uh, corticoid làm gì? Nó sẽ tới nó sẽ lấy corticoid sẽ lấy cái chỗ của anh SSP. Nó sẽ không có tiêu diệt cái uh, anh SSP uh, giống như CAPB bị tiêu diệt lúc nãy, nhưng nó sẽ đẩy cái anh SSP uh, uh, 90 đi ra chỗ khác và nó sẽ lấy cái chỗ của cái anh SSP 90. Đây là điều thứ nhất và uh, đây là cái 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 nhóm mà thông tin thứ nhất, có nghĩa là có 3 điều uh, như tôi vừa mới nói. Uh, uh, cái, cái 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 thông tin thứ nhì mà nó cũng cũng tương đối nó cũng có cái có cái có cái sự lý thú của nó trong cái trong cái việc mà lâm sàng là là như vậy là thường thường á từ cái lúc mà cái 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 chất corticoid này này đến nghĩa là tiếp diện với lại cái cái màng tế bào xuyên qua màng tế bào đi vào trong nhân tế bào rồi sau đó thì phiên mã giải mã để mà có những cái những cái đáp ứng viêm thì trung bình ấy chúng ta phải cần một cái thời gian Uh, không có không có ngắn có nghĩa là ít nhất là một tiếng đồng hồ nếu không phải là đến bốn tiếng đồng hồ đó. có nghĩa là cái thời gian từ cái lúc mà can cái chị tim hoặc là cho hít cái thuốc cái thuốc uh, uh, corticoid cho đến lúc mà có cái khả năng kháng viêm đó thì cũng phải mất một vài tiếng bởi vì sao bởi vì chúng ta cần phải đi qua nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn như vậy thì cần phải có một thời, thời gian tối thiểu thí dụ như cái việc phiên mã thì cũng phải cần đến cái chục phút rồi sẽ cái việc giải mã cũng vậy vân vân và vân vân cùng một lúc đó thì các anh các chị biết rằng là nếu mà chúng ta dùng những cái thuốc mà beta 2 đồng vận như là những cái loại saba cái loại mà phổ biến nhất là valtolin hoặc là terbutaline vân vân thì cái 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 kết quả lâm sàng có nghe cái sự giãn phế quản nó rất là nhanh nó có thể nó đến trong vòng vài phút. Và cái sự nhanh ở bên một đằng và cái sự chậm ở đằng khác, nhanh ở bên các thuốc giảm phế quản và chậm ở các thuốc kháng viêm, nó được cắt nghĩa một cách rất là đơn giản là ở đây tất cả những cái gì mà nó liên quan đến những cái thủ thể ở ở, ở, ở trên bề mặt tế bào có nghĩa là trên màng tế bào nó sẽ đưa cho chúng ta một cái sự phản ứng rất là nhanh trong khi tất cả những cái gì mà nó liên quan đến cái sự phiên mã và giải mã thì nó sẽ cần thời gian hơn. thì làm thế nào mà chúng ta có thể cắt nghĩa được cái việc đó có thể thi nữa tôi sẽ có một cái sai được khác nhưng mà bây giờ tôi nói tôi nói luôn là một cách rất là đơn giản các các chị nhớ lúc nãy đó là uh, kỳ rồi đó tôi không biết là cái sai đó có ở đây hay không không thì uh, các cái chị nhớ là kỳ rồi đó là trong cái việc mà co thắt phế quản đó là chúng ta chỉ tác động trên hai cái hai cái hai cái protein một cái là actin một cái là myosin khiến cho hai cái nó 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 lướt trên nhau nó tới gần lại với nhau là chúng ta co thắt nó rời ra xa nhau có nghĩa là chúng ta giảm phi quản và cái đó nó chỉ tùy thuộc vào cái chất calcium chất canxi ở trong cái màng tế bào và cái canxi đó thì nó sẽ được giải phóng một cách rất là nhanh Thành ra tất cả những cái gì mà nó liên quan đến cái thụ thể trên cái mạng tế bào đó nó sẽ đi qua một cái chuỗi và đứng rất là nhanh và nó nó tiếng tiếng anh nó gọi là cái 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 switch on switch off thì thì tôi sẽ lấy một cái thí dụ như vậy là các anh các chị sẽ hiểu ngay các anh các chị cứ cứ tưởng tượng là cái phản phản ứng của cái tế bào của chúng ta giống như là các anh các chị đi vào trong cái căn nhà tối om om và các anh các chị cần bật đèn thì nếu mà cần bật đèn nó thì nó có hai cái trường hợp nó có thể nó xảy ra hoặc là các anh cái chị trong nhà đã có mấy cái bóng đèn rồi và lúc đó các anh cái chị chỉ cần bấm nút thì lúc đó sẽ bật đèn nó sáng rồi sau đó các anh cái chị đi ngủ bấm nút thì cái đèn nó sẽ tắt thì cái đó đó là cái trường hợp mà chúng ta sẽ có với lại cái thụ thể bề mặt tế bào có nghĩa là là trong cái tế bào của chúng ta đã có tất cả những cái phân tử nó ở đây rồi nó đã nó đã có nó đã có mặt rồi và nó chỉ cần có cái sự một cái tín hiệu để mà cho nó biết rằng là nó phải kích hoạt hoặc là nó sẽ bất hoạt đó là cái trường hợp của một cái căn nhà đã có cái bóng đèn rồi trong khi đó nếu mà cũng là căn nhà đó hoặc là căn nhà mới chưa có bóng đèn hoặc là cái bóng đèn đó đã bị cháy các anh các chị vào có thể bật cách mấy thì cũng sẽ không có sẽ không có ánh sáng lúc đó các anh phải đi tìm cái bóng đèn, thay cái bóng đèn hoặc là đi ra tìm mua cái bóng đèn mới. Thì đó là cái trường hợp mà của cái chất cọc quý Mua cái bóng đèn mới hoặc là tìm cái bóng đèn mới lắp vào trong cái trong cái trong cái chỗ. Đó là cái công việc phiên mã, phiên mã giải mã có nghĩa là cần phải tổng hợp một cái một cái một cái, một cái phân tử mới ở trong cái tế bào. Nó cần nghĩa cái cái lý do mà nhanh và chậm thì bởi vì thế nên các beta uh, hai đồng vận sẽ có tác dụng rất là nhanh, cái chất corticoid trên nguyên tắc cái tác dụng của nó tương đối nó chậm và chúng ta đã, uh, đã 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 có cái kiến thức đó thực ra từ gần nửa thế kỷ này rồi và tôi nhớ trong cái trong cái bài giảng đầu thì có một anh uh, trong các uh, học viên đã đã hỏi tôi rằng là như vậy nhưng mà có một số trường hợp ở trong cái trong cái uh, lúc mà trực ở trong những cái khoa cấp cứu thì các anh các chị thấy rằng là cái chích cọc quý đợi, đôi khi nó có cái tác dụng rất là nhanh. Và khi xưa lúc mà tôi còn là nội trú thì tôi không có không có cái câu cách nghĩa và ngay cả các thầy lúc đó cũng có, không có cái câu cách nghĩa cho cái cho cái, cái phản ứng nhanh đó. Ngày hôm nay thì chúng ta có cái câu cách nghĩa đó, có cái sự cách nghĩa đó là trong một số các trường hợp nơi một số các bệnh nhân thì họ vừa có cái thụ thể trong cái tế bào chết đầy ai cũng có cả đó. tất cả mọi người đều có cả nhưng mà cùng một lúc họ cũng có những cái thụ thể bề mặt tế bào và lúc mà cái chất cọc quý nó gắn kết trên cái thụ thể bề mặt tế bào có nghĩa là lúc đó cái bóng đèn chúng ta đã có thì chúng ta chỉ cần bật đèn ra thì sẽ có ánh sáng và chúng ta tắt đèn thì sẽ không còn ánh sáng nữa đó là cái cái cách nghĩa phân tử cho cái cho cái cho cái uh, cho cái um, kiến thức mà, mà cái uh, anh học viên uh, kỳ vừa rồi đã, đã 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 chia sẻ. Thì bây giờ nếu mà tôi quay trở lại với lại cái slide này để mà có thể cắt nghĩa tại sao cái chất corticoid nó có thể nó có cái tác dụng kháng viêm thì cái sự cắt nghĩa nó sẽ rất là đơn giản. Corticoid ở đây nó sẽ đi vào và nó sẽ gắn kết với lại một cái thủ thể của corticoid. Ở đây người ta gọi là GR hoặc là GR, có nghĩa là glucocorticoid receptor, thủ thể có cái chất, chất corticoid. Và cái thủ thể của chất corticoid này nó sẽ bất hoạt cái chất nf b chỉ đơn giản vậy thôi. Bởi vì nó bất hoạt cái chất nf b nên chất glucocorticoid có cái khả năng kháng viêm và cùng một lúc nó sẽ khiến cho tất cả những cái những cái những cái phân tử viêm ở đây nó sẽ không có nó sẽ không được, được tổng hợp nữa. Thì bây giờ nếu mà uh, ta tóm gọn lại uh, tất cả những cái gì mà chúng ta đã đã xem qua về cái cơ chế phân tử của chất corticoid trong cái việc kháng viêm thì uh, cùng một lúc thì tôi sẽ cũng cái cái câu chuyện này ở phần đầu là nói về cái hình tượng viêm phần thứ nhì nói về cái thuốc corticoid như là một cái một cái phân tử kháng viêm thì bây giờ nếu mà chúng ta kết hợp hai cái câu chuyện này lại trong cùng một cái trong cùng một cái slide này, thì tôi sẽ kể cái câu chuyện này như thế nào có nghĩa là lúc đầu thì luôn luôn phải có một cái một cái uh, nguyên do gây ra viêm cái nguyên do gây ra viêm đó nó có thể là một cái kháng nguyên hoặc là nó có thể kháng nguyên nó gây ra cái sự tổng hợp của cái những cái chất cytokine những cái chất cytokine này nó sẽ đến và nó sẽ kích hoạt những cái thủ thể mà chúng ta gọi là thủ, thủ thể màng vì những cái thủ thể màng này nó sẽ đi qua một cái chuỗi kích hoạt khác. Và cái, cái kích hoạt khác mà tôi sẽ không đi sâu vào trong chi tiết. Và chúng ta chỉ nhớ rằng là nó sẽ đưa đến cái hiện tượng rằng là nó sẽ giải phóng được cái anh NFKB và nó sẽ khiến cho anh NFKB từ cái từ một cái vị trí ở trong cái tế bào tương sẽ đi vào trong nhân tế bào. Và lúc đó thì một khi đi vào trong nhân tế bào thì NFKB nó sẽ kết nối với lại một cái số gen và lúc đó là đã mua luôn ở đâu có một số chuyển động thành ra tôi xin tạm ngưng một tí để khi nào mà uh, một khi một khi mà nó à, Các anh chị tôi sẽ tìm cái cái nơi có tiếng động để mà để mà tắt mic của của bạn. Trương Ngọc Dương ấy thầy ạ Ờ à, vâng <laughs> à... Ừ, à, Tiếng đồng tắt rồi Thì à... Uh... Vâng Thì bây giờ tôi xin uh, tiếp tục Là ở đây thì sau khi NFKB đi vào trong nhân đó thì lúc đó chúng ta thấy rằng là NFKB sẽ có cái khả năng để mà để mà sao chép gen và lúc đó thì chúng ta sẽ 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 phiên mã và cái sự phiên mã đó sẽ đưa đến cái 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 sự mà uh, hiện diện của một số những cái phân tử mới và chúng ta sẽ xếp vào cái 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 hiện tượng nói chung đó là đã đáp ứng viêm và chúng ta nhớ rằng là những cái những cái phân tử này nó sẽ rất là đông nó sẽ rất rất là nhiều và chúng ta chúng ta có thể xếp vào trong ba loại khác nhau như tôi đã trình bày lúc trình bày lúc nãy đây là hình tượng viêm bây giờ ở đây các anh chị thấy cái chất GC ở đây GC có nghĩa là glucocorticoid có nghĩa là cái chất kháng viêm đó là cái hormone cái hormone này nó có cái khả năng nó xuyên qua cái mạng tế bào vậy một khi mà nó đi vào trong cái trong cái các tế bào của chúng ta thì nó sẽ kết hợp với lại một cái thụ thể receptor ở đây và cái này là cái thụ thể của cái chất glucocorticoid chúng ta nhớ rằng là cái thụ thể này lúc nào nó cũng có mặt ở trong cái trong cái trong cái tương cái cái, cái cái, bào thương và lúc đó thì cái chất corticoid cùng với cái thụ thể nó thực ra nó có ba cái cái cơ chế để mà nó kháng viêm cái cơ chế thứ nhất là nó đến nó cản cái enzyme này, nó thay thế cái công việc của FKBP để mà không cho nfkb đi vào trong cái nhân tế bào để mà gây ra cái hiện tượng viêm nữa. Cái việc thứ nhì của cái chất glucocorticoid là chúng ta nhớ rằng là glucocorticoid có cái khả năng đi vào trong nhân tế bào và lúc đó có cái có cái khả năng để mà tổng hợp ra một số những cái phân tử mới. Mà thực ra đây thì tôi xin có một câu hỏi đặt cho tất cả mọi người. Nếu mà các anh chị là Uh, cái chất corticoid quý và nếu mà các các chị nói rằng là bây giờ chúng ta đang trong một cái công tác là cái công tác kháng viêm và nếu mà chúng ta muốn mà thực thi cái công tác đó một cách hiệu quả nhất thì chúng ta sẽ làm gì chúng ta nói rằng là cái viêm này nó sẽ gây ra bởi vì nf nó đi vào trong nhân tế bào và nếu mà nf đi vào trong nhân tế bào là bởi vì IkB lúc xưa khi mà cả NFKB bây giờ không còn nữa bởi vì IKB đã bị tiêu hủy bởi cái chất proteasome lúc nãy. Thì bây giờ chúng ta muốn làm cho cái hiện tượng viêm này nó bị ngưng lại. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta có cái khả năng để mà tổng hợp ra một số những cái phân tử mới, thì tại sao trong những cái phân tử đó chúng ta lại không tổng hợp ra cái chất IKB? Để mà chúng ta thay thế cái IKB, cũ đã bị tiêu hủy bằng những cái IKB mới và IKB mới một khi đã xuất hiện trong cái cái tế bào thì KB mới sẽ đến kết nối với lại NFKB và ức chế không cho phép NFKB đi vào trong những tế bào đó và cái cái này là cái cơ chế quan trọng nhất trong cái cơ chế kháng viêm của cái chất corticoid có khả năng để mà tổng hợp ra được cái chất IKB mới và cái cơ chế phân tử thứ ba là cái cơ chế phân tử mà hiện bây giờ vẫn được uh, vẫn còn được bàn cãi là không những NFkB có cái khả năng để mà không cho phép NFkB từ bên ngoài nhân đi vào trong nhân mà nó còn cái khả năng đi vào trong nhân để mà nó ức chế cái uh, cái uh, cái NFkB này để mà không cho NFkB này uh, tiếp tục làm cái công việc mà kích hoạt uh, các nhân nữa nữa và cũng là cái danh sách lúc nãy là những danh sách của tất cả những cái những cái uh, chất trung gian chất, chất trung gian của viêm thì ở đây thì các anh chị nói rằng là nếu mà chất corticoid có cái khả năng bất hoạt nf b thì có nghĩa rằng là chất corticoid có cái khả năng làm giảm hết tất cả những cái những cái chất mà nó nó sẽ nó sẽ gây ra cái cái viêm ở đây cùng một lúc đó thì cái chất co thiếu ý nó còn có cái khả năng thứ nhì. Khả năng thứ nhất là bất hoạt NFK3B. Khả năng thứ nhì đó là tổng hợp ra một số những cái phân tử mới. Và tất cả những cái phân tử mới ở đây đó là những cái phân tử mà nó có cái khả năng nó làm giảm cái viêm. Và một trong những cái phân tử này và tôi sẽ quay trở lại cái 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 khái niệm này là chúng ta thấy có cái thụ thể của kế an beta 2 đồng vật Và tôi sẽ quay trở lại cái vấn đề này tí nữa. Thì bây giờ để để mà nhớ lại và đây là một cái một cái slide uh, nó tương đối nó nó tuy là nó phức tạp nhưng thực ra nó rất là đơn giản và tôi thì tôi nghĩ rằng là các anh các chị nên, uh, nên nên nhớ cái slide này. Cái chất corticoid thực ra nó một khi mà nó chúng ta chúng ta hít corticoid hoặc là uống corticoid hoặc là tiêm corticoid thì trong cái cơ thể của chúng ta chất corticoid nó sẽ gây ra Uh, ba cái 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 uh, ba cái sự đáp ứng, cái đáp ứng thứ nhất đó, mà chúng ta đã đã nắm rõ đó là nó có thể nó bất hoạt cái chất NFK3B và bởi vì thế nó là sẽ làm giảm cái hiện tượng viêm nó sẽ bất hoạt cái NFK3B và nó sẽ làm giảm tất cả cái sự tổng hợp của tất cả những cái những cái chất trung gian này. Cái cái điều thứ nhì đó là nó có thể nó tăng cái 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 sự mà tổng hợp của một số những cái chất trung gian mà chúng ta gọi là những cái chất kháng viêm. Thành ra đây là cái sự kháng viêm trực tiếp. Nó ngừng cái hiện tượng viêm. Đây là cái sự kháng viêm gián, gián tiếp. Có nghĩa là, là nó không có ảnh hưởng đến cái hiện tượng viêm nhưng mà nó sẽ tạo điều kiện tốt để mà chúng ta có thể tổng hợp ra một số những cái tội một số những cái phân tử mà có cái chức năng kháng viêm ở đây những cái phân tử này gọi là anexin SLP, vân vân thì tôi chỉ đề cập tới cái IK3B lúc nãy nhưng mà thực ra thì có một số những cái phân tử khác chúng ta không có thời giờ để mà đi vào đi sâu vào trong chi tiết các anh chị cứ nhớ rằng là trong cơ thể chúng ta có một số những cái phân tử nó có cái khả năng kháng viêm nhưng mà cái điều thứ ba mà 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 tất cả các bác sĩ đều đều rõ là chúng ta biết rằng là cái chất corticoid nó có một số những cái tác dụng phụ và những cái tác dụng phụ đây nó sẽ được thể hiện bởi cái sự ức chế của cái corticoid này trên một số những cái phân tử và những cái phân tử này nếu mà tôi lấy cái thí dụ như osteocalcin osteocalcin nó là một cái phân tử rất là cần thiết cho cái cho cho cái nói làm sao cho 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 cái cái, cái các xương của chúng ta có nghĩa là xương của chúng ta nếu mà muốn cho nó mạnh có nhiều chất canxi có nhiều cái protein này nọ đó cho nó cường tráng đó thì là chúng ta cần phải có cái sự mà cần phải có cái chất osteocalcin này không còn chất osteocalcin nữa thì nó sẽ gây ra cái vấn đề loãng xương cũng như các anh chị biết cái cái corticoid nếu mà sử dụng trong một cái lâu dài thì nó cũng sẽ khiến cho cái 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 cái, cái hệ mà mà tổng hợp với chất corticoid trong cơ thể của chúng ta nó sẽ bị giảm đi và cái đó đó cái chất corticoid trong cơ thể của chúng ta uh, được tổng hợp bởi cái tuyến thượng thận đó. nó chỉ có thể tổng hợp được khi nào mà nó có cái hormone này gọi là POMC cái POMC này nó rất là cần thiết. Nếu mà các anh chị không còn POMC đó, đó nữa, thì cái tuyến thượng thận nó sẽ không làm cái công tác để mà tổng hợp cái chất corticoid đó nữa. Và ở đây, cái chất POMC này sẽ bị cái chất corticoid chúng ta uống hoặc là chúng ta hít thở. Ít hít thở thì ít nhưng uống, dạng uống hoặc là dạng chích, nó sẽ làm giảm đi. Và lúc đó thì chúng ta không còn cái khả năng để mà tổng hợp cái chất corticoid nữa và cái 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 việc thứ ba đó là cái chất keratin keratin nó cũng là một chất rất là quan trọng trong cái tất cả những cái gì mà sinh lý của của cái cái da của chúng ta thành ra tất cả những cái bệnh nhân nào mà mà, mà uống corticoid hoặc là chích corticoid lâu dài đó thì các anh chị thì biết rằng là da họ rất là rất là dễ bị 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 vấn đề dễ bị vỡ các bệnh máu bị vỡ vân vân hoặc là da bị mỏng đi đó đó là để cách nghĩa tại sao cái corticoid nó có hai điều hay cái điều thứ nhất là kháng viêm trực tiếp. Cái điều thứ nhì là kháng viêm gián tiếp. Nhưng nó có điều rất là dở là nó gây ra những cái tác dụng phụ. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói về cái chất corticoid đó thì là cái cái khả năng mà kháng viêm một cách trực tiếp nó sẽ được thể hiện ngay với những cái liều corticoid thấp. Có nghĩa là dạng hít chúng ta tại dạng hít thì cái liều corticoid cũng như các anh chị biết nó thấp hơn là cái dạng uống và dạng chích rất là nhiều thì cái việc đầu tiên này nó sẽ được thể hiện ngay với những cái liều thấp trong khi cái việc thứ nhì có nghĩa là kháng viêm một cách gián tiếp thì nó chỉ được thể hiện khi nào mà chúng ta dùng corticoid liều cao đó là cái 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 kiến thức mà 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 cụ thể thứ nhì mà chúng ta cần nhớ corticoid liều thấp có thể kháng viêm ngay còn thiết điều cao kháng viêm càng tốt hơn nữa là tại vì nó sẽ kết hợp cái sự kháng viêm trực tiếp với cái sự kháng viêm gián tiếp ở đây. rồi bây giờ thì tôi sẽ tôi sẽ kết thúc cái bài cái bài giảng đầu tiên ở đây về cái về cái và cùng một lúc thì chúng ta sẽ ôn qua những cái gì mà chúng ta đã 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 đã, đã học rồi hoặc đã xem rồi trong cái bài giảng lúc đầu. đây là một cái thủ thế màng và đây là một cái thủ thể của những cái chất beta 2 động vật. những cái chất Saba, những cái chất Laba mà các cái chị rất là quen thuộc với. Thì cái thủ thể này nó là như thế nào? Nó là một cái thủ thể mà nó nó, nó, nó cũng rất là hay. Nó nó có, nó xuyên qua màn đến 7 lần. Bởi vì thấy người ta mới gọi nó là một cái, một cái thủ thể mà có thể xuyên qua màn 7 lần. receptor Acid Domain Transmembranaire. Nó là một cái thủ thể, nó, nó, nó hay cực kỳ là tại vì nó nó liên quan đến rất là nhiều bệnh chứ không phải chỉ riêng với về hành chuyển nhưng mà chúng ta sẽ có tôi tôi hy vọng chúng ta sẽ có những cái cơ hội khác để nói về cái thụ thể uh, uh, những cái thụ thể mà xuyên qua mạng mấy lần như vậy có một điều đó là các anh các chị thấy rằng là đây đó là cái chất beta hai đồng vận hoặc là nó là cái chất adrenaline có nghĩa cái chất hormone mà mà uh, tự nhiên của chúng ta và uh, và cái các anh các chị nhớ đó là uh, cái việc mà dùng thuốc bê tay đồng vận mà đưa đi đến cái việc mà giãn phế quản đó, nó bắt buộc nó phải đi qua một cái, cái 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 sự tổng hợp của cái chất trung gian và cái chất trung gian ở đây đó người ta gọi là imp vòng imp cyclic imp uh, imp vòng thì lúc nãy tôi có dùng cái cái cái, cái thí dụ là bật đèn tắt đèn và cái bóng đèn thực ra đó ở đây cái bóng đèn đó là cái 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 chất men PK, PKA này. Cái cái chất men này nó có nó hiện diện ở trong cái cái tế bào tương của tất cả chúng ta. Nhưng mà nó giống như là cái bóng đèn tắt vậy. Nó sẽ không có được kích hoạt. Bởi vì một khi mà nó kích hoạt rồi đó thì nó sẽ làm ra một số cái công việc, nó sẽ làm giảm canxi, nó sẽ làm khiến cho những cái chất men mà nó khiến cho hai cái actin và myosin nó gắn nó lại gần với nhau hoặc là nó rời xa rời xa, rời xa nhau ra là nó sẽ làm tất cả những công việc đó một cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà chúng ta cũng đâu có cần phải giãn phế quản nếu mà chúng ta không có cần thiết. Ờ, thành ra, uh, cũng vậy, uh, tôi cũng xin nói sơ qua một cái cái việc là như vậy là trong cái lúc bình thường á, thì cái phế quản của tất cả mọi người trong chúng ta nó nằm trong một cái uh, cương vị là hơi quá thắt một tí. Cái mà người ta gọi là uh, vagal tone, có nghĩa là cái sự hơi co thắt do cái hệ thần kinh phó giao cảm nó gây ra và bởi vì thế nên khi mà các anh các chị mà 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 gắng sức thì tự nhiên cái phế quản của chúng ta sẽ giãn ra thêm một tí nữa và cái sự hơi co thắt đó nó chỉ hơi một, một tí thôi nó sẽ giúp cho cho cái phế quản của chúng ta trong cái tư thế sẽ co thắt nhiều hơn khi mà chúng ta một cách vô hình chung đi qua một cái vùng mà có nhiều ô nhiễm hoặc là cái vùng có nhiều khói thuốc vân vân tôi xin đóng dấu ngoặc lại và bây giờ đó thì tôi, tôi sẽ quay trở lại trở lại với cái người bệnh nhân thì nơi người bệnh nhân đó thì chúng ta sẽ cần đến cái sự làm giãn phế quản khi mà người bệnh nhân đó có cái phế quản nó co thắt rất là nhiều còn bằng bằng không thì chúng ta không cần cái kích hoạt cái PK này và chúng ta sẽ kích hoạt cái PK chúng ta sẽ có cái khả năng kích hoạt cái PK khi nào khi mà chúng ta cho tổng hợp cái được cái chất AMP vòng và chúng ta tổng hợp cái chất MP vòng khi nào mà chúng ta kích kích hoạt được cái chất men gọi là adenine class. Và cái chất men này thực ra nó gắn liền với lại cái thủ thể của beta 2 đồng vật Beta 2 đồng vận tới kích kích hoạt cái thủ thể thì ngay trong vòng như là những giây sau đó thì cái chất men identity class sẽ được kích hoạt và cái chất AMP vòng sẽ được tổng hợp một cách rất là rất là công hiệu và rất là rất là đông đảo trong cái trong cái tế bào của chúng ta. Đây là hai cái slide chót để mà tại vì ngày hôm nay sáng hôm nay chúng ta đã hơn một tiếng đồng hồ đi sâu vào trong cái cơ chế phân tử của cái viêm và của cái kháng viêm. Rồi sau đó thì tôi cũng có nhắc đi nhắc lại đôi khi về cái những cái thuốc giảm phế quản. Rồi bây giờ thì trong cái trong cái trong cái lâm sàng các các chị biết rằng là thường thì các các chị bây giờ đã là dùng từ rất lâu rồi những cái thuốc mà nó kết hợp giữa cái anh ICS có nghĩa là cái anh kháng viêm anh, anh corticoid và một cái anh beta hai đồng phần hoặc là uh, uh, laba hoặc là saba và cái khuyến cáo trên thế giới là nên dùng hai cái hay hai cái thuốc đó cùng một lúc. Tại sao chúng ta lại không dùng cách rời ra? Đó là cái câu hỏi. Và cái câu trả lời nó là như vậy. Là cùng một lúc cái chất corticoid này nó làm tất cả những cái công việc mà bây giờ các anh các chị đã nắm rồi. Có nghĩa là tất cả những công việc kháng viêm trực tiếp hoặc là gián tiếp, trực tiếp bằng cách ức chế cái NF-kB gián tiếp bằng cách gây ra cái sự tổng hợp của một số những cái một số những cái phân tử kháng viêm như là ikapa hoặc là uh, cái chất mà anexin. Thì cùng một lúc đó thì chúng ta thấy rằng là cái chất corticoid có cái khả năng để mà tổng hợp ra được những cái thủ thể mới. Và những cái thủ thể đó là những cái thủ thể của cái chất beta 2 đồng vật. Thành ra cùng một lúc nếu mà chúng ta có một cái hệ thống viêm và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cần phải có thêm nhiều thụ thể beta hay đồng vận để mà khuyến khích cho cái sự giãn phế quản khiến cho cái sự giãn phế quản nó 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 có công hiệu hơn thì đây là một cái cách mà cái cách này sẽ do cái chất corticoid nó gây ra nói một cái khác là corticoid nó không những nó kháng viêm mà nó còn có hỗ trợ cho cái sự giãn phế quản do cái sự kích hoạt của cái thuốc beta hay đồng vận thì bây giờ trước khi tôi 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 nói về cái này thì tôi cũng xin nói qua là thực ra đó là lúc đầu cái beta 2 đồng vận này sở dĩ mà nó có cái khả năng để mà nó kích hoạt được cái chất men adenosine và đây tôi tôi đã không nói tới nhưng mà bây giờ thì tôi bắt buộc phải nói tới cái vai trò của cái của cái chất gọi là cái chất protein G này hoặc là G protein nếu mà uh, chúng ta uh, nhìn về uh, cái cái quá trình của tất cả những cái giải Nobel thì tôi có thể nói có một lần tôi đã đếm rồi cho các sinh viên ở bên này có ít nhất là 4 nếu không phải là 5 hoặc là 6 cái giải Nobel từ 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 hơn nửa thế kỷ này đã được trao cho các vị nghiên cứu gia nghiên cứu về cái chuỗi thụ thể với cái 7 lần xuyên màn có nghĩa là receptor domain transmembrane cái chất trung gian là cái 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 protein G và cái chất adenosine class này và thực ra cái vai trò cái chất protein g đó nó là cái cái sự làm trung gian giữa cái sự kích hoạt của cái của cái thụ thể và uh, cái sự kích hoạt của cái adenosine nói một cách nôm na đó thì nó cũng cũng sẽ rất là dễ ở đây các các chị thấy rằng là ở đây nó là một cái một cái protein nó có một cái đầu cái đầu nó ở bên ngoài và nó có một cái đuôi giống như là một con rồng vậy À, hoặc là giống như con rắn con rắn tùy các cái chị nhưng mà chúng ta cứ gọi là dòng đi tại vì đây là một cái cái việc nó rất là cần thiết cái đuôi rồng nó nằm ở trong cái nó nằm ở trong cái 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 cái, cái tế bào tương và lúc mà cái anh beta hai đồng vận một chất sa hoặc là adrenaline đến kết nối với cái thủ thể này thì tự nhiên cái con rồng ở đây nó sẽ tỉnh dậy và nó sẽ quất cái đuôi của nó vào trong cái chất cái, cái 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 cái, cái protein G này và cái protein G này lúc đó nó sẽ đi đến và nó sẽ nó sẽ uh, uh, kích hoạt cái chất men adenylyl tổng hợp AMP vòng vân 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 thì cái câu hỏi đặt ra đó là cái sự mà kích hoạt của cái của cái uh, cái thụ thể này nó sẽ kéo dài bao lâu thì cũng như, cũng như lúc nãy tôi đã nói rằng là cái thuốc mà uh, beta 2 đồng vận laba nó có cái khả năng nó kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Cái thuốc mà ngày hôm nay có những cái beta động vật khác, nó có thể nó có khả năng nó kéo dài 24 tiếng đồng hồ. Và cái sự kéo dài 12 hoặc là 24, hoặc là cái thuốc động vật Saba, nó chỉ kéo dài khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. Thì cái thời gian 4 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ hoặc là hơn 4 tiếng đồng hồ, nó tùy thuộc vào cái khả năng để mà giữ cái 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 cái, cái thủ thể này nó trong một cái uh, tư thế để mà có thể giống như con voi con con rồng nó vẫn còn thức, nó vẫn còn vẫy đuôi và nó vẫn còn tiếp tục để mà nó kích hoạt được cái chất men. Nhưng mà bây giờ các anh các chị cứ thử nghĩ đến cái loại mà saba tại sao trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau đó nó không không còn công hiệu nữa là bởi vì trong cơ thể của chúng ta có một cái chất men ở đây gọi là GRK2 ở đây cũng vậy tôi 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 đưa ra một số những cái từ và thực ra thì các anh các chị nếu mà nhớ những cái từ đó thì tốt nhưng mà nếu mà không nhớ thì cũng không sao cái việc chính đó là chúng ta hiểu cái cơ chế phân tử thì chúng ta có một cái chất men gọi là GRK2 GRK2 đó gọi là G receptor kinase 2 nhưng mà các anh các chị có thể quên cái tên đó về cái chất men này nó làm gì nó sẽ đến một cái lúc nào đó nó sẽ khiến cho cái đuôi rồng ở đây lúc nãy nó bị tê liệt nó không còn có cái khả năng để mà nó tới nó quất kênh protein G và nó quất kênh adenosine nữa và cái đó cái cái điều đó là cái điều mà nó rất là đương nhiên nếu không đó thì uh, bây giờ nếu mà chúng ta không có quan tâm đến những cái phế quản nữa nhưng mà chúng ta quan tâm đến cái hệ tim mạch chẳng hạn thì chúng ta biết rằng là trong cái hệ tim mạch đó thì cái chất adrenaline nó sẽ làm tăng ra cái sự mà mà mà, mà, mà cái, cái 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 nhịp tim thì cái này cũng vậy nó cũng sẽ tác tác động một thời gian một thời gian thôi chứ nếu mà nó cứ tác động hoài thì lúc đó nó sẽ gây ra vấn đề và chính ra cái chất men GAK2 này nó sẽ bất hoạt nó làm sẽ làm cho cái đuôi dòng nó bị tê liệt và nó sẽ khiến cho cái thụ thể beta 2 này uh, nó không còn cái khả năng để mà nó kích hoạt cái chuỗi protein G và cái cái chất men cyclase nữa thì ở đây các anh chị thấy nó như thế nào? Có hai điều. Điều thứ nhất là cái chất corticoid ở đây. Nó sẽ bất hoạt. Các anh làm bất hoạt. Các anh thụ uh, thủ thể beta 2. Nói một cách khác, nó sẽ một cách gián tiếp. Nó sẽ kéo dài cái thời gian khiến cho cái đuôi rồng nó vẫn còn tiếp tục nó vẫy vùng. Để mà nó nó kích hoạt cái cái cái, ADC class. mà nó khiến cho cái chất AMP vòng đã được thông hợp. Đó là một điều cái điều thứ nhì đó là ở đây có thể các anh các chị một số các anh các chị biết rồi đây cái chất IL-1 beta này đó là một cái cytokine mà nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong hiện tượng viêm và nó sẽ kích hoạt càng anjea jak2 này nói một cái khác là trong những cái trường hợp viêm thì không những người bệnh nhân viêm họ bị tất cả những cái những cái những cái uh, uh, kết quả mà các anh các chị biết uh, mà ta đã nhắc đến ban đầu thì ngay cái trong cái hiện tượng viêm đó nó cũng sẽ khiến cho cái khả năng của các thủ thể tiếp nhận cái tín hiệu đến từ những cái bê tai động vật nó sẽ bị kém đi, nó sẽ bị giảm sút và lúc đó thì cái thời gian công hiệu của nó thay vì đáng lẽ là 4 tiếng đồng hồ cho cái chất sa ba thay vì là 12 tiếng đồng hồ cho cái chất laba thì nó có thể nó giảm xuống chỉ còn có 1-2 tiếng cho cái chất sa ba và nó chỉ còn có 5-6 tiếng cho cái cho cái chất đa ba cái đó là một cái kiến thức mà ngay cả bên pháp này cũng có ít người có có được và chúng ta nhưng mà chúng ta hiểu nhớ được cái kiến thức đó nhớ được cái 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 cái, cái cơ chế đó thì chúng ta sẽ hiểu được cái 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 cái, cái tầm quan trọng của cái việc kháng viêm mà mà chúng ta đề cập đến ngày hôm nay thì để tóm gọn lại thì đây là một cái Uh, đây là một cái hình vẽ uh, do một trong những cái anh uh, nghiên cứu sinh cũ là tiến sĩ Lê Đông Nhật Nam để giúp tôi uh, để vẽ ra được cái hình này thì nó 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 tóm gọn ra tất cả những cái gì mà chúng ta đã uh, chúng ta đã, đã đã xem qua ngày hôm nay uh, và uh, với cái style này tôi sẽ không có lặp lại tất cả những cái gì mà tôi đã nói qua các anh chị có thể dùng cái style này uh, bằng tiếng Việt để mà để mà ôn lại cái bài ngày hôm nay Uh, bây giờ thì trên nguyên tắc là tôi sẽ đi qua cái cái bài giảng thứ nhì bài này thì nó sẽ ngắn hơn cái bài đầu nhưng mà trước khi đi qua cái bài giảng thứ nhì thì tôi xin đề nghị rằng là uh, chúng ta đi qua phần các câu hỏi nhưng mà các anh chị các chị có câu hỏi thì tôi sẽ trả lời ngay ở uh, ở đây trước khi mà chúng ta tiếp tục uh. Tôi không thấy có câu hỏi hoặc là để tôi xem nào. À, đây có. Bắt đầu bằng câu hỏi của bác sĩ Hiếu. À, với bệnh nhân dùng corticoid ngoại sinh làm giảm ACTH, giảm corticoid nội sinh khi bệnh nhân vào viện mà mình không rõ được tiền sử dùng thuốc, uh, thí dụ như bệnh nhân uh, dùng thuốc nam, thì việc định lượng corticoid ngoại sinh có thực hiện được không ạ? Thực ra nếu mà chúng ta định lượng đó thì chúng ta chỉ có thể định lượng corticoid nội sinh uh, thôi, uh, ạ? chứ mà ngoại sinh thì thầy uh, không 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 chắc là chúng ta làm được cái việc đó. Còn kiến ngoại sinh khác có nội sinh như thế nào? Thực ra ngoại sinh đó thì nó, nó giống như có nội sinh vậy. Có nghĩa rằng là cái, khi sự khác nhau đó là ngoại sinh nó từ bên ngoài nó vào. Trong khi nội sinh đó là do trong cơ thể của chúng ta. Và cái cái khổ đó là cái cơ thể của chúng ta không có cái khả năng để mà phân biệt được cái cọt quýt ngoại sinh và cái cọt quýt nội sinh. Và bởi vì thế nên khi mà chúng ta dùng cọt quýt là liều cao, thì chúng ta cứ ngỡ rằng là cái cột thiết quý đó là cột tim nội sinh và lúc đó chúng ta sẽ nói với lại tất cả những cái những cái cơ quan trong cái cơ thể của chúng ta từ não bộ cho đến cái tuyến thượng thận rằng là có rất là nhiều chất cột quý rồi thành ra các bạn không cần phải làm việc nhiều để mà tiếp tục tiếp tục mà mà sản xuất cọc thịt nữa và một cách vô hình chung các cơ quan đó sẽ bị sẽ bị coi như là giảm đi cái 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 phần mà cái phần mà sản xuất và bởi vì thế nên như chúng ta ngừng một cách mà đột ngột những cái cọc thịt quýt liều cao ngoại sinh thì tự nhiên những cái những cái cơ quan đó nhất là cái tuyến thượng thận trong vòng nhiều năm nhiều tháng đã quen sinh hoạt rất là ít thì 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 sẽ không còn cái thói quen để mà tổng hợp đó nữa thành ra bởi vì thế chúng ta cần phải cần thời gian để mà tập cho cái cái tuyến thần thần, thần thần nó từ từ nó 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 hoạt động thế lại Tôi tiếp tục uh, câu hỏi của bác sĩ Hiếu uh, là uh, định lượng cortisol máu thì thì thực ra đó thì nếu mà chúng ta định lượng cortisol trong máu thì là chúng ta định lượng được corticoid nội sinh. Chúng ta không có định lượng được cái cái nghĩa là cái 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 ngoại sinh đó thì nó nó giống như là cortisol nhưng mà nó không phải là cortisol. Nhưng mà cái lý do tại sao mà thầy nói rằng là uh, cơ thể của chúng ta không có khả năng để mà phân biệt được cái corticoid nội sinh và cái corticoid ngoại sinh đó. Thì cái câu hỏi đó thì xin phép được hỏi tất cả mọi người để cho tất cả mọi người có khoảng chừng 10 giây để mà tìm ra câu trả lời. Rồi sau đó thì thầy sẽ đưa cái câu trả lời. Câu trả lời nó rất là đơn giản là cái khả năng để mà phân biệt được cái quark quýt ngoại sinh hay nội sinh đó, nó sẽ đến từ cái khả năng của cái thụ thể quark quýt của chúng ta trong các tế bào. Nhưng mà những cái thụ thể đó thì nó nếu mà nó đáp ứng được với lại cái corticoid, corticoid cortic nội sinh và nó đáp ứng được với cái corticoid nội ở ngoại sinh thì có nghĩa rằng là nó không có cái khả năng để mà nó phân biệt phân biệt được hai cái thứ đó và bởi vì nó không có khả năng phân biệt được thì bởi vì bởi vì thế nên chúng ta đã có những cái vấn đề mà vừa mới đề cập đến thì thì đó thì nó nó nói một cách tóm gọn nó rằng là, là nếu mà bệnh nhân mà dùng những cái corticoid mà liều cao mà trong vòng nhiều ngày thì thực ra thêm corticoid vào thì không sao cả nhưng mà nếu mà sau đó nếu mà các bạn mà ngừng corticoid nơi một người bệnh nhân mà đã được ổn định rồi trong cái cái trong cái bệnh hen hoặc là trong bất cứ những cái bệnh viên mảnh mà tính nào thì lúc đó thì cái khuyến cáo mà tất cả mọi người đều biết rằng nên giảm từ từ nếu không thì chúng ta sẽ có vấn đề à có cái câu hỏi của 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 bác sĩ Hoàng là tại sao làm dùng dùng sa trong hen phế quản làm tăng nguy cơ đợt cấp thì nó có hai câu trả lời và bây giờ để mà để mà trả lời cái thì không biết là thầy có ở đây không Năm nào cái câu trả lời thứ nhất đó là thực ra đó có một cái thì có một cái style nhưng mà thầy lại không không có dùng ở đây là một khi mà một cái chất uh, cái, một cái yếu tố phân tử nào bất cứ cái nào ở đây là cái beta 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 hai động vật nó đã nối kết với lại cái với lại cái thụ thể thì sau khi mà ở đây chúng ta thấy có cái anh GK2 này nó đến nó làm cho cái cái đuôi rồng nó bị tê liệt. Thì sau đó, đó thì cái thủ thể này đó cùng với cái chất đó nó sẽ được nuốt vào trong cái 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 tế bào. Tiếng tiếng Pháp nó gọi là endocytose. Và lúc đó đó thì cái thủ thể đó nó sẽ không còn trên cái mặt tế bào đó nữa. Và nó sẽ được nó 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 sẽ được uh, nói làm sao nó sẽ được tái tạo trong trong cái tế bào đó và cái hiện tượng này đó chúng ta thấy có nơi cái bệnh mà tiếng pháp nó gọi là uh, myasthenia đó là là như tiếng việt gọi là nhược cơ thì trong cái bệnh myasthenia đó đó là chúng ta có những cái những cái thủ thể mà nó sẽ kết nối uh, không xin lỗi chúng ta có có những cái kháng thể và có những cái uh, auto antibody có những kháng thể mà nó 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 sẽ nó nó sẽ chống lại cái thụ thể của cái chất acetylcholine và bởi vì những cái kháng thể đó nó kết nối với những cái thụ thể đó nó khiến cho cái cái số thụ thể của cái chất acetylcholine trên cái bằng tế bào nó càng ngày nó càng ít đi và bởi vì nó ít đi nên các các cơ của những cái người bệnh nhân bị myasthenia đó myast Nha đó họ không còn cái khả năng để mà để mà có thất lại nữa thì ở đây đó thì cái, cái 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 nguyên do phân tử đó nó là như vậy có nghĩa là nếu mà chúng ta dùng sa ba mà nhiều thì có một cái nguy cơ lý thuyết để mà làm giảm cái nồng độ của các thủ thể sa và la ba trên các mạng tế bào của chúng ta nhưng đó chỉ là cái vấn đề lý thuyết thôi cho tới ngày hôm nay thì chưa có một cái nghiên cứu nào mà nó thực sự nó nó, nó 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 rõ ràng để mà nói rằng là cái việc lý thuyết đó nó thực sự nó xảy ra nơi người nơi người bệnh nhân. Trên cái vấn đề cụ thể đó thì thì nó đơn giản hơn hơn, hơn như thế nhiều. Những cái người bệnh nhân dùng sa ba nhiều, có nghĩa là những người bệnh nhân bị, bị hen suyễn không có được kiểm soát. Và ngày hôm nay chúng ta biết rằng là hen suyễn không được kiểm soát là hen suyễn mà cái hiện tượng viêm nó lên đến cao độ. Và cái hiện tượng viêm lên đến cao độ thì các các chỉ nhớ rằng là lúc đó chúng ta sẽ có chất nhảy, chúng ta sẽ có một số những cái việc khiến cho những cái thụ thể của cái uh, của, của 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 cái những cái chất beta 2 đồng vật, nó không còn có nghĩa là uh, nó bị một số những cái chất nhầy nó 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 phủ lấp, thành ra cho dù chúng ta hít beta 2 đồng vật vào thì những cái beta hồng động vận đó cũng sẽ không có khả năng để mà kết nối với những cái thụ thể. Và bởi vì thế nên các beta đồng vận nó nó sẽ không còn nó sẽ không còn công hiệu nữa. Cũng giống như là cách đây hai hôm trong cái trong, trong cái buộc mà, cuộc họp với bên này thì thầy, thầy, cũng có nói rằng là khi mà các anh chị mà chữa trị cho các bệnh nhân mà bị bị sâu mũi thì cái điều đầu tiên chúng ta chúng ta khuyên bệnh nhân là gì là nên rửa mũi cho nó sạch trước khi chúng ta dùng những cái thuốc corticoid dạng hít để mà cho những cái thuốc đó nó có thể nó đi vào tiếp cận được với cái, cái tế bào thì cũng vậy là nếu mà chúng ta uh, chữa bệnh nơi một cái người bệnh nhân mà bị 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 viêm chúng ta phải khiến cho cái viêm nó không còn nữa thì lúc đó chúng ta mới có cái có cái khả năng để mà uh, uh, chúng ta mới có cái khả năng để mà để mà xử lý được cái uh, 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 khiến cho cái thuốc mà mà, mà um, vì ta hay đồng nó nó có thể nó nó không hiểu được sau câu hỏi của bác sĩ Hoàng thì đến câu hỏi của bác sĩ Sơn Tùng cơ chế kháng viêm của Lama thì uh, thầy sẽ nói tóm gọn là như vậy uh, trong cái uh, trong cái uh, bài giảng vừa rồi thì chúng ta thấy lama đó là những cái chất mà ức chế cái 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 hệ thần kinh phó giao cảm và cái hệ thần kinh phó giao cảm thực ra đó cái điều đầu tiên mà nó nó làm đó là nó sẽ làm tăng cái chất calci cái đó, các chị nhớ cái việc đó và cái sự tăng chất canxi đó nếu mà nó xảy ra trong một cái tế bào cơ trơn thì nó sẽ làm co thắt cái tế bào cơ trơn đó lại nhưng mà nếu mà cái sự tăng canxi đó nó xảy ra trong một cái tế bào khác không phải là cái tế bào kêu trên như là cái tế bào của cái hệ thần kinh hoặc là cái tế bào như là tế bào mast thì cái sự tăng canxi đó nó sẽ giúp cho tất cả những cái chất mà đã được tổng hợp trước mà đã được được gói ghém trong cái uh, tiếng pháp nó gọi là như, trong những cái vesicle trong những cái bọc nó sẽ được phóng thích ra ngoài Thành ra bởi vì thế nên nếu mà chúng ta làm giảm canxi thì chúng ta cũng sẽ làm giảm cái khả năng để mà tiếng Anh nó gọi, không biết tiếng Việt là gì, có thể là bác sĩ Đức có thể giúp thầy để mà dịch. Tiếng Anh nó gọi là exocytosis, tiếng Pháp nó gọi là exocytose. Giảm canxi sẽ làm giảm exocytose. Và exocytose, giảm exocytose có nghĩa là làm giảm cái sự phong tích của tất cả những cái chất như là histamine, Ờ, vân vân uh, ờ, ở trong những cái tế bào mà nó nó gây ra gì trong một thầy, bác sĩ vâng cái chữ cho em mà không ạ à? cái từ mà thầy vừa nói dạ cái Exo, thầy... exocytosis uh, uh, y uh, tiếng pháp là exo c y t o s -E. À, để thầy 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 biên ra cho tất cả mọi người luôn à, tiếng pháp là exo à. Đây. là cái, cái hiện tượng mà nó thoát ra ngoài tế bào đúng rồi đó thì tiếng pháp là như vậy rồi. còn tiếng Việt thì em cũng chưa chưa tìm được từ gì à, tiếng, tiếng, tiếng tiếng Anh thì nó cũng giống tiếng Pháp thì cũng không quan trọng cái 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 à, ngôn ngữ à. nó nó chỉ là nó, nó chỉ là à. tiếng Anh à, mọi anh người đều hiểu xuất bào à. vâng đúng à. rồi OK nó 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 sẽ làm sự giảm cái xuất bào thôi rồi bây giờ quay trở lại với lại các các học viên à, rồi bây giờ đến câu hỏi của bác sĩ Thành trường hợp hen bậc 4 năm dùng thêm lama thì cũng cũng thế có nghĩa là trong lama đã thực ra nó có hai điều thứ nhất đó, là nó có cái nó có cái tác dụng kháng viêm nhưng mà thầy vừa mới trình bày có nghĩa là nó sẽ làm giảm cái chất canxi xuống và trong cái chất canxi đó thì nó làm giảm dán phế quản và cùng một lúc thì nó sẽ làm giảm cái sự xuất bào như mà chúng ta đã thấy cùng một lúc đó thì chúng ta cũng nên nhớ rằng là trong Uh, trong hen suyễn mà nhất là hen xuyễn bậc 4 năm hoặc là trong bệnh siêu PD thì uh, cũng như lúc nãy thầy nói đó là nó có cái hiện tượng tiếng anh nó gọi là vagal tone và tiếng pháp nó gọi là tunis vagal có nghĩa là sao có nghĩa là một cách rất là rất là tự nhiên chúng ta uh, nếu mà nói rằng là chúng ta có hai cái hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm thì thầy sẽ nói rằng là cái hệ thần kinh phó giao cảm nó sẽ nó là sẽ là cái hệ thần kinh chính nơi một cái người mà bình thường mà mà không bị stress. Có nghĩa là không có không có gắng sức hoặc là không có bị bất cứ cái stress nào. Trong khi cái hệ thần kinh mà giao cảm thì nó sẽ là cái hệ thần kinh chính trong cái người mà đang gắng sức hoặc là đang bị stress. Thành ra cái đó là người bình thường, bây giờ đối với cái người bệnh nhân mà bị hen suyễn hoặc là bị siêu PD đó thì đó là những cái người bệnh nhân bây giờ chúng ta bắt đầu siêu PD trước là những cái người bệnh nhân mà siêu là đa, đa, số là bị thuốc lá là một cách rất là thường xuyên lúc nào cũng hít cái 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 khói thuốc vào trong hai hai cái lá phổi và trong cái cuốn, cuốn phổi và bởi vì thế nên cái những cái những cái phân tử trong cái khối thuốc lá đó nó sẽ kích thích cái hệ thần kinh phó giao cảm và nó khiến cho cái hệ thần kinh, thần kinh phó giao cảm nó sẽ bị co thắt lại bởi vì thế nên người ta mới dùng cái test gọi là cái test metacolin có nghĩa là cái test cũng dùng cái chất mà nó giống như acetylcholine vậy và acetylcholine nó là nó thuộc trong cái hệ thần kinh phó giao cảm thành ra bởi vì thế nên trong cái CPD đó dùng những cái thuốc mà lama đó đã được khuyến cáo ngay từ rất lâu rồi và ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết rằng là trong cái bệnh hen suyễn và như bệnh hen suyễn mà uh, cấp 4 hoặc cấp 5, đó ngoài cái ngoài cái cái uh, uh, ngoài cái việc mà thầy sẽ đi lại cái trong một trong những cái slide uh, lúc đầu ở đây ở đây nè tất cả những cái chất này gọi là những cái những cái chất oxy hóa, cái chất oxy hóa đó nó đến từ nhiễm môi trường, nó đến từ uh, khói thuốc lá nhưng mà nó cũng đến ngay từ những cái tế bào của chúng ta đối với những cái người bệnh nhân hen suyễn cấp bốn cấp năm và cái chất oxy hóa này thực ra đó cùng một lúc nó gây ra viêm nhưng mà nó cũng sẽ kích thích cái hệ thần kinh phó giao cảm. thành ra bởi vì thế nên uh, ngày hôm nay người ta mới nghĩ đến cái thuốc lama để mà chữa trị cho những bệnh nhân mà bị hen suyễn vào cấp uh, cấp 4 cấp 5. Cấp 1 cấp 2 đó thì không cần tại vì trong cái trong những cái trường hợp đó thì cái hệ thần kinh phói giao cảm cũng không có được kích hoạt uh, mạnh bằng uh, các bệnh nhân CPD hoặc các bệnh nhân uh, bị hen suyễn cấp 4 cấp 5. Rồi thầy sẽ đọc tiếp. Rồi sau câu hỏi của bác sĩ Thành là đến câu hỏi của bác sĩ, uh, Trần, bác Trần... Tân Thanh ạ. Trần Thanh. Tức là có một số người xảy ra phản ứng viêm, phản vệ đối với các nhóm thuốc corticoid. Ừ. Thực ra cái phản vệ đối với nhóm corti cortisol ngoại sinh đó, thì theo ý của thầy là tại vì trong các thuốc thì các các anh, các anh chị biết rằng là nó nó ngoài cái 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 chất cái chất mà có cái cái cái, cái tác dụng dược dược học ấy, thì có những cái chất khác nữa thì thầy, theo thầy hiểu đó là cái cái phản vệ này là không không phải đối với cái chất cortisone mà đối với những cái chất mà nó 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 đi kèm à, làm cách nào mới tăng nồng độ được cortisone cortisol nội sinh hay không thì cái cách mà cái cách mà thực ra mà mà các anh các chị biết đó là là timatch. Các anh các chị thấy có một khi mà mình đi 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 xem một số những cái phim mà chiếu về các các, các những cái người nào mà leo núi leo núi lên uh, những cái chỗ rất là cao đó thì ai cũng thủ sẵn một cái một cái mũi tim mà cái mũi tim đó cái mũi tim ICTH tại vì lúc đó là trong cái cơ thể của chúng ta bị stress về cái stress đó là cái stress do cái sự thiếu oxy Uh, sẽ có một cái trường sẽ có một cái cơ hội khác thì sẽ nói về cái sự thiếu oxy trong cái phản ứng viêm và cái này nó cũng liên quan đến cái bệnh ngưng thở khi ngủ uh, và nó gây nó, nó nó gây ra viêm. thành ra để mà chống lại cái stress đó thì là cách hay nhất đó là chúng ta làm tăng cái cái cortisol nội sinh và cái cách mà tăng cortisol nội sinh mà một cách nghĩa là tự nhiên nhất là dùng ACTH mà thôi. phối hợp ICS với thuốc giãn phế quản Saba Sama có lợi ích trong đợt cấp không? Thì uh, thực ra cái này trên nguyên tắc thì nó có nhưng mà chưa có một cái nghiên cứu nào mà quy mô để mà cho phép chúng ta uh, nghĩa là quá khuyết được cái việc đó. Nhưng mà cái này là cho trả lời câu hỏi của bác sĩ Bảo Trần nhưng mà trên 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 uh, trên cái diện lý đi thuyết thì cái việc này chúng ta cũng có thể thực ra đó trong trong cái y khoa đây tất cả mọi việc nó đều rất là nó rất là có lý có nghĩa là nếu mà chúng ta nghĩ là trong cái đợt cấp này cùng một đúc cái hệ thần kinh phó giao cảm cùng với lại cái cái bị bị được tăng lên cái hệ thần kinh giao cảm bị giảm xuống và nhất là cái hiện hiện tượng viêm nó là cái hiện tượng mà nghĩa là trung ương của của tất cả những cái những cái những cái triệu chứng lâm sàng thì lúc đó thì chúng ta có thể kết hợp cả ba. Nhưng mà nhưng mà ngày hôm nay thì chưa có theo theo cái theo cái sự hiểu của thầy thì chưa có một cái kiến thức quy cái nghiên cứu quy mô nào cho phép mà chúng ta có thể có thể kết luận được cái việc đó bác sĩ Thùy Linh để, để trả lời cái câu hỏi của bác sĩ Thùy Linh đó thực ra đó thì là nếu mà chúng ta có thể dùng được cùng một lúc đó, thì nó vẫn hay hơn nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta dùng mà trong khoảng cách một vài phút đó, thì nó cũng 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 không có khác biệt nhiều cái cái mà người ta muốn tránh khi xưa khi mà người ta khuyến cáo dùng những cái những cái kết hợp ICS với lại laba đó là tránh là bệnh nhân dùng cái thuốc này trước rồi một tiếng đồng hồ sau mới dùng cái thuốc kia thì lúc đó thì cái khả năng để mà cùng một lúc có cái sự hiện diện của hai cái thuốc đó và tác dụng cùng một lúc đó thì nó nó sẽ bị giảm đi ok bây giờ thì uh, các câu hỏi đến đây đã, đã trên nguyên tắc thầy đã 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 đã, đã, đã trả lời rồi thành ra, à, uh, à câu hỏi của bác sĩ thanh vân nếu bệnh nhân mà đo cortisol máu mà mà uh, rất là thấp trong khi tiền sử đã sử dụng corticoid để điều trị uh, rồi và đã ngưng một năm thì lúc đó thì uh, thứ nhất đó là chắc là tất cả mọi người biết rằng là nếu mà chúng ta đo đo, đo cortisol thì nên đo vào buổi sáng tại vì lúc đó là cái lúc mà cái chất cortisol nó lên cao nhất đó đó, 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 là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ nhì là bên này trong cái trường hợp đó, đó thì thì các bác sĩ ở bên Pháp đó là dùng cái test gọi là cái test ACTH. Có nghĩa là tiêm cái ACTH vào rồi đo xem coi cái 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 khả năng của cái tuyến thượng thận nó còn có khả năng để mà tổng hợp được cái chất cortisol để mà đáp ứng với cái ACTH hay không. nếu mà còn khả năng đó thì là lúc đó chúng ta yeah. an tâm còn nếu mà không còn khả năng nữa thì lúc lúc đó chúng ta phải xem như là người bệnh nhân đó đang uh, thuộc vào cái dạng mà bị suy cái cái cái, cái tuyến thượng thận nói chung đó thì là như thế bác sĩ thành à cái câu hỏi của bác sĩ thành thì cũng cũng là một cái câu hỏi cũng câu hỏi rất rất là quan trọng là nếu mà chúng ta dùng thuốc giãn phế quản rồi sau đó chúng ta dùng corticoid tối ưu mà vẫn không giãn phế quản được, thì uh, có, có, có hai nguyên do. Lúc đó thì chúng ta có thể thêm cái chất lama, tại vì à nhưng, nhưng mà nếu mà ở đây thành nói là trong cái dán phế quản đó đã có lama rồi thì chúng ta cứ đi vào trong trường hợp đó. Nếu mà trong dán phế quản nó chỉ có lama thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta cần phải có thêm là la, uh, lama để mà xem cái lama nó có thể nó nó nó, nó, nó thêm được cái gì hay không uh, cho cái sự mà không còn công hiệu nữa của cái lama. Còn bây giờ nếu mà thực ra không còn cái thuốc nào mà nó có thể nó 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 cải thiện được nữa đó thì chúng ta chỉ có thể căn nghĩa được rằng là hoặc đó là cái chất cái 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 cái, cái viêm á nó không phải là cái viêm nó đáp ứng với đề cọc corticoid nè và chúng ta sẽ đề cập đến cái vấn đề này trong cái bài giảng kế tiếp hoặc là người bệnh nhân đó đã đi vào trong cái tình huống là bị sơ tất cả những cái tế bào cấu trúc và chúng ta biết rằng là cái tình huống đó là cái tình huống rất là khó xử lý và cái tình huống đó là cái tình huống mà đưa cái người bệnh nhân vào trong cái giai đoạn cuối cùng, cho dù là CPD hoặc là cho dù là suyễn Bởi vì thế nên có một điều này thầy quên nhắc nhưng mà nó rất là quan trọng là tại vì sao ngày hôm nay tất cả các khuyến cáo đều nói rằng là chúng ta cần phải nhắm vào cái viêm và chúng ta phải nghĩa là xử lý cái viêm, cho dù cái đó là cái viêm nhẹ. Bởi vì sao? Là bởi vì cái viêm gan các, các chị đều biết cũng giống như là cái hiện tượng mà nó ngoài da của chúng ta vậy chúng ta bị chảy xước một tí rồi sau đó thì chúng ta sẽ có không ít thì nhiều một cái vết sẹo thì trong cái trong hai cái hai cái hai cái lá phổi của chúng ta và trong những cái phế quản của chúng ta cũng vậy nữa nếu mà cứ viêm kéo từ ngày này qua ngày nọ thì sau cái viêm đó thì nó có cái hiện tượng nó 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 gọi là preparation, có nghĩa là chúng ta sẽ 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 xử lý được rồi sau đó thì các tế bào nó sẽ từ từ nó sẽ lành nhưng mà nó sẽ không có thực sự nó lành nó sẽ có cái vết sẹo và cái vết sẹo đó nó sẽ đưa đến cái sự sơ hóa à, thầy sẽ đưa qua một cái một cái vấn đề khác trong cái bệnh mà những cái bệnh phổi mô kẻ nó cái hiện tượng đó nó là cái hiện tượng chính có nghĩa là ở đây viêm nó không có trong phế quản mà nó viêm nó trong phế nang và bởi vì chúng ta không có cái khả năng để mà phát hiện ra được cái viêm trong cái phế nang thành ra đến cái lúc mà người bệnh nhân đã bị sơ hóa rồi thì tất cả mọi chuyện đều đã trễ. thì cái hiện tượng viêm trong phế nang đối với những cái bệnh phổi mô kẻ thì chúng ta cũng sẽ có với lại những cái bệnh về phế quản, từ hen cho đến suy đi. bởi vì thế nên chúng ta cần phải xử lý dĩ nhiên là viêm nặng thì đương nhiên rồi ngay các cái viêm nhẹ thì chúng ta cần phải xử lý cái viêm nhẹ để mà tránh cái cái hiện tượng sơ hóa, tại vì một khi đã đến sơ hóa rồi thì ngày hôm nay không có cái thuốc nào để mà có thể xử lý được cái sơ hóa đâu cả. Đó là trả lời cho câu hỏi của bác sĩ Thành. Uh, sau đó có một câu hỏi về macrolid uh, hoặc macrolide uh, thực ra là cái chất cái chất macrolid ở đây nó được dùng với cái tư với cái tư cách mà kháng viêm chứ nó không được dùng với cái tư cách mà mà, mà uh, thuốc thụ uh, sinh thì uh, để khi khác thì sẽ nói rõ về cái cơ chế kháng viêm của cái chất macrolid chất, chất macrolid ở đó thì ngày hôm nay đó thì là Uh, có một số những cái khuyến cáo nói rõ về cái cách sử dụng chất macrolide và lúc đó thì nó cũng có cải thiện được đấy với một số các bệnh nhân uh, bị viêm nhưng mà những cái khuyến cáo đó thì nó liên quan nhiều đến cái thuốc mà đến cái loại bệnh như là bệnh giãn phế quản, uh, bronchodilation, uh, dilation Câu hỏi của bác sĩ Hiệp. Uh... không thì cái câu hỏi của bác sĩ Hiệp là, là đúng đó là dùng corticoid trong các trường hợp cấp cứu đó thì thực ra thì nó có nó có nó 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 có hai nó có hai việc thứ nhất đó là cũng cũng cái chất corticoid đó nó nó có thể nó đưa ra một số những cái sao chép gen để mà nó có thể xử lý được cái viêm về về lâu về dài nhưng cùng một lúc thì nó sẽ tác dụng trên những cái những cái những cái thụ thể ở trên màng tế bào thì ở đây không có không có gây ra tác dụng uh, giảm viêm và nó cũng nó cũng không gây ra cái không gây ra cái phản vệ ở đây thì cái chất cọt quý đó nó nó sẽ có cái tác dụng trong cái việc mà uh... thực ra thầy nếu mà thầy nói là không có gây ra trong cái tác dụng giảm bim đó thì thầy cũng không có không có nói đúng một phần trăm tại vì nếu mà thầy quay trở lại với lại cái với lại cái hình uh, cái hình vẽ lúc nãy À, để có cách nào để mà đây thì đi, đi nhanh hơn cái hình hình này nếu mà nếu mà chúng ta chúng ta nói rằng là à, một cách nôm na nếu chúng ta nói rằng là nếu mà cái thuốc nào đó mà nó tác dụng trên những cái thụ thể trong tế bào chất thì nó sẽ cần thời gian bởi vì nó sẽ đi vào trong cái nhân và những cái thuốc nào mà nó tác dụng trên những cái thụ thể bề mặt tế bào thì nó sẽ có cái phản ứng nhanh bởi vì cái câu chuyện có cái bóng đèn mà chỉ cần bật đèn hoặc hoặc, là tắt đèn cái đó là là một cách nôm na nhưng mà có một cái con đường thứ ba là cái con đường mà từ đây nó sẽ đi vào trong cái nhân và cái con đường này nó sẽ được dùng đến trong những cái cơ chế phân tử của tất cả những cái bệnh gây ung thư và nếu mà các anh các chị nào mà trong 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 nhóm ngày hôm nay có 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 chữa chữa trị cho các bệnh nhân gây ung thư đó thì những cái thuốc mà những cái thuốc mà chống ung thư đó những cái thuốc ức chế cái 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 thủ thể gọi là cái thủ thể tyrosin kinase thì cái thủ thể tyrosin kinase nó là một cái thủ thể trên màng tế bào nhưng mà cái thủ thể đó nó sẽ đi theo một cái con đường vòng vo để mà nó đi vào trong cái sự phiên mã thành ra uh, để mà nói rằng để trả lời cái câu uh, trả lời một cách cụ thể cái cái câu trả lời đó uh, cái, cái 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 câu hỏi đó thì thầy sẽ nói rằng là nó sẽ nó sẽ có cái tác dụng làm giảm viêm uh, tác dụng nhanh bởi vì nó tác dụng trên cái thủ thể trên màng tế bào tác dụng chậm bởi cái con đường thứ nhất và cái con đường thứ ba tác dụng nhanh thì cái con đường thứ hai và cái việc mà uh, phản vệ đó thì không thực ra đấy cái phản vệ đó thì thì cái thuốc mà hay nhất nó cũng như các anh các chị biết đó vẫn là cái thuốc adrenaline nó có tác dụng rất là nhanh và nó sẽ nó sẽ xử lý phán vệ tương đối tốt à câu câu hỏi hai gốc Phát lắp vào ikapa b thực ra đó nó không phải là hai gốc thôi mà nó rất là nhiều gốc À, nhưng mà nhưng mà thầy chỉ vẽ hai góc nào năm nay nó là như vậy nó 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 đến từ cái nó đến từ cái việc nó là như vậy à, và cái này nó cũng sẽ cho phép chúng ta uh, uh, đi đến một cái kết luận mà thầy quên quên nhắc đến uh... ở đây thực ra đó cái 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 gắn kết của cái phosphat này đó nó sẽ đến từ cái cái chuỗi men ở đây nè ờ, thực ra đó là trên lúc nãy chúng ta thấy trong cái beta đồng vật đó cái men chính đó là cái chất adenylisyl là cái men mà nó sẽ tổng hợp ra cái chất AMP vòng thì ở đây đó nó có một số những cái chất men khác và những cái men này đó nó có cái chất men nó gọi là i kappa b kinase, thầy không có biến ở đây nhưng mà các 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 bạn có có, có thể có thể biến i kappa b kinase cái chất men đó đó nó sẽ được kích hoạt bởi cái chuỗi kích thích viêm này thành ra nếu mà nói tới cái việc đó thì bây giờ thầy có một cái câu hỏi đặt cho tất cả mọi người là nếu mà bây giờ chúng ta muốn trong tương lai có một cái thuốc mà nó có cái khả năng để ức chế viêm công hiệu ngang với lại cái thuốc corticoid nhưng mà cái thuốc đó lại không có những cái tác dụng phụ của cái thuốc corticoid như là làm giảm cái khả năng tổng hợp của cái cortisol nội sinh, làm loãng xương, làm giảm cơ, vân vân và vân vân. Thì chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta lúc đó nói rằng là chúng ta có thể kháng viêm, không cho nfkb b này đi vào trong nhân tế bào với điều kiện là chúng ta có thể báo bảo vệ được hay là bao che được cái ikapa và chúng ta có thể bao che được cái ikapa khi nào khi mà chúng ta không cho phép cái chất men mà lúc nãy thầy vừa mới biên mới nói là cái chất men IKPB kinase có thể gắn hai cái phosphat vào đó và ngày hôm nay thì đang có một số những cái thuốc đang được nghiên cứu là những cái thuốc mà nó ức chế cái chất men -B kinase đó có nghĩa là những cái thuốc mà nó có cái khả năng nó bao che cho được cái chất ikapa đúng rồi bác sĩ hiệp đó có đã, đã có câu trả lời về à, cấp CVD thì khuyến cáo hiện nay dùng oral corticosteroid oral à, thực ra nếu mà cái 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 corticoid mà mà dạng uống nó thì cũng như các anh chị biết đó là cái liều nó cao hơn rất là nhiều với cái uh, corticoid dạng hít dạng hít được uh, cao lắm là là hai ngàn microgram có nghĩa là hai miligram trong khi uh, dạng uống đấy thì nó có thể lên đến hàng chục sáu chục tám chục miligram nó 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 là cái điều cao thành ra trong cái lúc đó đó nếu mà dùng thêm cái cái ICS uh, dạng hít đó thì thì không chắc gì nó có làm tăng hiệu quả còn tăng tác dụng phụ thì cũng thực ra cái tác dụng phụ nó tùy thuộc vào cái liệu các tác dụng phụ nên nó cũng dễ lắm nó tùy thuộc vào cái liệu là một và nó tùy thuộc vào cái khả năng của cái chất của cái chất corticoid nó có đi vào trong những cái mạch máu có nghĩa là đi vào hệ thống hay không tại vì một khi mà nó đi vào hệ thống đó thì cái chất cortisol đó nó corticoid ngoại ngoại sinh đó, nó sẽ đi vào trong cái trong cái hệ hệ nội thần kinh của chúng ta có nghĩa là cái hệ uh, uh, gọi là hypothysis hypothalamus uh, và hypophyse và lúc đó nó sẽ ức chế những cái những cái những cái chất mà hormone trên cái vùng đó khiến cho chúng ta không có cái khả năng để mà để mà kích hoạt cái tuyến cái tuyến thần thần nữa rồi bây giờ thì uh, chắc chúng ta cũng phải đi qua cái bài giảng thứ nhì chứ nếu không thì chúng ta sẽ sẽ lại trễ thì thầy xin đề nghị rằng là chúng ta sẽ tiếp tục rồi sau đó thì trong cái bài bài giảng thứ nhì thì tuy là nó ngắn nhưng mà nó cũng sẽ có một số những cái một số những cái uh, À, số những cái khái niệm mà tương đối nó cũng nó cũng phức tạp chứ không phải không thành ra thầy đề nghị là chúng ta đi vào trong cái bài giảng thứ nhì ngay. thì cái bài này đó thì nó nó tương đối nó 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 đưa ra một cái cái khái niệm có thể có một số các anh các chị biết rồi đó là cái khái niệm về cái uh, cái kiểu hình trong cái hen và trong cái kiểu hình đó, đó thì ngày hôm nay đó thì uh, người ta nói rất là nhiều đến một cái kiểu hình đặc biệt đó là cái kiểu hình của cái loại viêm viêm loại 2. thì bây giờ uh, ta đi vào trong cái bài giảng ngay là cái cái định nghĩa cơ kiểu hình trên lâm sàng phenotype thì ở đây là các nghe chị biết nhá thì chỉ xin xin biên ra nói rằng cách rất là nhanh gọi là tập hợp tất cả các đặc điểm lâm sàng được định nghĩa rõ ràng không xét đến các cơ chế sinh lý bệnh nền. Thí dụ như là trong hen suyễn thì chúng ta biết rằng là có loại hen suyễn gắng sức, có hen suyễn trẻ em, có hen suyễn liên quan đến uh, các dị nguyên, có hen suyễn liên quan đến nghề nghiệp, vân vân và vân vân. Đó là những kiểu hình hen suyễn liên quan đến 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 phì thì song song với cái kiểu hình đó, đó, song song với cái cái phenotype tiếng Anh hoặc là phenotype tiếng Pháp đó, thì khoảng chừng 10 năm trở lại sau này có thêm một cái khái niệm mới gọi là cái endotype hoặc là endotype có nghĩa là cái kiểu hình theo cơ chế bệnh sinh chứ không phải là cái kiểu hình trên lâm sàng cái kiểu hình theo cơ chế bệnh sinh đó là endotype là tập hợp tất cả các cơ chế sinh lý bệnh sinh lý sinh lý bệnh được xác định rõ ràng có nghĩa là chúng ta sẽ quan tâm đến những cái những cái cơ chế phân tử chứ chúng ta không có quan tâm đến những cái đặc điểm lâm sàng và lúc đó đó thì anh các chị sẽ thấy rằng là sẽ có một số các bệnh nhân mà chúng ta nghĩ rằng là đó là những bệnh nhân supe nhưng mà thực ra thì lại là có một cái kiểu hình theo cơ chế bệnh nó rất giống những cái bệnh nhân mà được xem như là hen suyễn và ngược lại có một số những bệnh nhân hen suyễn thì có những cái số kiểu hình cũng rất giống cái bệnh nhân mà cái cơ chế CPD uh, và thành ra uh, ngày hôm nay có thêm một cái khái niệm mới nữa là các bác sĩ cùng một lúc thì dĩ nhiên cũng nên chẩn định uh, chẩn bệnh và nói rằng là bệnh nhân đó là hen suyễn hay là CPD nhưng mà uh, ở đây có, có có một bạn đang đang mở mic thành ra yêu cầu bạn nó tắt mic lại uh, thì cùng một lúc đó thì là có một số các các giáo sư ở bên ở bên pháp bên bên châu Âu bên châu Mỹ nói rằng là chúng ta dĩ nhiên là nên quan tâm đến cái việc chẩn bệnh cho nó cho nó chính xác nhưng mà lúc mà chúng ta chữa bệnh thì chúng ta sẽ chỉ chữa theo cái lối mà người người ta gọi là personal traits có nghĩa là những cái kiểu hình theo cơ chế bệnh nhiều hơn là cái kiểu hình trên năm sàng thì đây là một số những cái kiểu hình hen thì chúng ta sẽ không có mất nhiều thời gian à, để mà để mà xem qua những kiểu hình này thì chúng ta có thể nói rằng là đó là cái kiểu hình dựa trên uh, cái việc rằng là bệnh nhân đã có hen suyễn từ 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 khi bé hoặc là chỉ bắt đầu bệnh hen suyễn khi mà đã đã lớn rồi hoặc là khi đã đi đi làm rồi cái bệnh hen suyễn đó có phải là cái bệnh hen suyễn nó liên quan nhiều đến bệnh cầu đại nhân đái toan hay không vân vân và vân vân thì ở đây đó tuy rằng chúng ta không có đi sâu vào trong chi tiết nhưng mà, chi tiết nhưng mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng đó là những cái bệnh hen suyễn mà uh, liên quan đến dị nguyên đến dị ứng thì nó thường thường nó là nó bắt đầu từ 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 nơi các em bé và nó đa số hoặc là nếu không phải là là tuyệt là, số là, 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 là nó là những cái bệnh hen suyễn mà nó liên quan đến bạch cầu đơn nhân ái toan nó vân uh, uh, vân và vân vân trong khi đó thì có một cái điều mà cũng rất là quan trọng là trong những cái dạng hen mà chúng ta nói là hen nặng có nghĩa là có những cái cơn kịch phát thường xuyên hoặc là khó xử lý để mà chữa bệnh trong lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là có phân nữa là thuộc cái kiểu hình đợi bệnh cầu đại nhân ấy toàn và có một phần nữa khác không thuộc cái kiểu hình bệnh cầu đại nhân ấy toàn người ta gọi là non eosinophilic thay vì người ta gọi là bạch cầu đa nhân trung tính thì trong đó thì có cái sự liên quan cái sự cái cái cái, cái, cái sự tham gia của bạch cầu đa nhân trung tính đó nhưng mà bạch cầu đa nhân trung tính uh, nghĩa là cái đơn thuần đó không phải là phân nửa của cái những cái kiểu hình uh, liên quan đến những cái bạch cầu mà uh, chuyên nghiệp trong cái trong cái viên đây cũng là một cái cũng có thể là một cái slide mà có nhiều các các chị đã đã quen thuộc rồi có nghĩa là nói rằng là nếu mà nói về han Xuyễn thì đây là cái 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 bài viết tổng hợp của giáo sư Sadie Venzel mà theo thầy nghĩ đó là một trong những cái bài mà cực kỳ lý thú và cho dù rằng đăng cách đây cũng gần 10 năm nhưng mà ngày hôm nay nó vẫn còn có cái giá trị của nó. Là giáo sư Venzel là một trong những cái người đầu tiên đã nói rằng là hen suyễn nó tuy rằng là một có nghĩa là đối với bác sĩ và bệnh nhân uh, nghĩa là những cái triệu chứng lâm sàng nó rất là giống nhau, khó khè vân vân. Nhưng mà trong đó thì chúng ta cứ nghĩ như là nó như là cái cái, cái ô và rất là rất, rất là to và dưới cái ô đó thì chúng ta có thể xếp vào rất là nhiều kiểu hình khác nhau và trong đó có những cái kiểu hình khác nhau bởi cách có đợt cấp triệu chứng vân vân và ngày hôm nay thì là cái điều mà 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 chúng ta sẽ đề cập tới là cái mà kiểu hình mà được tương đối được 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 hiểu rõ bởi các bởi các chuyên gia về em xuyển đó là kiểu kiểu hình viêm T2 hoặc là viêm 2 thì cái viêm T2, viêm t 2 này nó cũng vậy. Nó nói là một cái điều mà chúng ta đã biết cũng cách đây cũng khá lâu rồi. À, chúng ta biết rằng là nói chung chung đó, thì là uh, TH ở đây là, là gì? Là, là T helper. Có nghĩa là những cái tế bào viêm lympho, lympho T. À, và những cái tế bào uh, lympho T này gọi là TH. Nó có hai loại TH1 và TH2. Và nói nôm na đó thì cái anh TH1 đó thì là anh ta Uh, đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái miễn dịch qua trung gian tế bào có nghĩa là ờ uh, uh, immunity cellulaire nói tiếng Pháp hoặc là cell immunity. Trong khi đó cái anh, anh, anh TH2 thì anh ta đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái miễn dịch dịch thể có nghĩa là immunity humoral. Và uh, cũng từ khá lâu rồi thì chúng ta biết rằng là nếu mà có anh này thì không có anh kia đó, bởi vì cả hai anh đều không cứ ưa nhau và đã có cái những cái cơ chế phân tử để mà tự ức chế lẫn nhau nếu anh này mạnh thì đương nhiên anh kia yếu và nếu anh kia mạnh thì đương nhiên đương nhiên anh này yếu và cái đó được cách nghĩa một cách cũng là đơn giản nhưng mà rõ ràng rằng là TH1 đó là cái anh sẽ tổng hợp nhiều cái 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 cytokine nó gọi là interferon interferon gamma và cái interferon gamma này nó có khả năng ức chế những cái tế bào TH2 ngược lại TH2 thì nó sẽ tổng hợp những cái những cái cytokine khác như là IL4, IL10 và TGF beta và những cái cytokine này nó có cái khả năng để mà ức chế TH1 và cũng trong cái trong cái cách suy luận đó đấy thì cũng có thể các, một số khác, các các chỉ biết rồi là uh, cái lý do tại sao mà ngày hôm nay cái bệnh hen suyễn nó càng ngày nó càng nó càng đông bệnh nhân là bởi vì uh, cái này là cái cái thuyết gọi là tiếng pháp gọi là theory hygienist hoặc là cái thuyết tạm dịch có tiếng việt thầy không biết là các thầy bên việt nam gọi là như thế nào nhưng mà thầy tạm dịch tiếng năm na là cái thuyết mà sống sạch có nghĩa là khi xưa Uh, chúng ta có 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 hai cái loại TH1 và TH2 này TH1 đó nó là là một cái tế bào tế bào T mà nó đóng cái vai trò rất là quan trọng trong tất cả những cái miễn dịch mà nó nó nhắm cái mục đích tới các các bệnh do vi trùng gây ra uh, những cái tất cả những cái bệnh do vi trùng gây ra nó đều nó đều do TH1 vi trùng ở đây có nghĩa là bacteria trong khi cái TH2 đó là những cái bệnh do những cái con uh, không biết tiếng Việt là gì những cái những cái con parasite uh, gây ra và ngày hôm nay đó thì những cái con parasite đó nó không còn nữa và bởi vì thế nên có một cái sự mà uh, rất là rất là trùng hợp giữa những cái kháng nguyên của những cái con parasite đó và những cái kháng nguyên của một số những cái những cái chất mà gây ra dị ứng trong trong thiên nhiên thì là bởi vì thế nên cái anh tế bào TH2 tự nhiên khi xưa thì là do những cái con uh, parasite gây ra thì bây giờ không còn nữa thì mới chuyển qua cái công việc là chống lại những cái kháng nguyên uh, uh, do những cái uh, do những cái uh, những cái chất mà gây ra gây ra dị ứng uh, uh, mang đến bởi vì thế và khi mà uh, chúng ta mà tiếp cận với lại những cái uh, những cái con vi trùng cách thường xuyên giống như cách đây 100 năm thì lúc đó cái hệ TH1 của chúng ta mạnh và cái hệ cái hệ TH2 của chúng ta yếu ngày hôm nay bởi vì cái vấn đề vệ sinh nó 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 được lên cao và chúng ta thấy rõ nơi các quốc gia như là bên sinh chẳng hạn hay là bên các nước như là bên uh, bên mỹ thì lúc đó đó chúng ta sống sạch chúng ta không còn tiếp cận với những cái con vi trùng đó nữa thành ra cái hệ cái hệ một tự nhiên nó không cần thiết nữa nó sẽ giảm xuống và lúc đó thì TSH nó sẽ được tăng lên TSH được tăng lên nhưng mà lúc đó chúng ta không không còn parasite thì lúc đó TSH làm gì TSH nó sẽ nhắm vào những cái chất gây ra dị ứng những cái kháng nguyên để mà nó gây ra bệnh dị ứng thì trong cái trong cái trong cái viêm tế sai thì chúng ta thấy rằng là cái bạch cầu đa nhân an toàn nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng à, cái vai trò rất là quan trọng nó được thể hiện ở đây và thầy sẽ không có đi sâu vào trong chi tiết các anh các chị có thể ở nhà xem lại tất cả những cái những cái tác dụng của cái bạch cầu, cầu đại nhân đái Và đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái bạch cầu đại nhân đái nó có dính tới mast tế bào, tế dưỡng bào, tế 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 bào mast, tế tương bào, tới tế bào lympho B, vân vân và vân vân. Nhưng mà một cách mà uh, một cách mà cụ thể và một cách uh, khách quan hơn đó thì là cái tế bào bài cầu đa nhân đấy, toàn nó nằm ở đây này. nó và cái này là một cái style được quan trọng nó sẽ cho các anh các chị thấy rằng là cái sự liên quan giữa một số những cái uh, cytokine IL4, IL5 và IL13 trong cái vai trò là cytokine chủ chốt của cái hiện tượng viêm mà người ta gọi là viêm loại 2 hoặc là type 2 inflammation hoặc là inflammation de type 2 và uh, cái 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 uh, và những cái tế bào khác uh, nó là như thế nào thì rõ ràng là nó nó có một cái vai trò rất là quan trọng nhưng mà cái vai trò nó nó không giống như là cái vai trò ở đây mà chúng ta thấy rằng cái tế bào bạch bà cầu đại nhân ấy toan nó ở giữa giống như là nhưng mà có cái gì nào mà đi qua bên Trung Quốc rồi thì tự nhiên nhìn thấy trên cái bản đồ trên thế giới là cái nước Trung Quốc nó nằm trên hình ở giữa À, Trung Quốc mà trong khi đó thì thực ra thì là cái bài cầu đầu đại nhân đây nhân ái toàn ở đây cũng vậy nó là nằm ở giữa nhưng mà tại vì người ta muốn chú tâm đến cái bài cầu bài cầu đại nhân ái toàn trong cái, cái cái, cái cái thực thể đó thì bài cầu đại nhân ái toàn đóng một cái vai trò quan trọng nhưng mà cái vai trò quan trọng nó chỉ quan trọng một cách tương đối mà thôi chứ nó không phải là nó đóng cái vai trò quan trọng mà hoàn toàn như là trong cái style mà chúng ta thấy vừa rồi Thì đó là điều thứ nhất cái điều thứ nhì đó là cái mục đích của cái của cái bài giảng ngày thứ nhì ngày hôm nay đó là giúp cho các anh các chị nhớ và hiểu được những cái những cái mũi tên ở đây và những cái con đường mà những cái mũi tên đó sẽ đưa chúng ta tới nhưng mà trước khi mà chúng ta làm cái việc đó đó và dĩ nhiên là các anh các chị cũng có thể nhớ bằng cách học thuộc lòng nhưng mà cái mà cái mà thầy muốn đó là là chúng ta uh, chúng ta sẽ xem qua cái, cái 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 quá trình nghiên cứu nào để mà đưa uh, đến cái những cái kiến thức mà được thể hiện qua cái qua cái qua cái bài 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 báo tổng hợp của giáo sư sadhvisan này dĩ nhiên ngày hôm nay thì có những cái bài tổng hợp khác mới được đăng cách đây gần hơn thì có thêm một số những cái một số những cái uh, nhân vật hoặc là một số những cái phân tử khác nó thêm vào nhưng mà cái uh, cái bức vẽ mà chung chung và cái bức vẽ chính vẫn là cái bức vẽ này và nếu mà chúng ta hiểu được cái bức vẽ này thì sau đó thì chúng ta sẽ hiểu được rất là nhiều việc trong vòng 10 năm sắp tới về cái cơ chế phân tử của cái hiện tượng viêm của uh, hiện tượng viêm uh, tiếp hai thì trước khi mà trước khi mà thầy đi vào trong cái, cái 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 cái, cái sự cách nghĩa của cái cái bài nghiên cứu của cái nhóm của giáo sư Woodruff và à, mà giúp cho chúng ta hiểu được cái hiện tượng viêm tiếp hai đó thì thì xin xin nói rằng một cái việc là như vậy là ở đây đó các các chị thấy có những cái chấm đen và dĩ nhiên có những cái chấm màu xanh và những chấm màu đỏ và ở đây có những cái những cái những cái, những cái gạch gọi là những cái gạch nối thì ở đây những cái chấm đen nó là gì mỗi cái chấm là một cái gen nhá. mỗi cái chấm là một cái gen một cái gạch mà nối nối liền hai cái chấm có nghĩa là một cái gạch nó thể hiện ra được cái sự liên quan mật thiết nhiều hay ít tùy vào cái độ đậm của cái sự nối liền giữa hai cái gen đó là cái điều thứ nhì mỗi chấm là một cái gen mỗi cái gạch mỗi cái gạch là cái sự liên quan giữa hai cái gen và ở đây đó cái màu đỏ đó có nghĩa là cái gen đó, đó đã được tăng cái cường độ biểu hiện trong cái tế bào của chúng ta. Và cái màu xanh đó có nghĩa là cái gen đó đã bị giảm cái cường độ biểu hiện. Đỏ là tăng, xanh là giảm. Màu đen đó, có nghĩa là cái gen đó không đỏ không xanh và có nghĩa là nó không có liên quan gì đến cái 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 cái, cái hiện tượng mà chúng ta đang đang để để ý tới. Vậy cái hiện tượng ở đây là gì? Ở đây đó chỉ là chúng ta dùng một cái con chuột và nơi cái con chuột đó chúng ta sẽ gây ra một cái một cái cơn hen và cái cơn hen đó là khiến cho cái con chuột đó bị dị ứng bởi cái chất ovalbumin rồi sau đó thì chúng ta sẽ khiến cho cái con chuột bị cái cơn hen và cái cơn hen đó sẽ được thể hiện bằng cái hiện tượng viêm mà chúng ta thấy ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái gì là trong cái toàn bộ gen này thì không phải một gen, hai gen, ba gen mà có hàng chục cái gen. Một số thì nó sẽ tăng cái hoạt động của nó lên. Và chúng ta có thể nghĩ rằng là những cái gen này là những cái gen liên quan đến cái viêm hoặc là liên quan đến cái sự co thắt hoặc là nó liên quan nói nói viêm nói viêm nói viêm là nói một cách chung chung nhưng có thể một số những cái gen nó liên quan đến cái sự mà hoạt động của cái tế bào bạch cầu đơn nhân thái toan. một số những cái khác nó liên quan đến cái hoạt động của cái tế bào uh, TH2. có một số khác nó liên quan đến cái sự tổng hợp của cái chất men, uh, cyclooxygenase, vân vân và một số những cái gen khác nó giảm là những cái gen gì là những cái gen mà trên nguyên tắc nó sẽ giúp cho chúng ta kháng viêm hay là trên nguyên tắc nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự uh, giảm phế quản chúng ta có thể nghĩ rằng là một trong những cái gen màu xanh này là cái gen mà nó liên quan đến cái thủ thể của cái beta 2 động vật. Cái này để mà nói rằng là thực ra trong một cái hiện tượng mà trên cái vấn đề lâm sàng nó rất là đơn giản là một cái cơn hen xảy ra nên nơi một cái sinh vật, sinh vật ở đây là một cái con chuột thí nghiệm. Nhưng mà cái sự thể đứng đằng sau nó là một cái sự thể tương đối nó khá phức tạp. Và ngày hôm nay cái công việc của chúng ta làm là làm sao để mà có được một cái một cái bức tranh nó tương đối nó nó rõ ràng trong cái sự phức tạp đó thì cái nghiên cứu này đó là một cái nghiên cứu cực kỳ uh, lý thú uh, nếu mà chúng ta đọc nhanh qua cái bài nghiên cứu này thì không có cái chi mà mà chúng ta hiểu được Và ngay cả chính cá nhân thầy thì lúc mà lúc mà khám phá ra cái này thì cũng phải đọc đi đọc lại hai uh, ba lần thì mới hiểu được hết tất cả mọi thứ nhưng mà tất cả mọi chuyện nó bắt đầu từ một cái một cái việc nó rất là đơn giản là lúc đó cái nhóm của của giáo sư Woodruff và và John Fahey làm việc ở bên ở đại học San Francisco ở bên ở vùng tây Hoa Kỳ thì họ nói rằng là như vậy là chúng ta bây giờ có cái khả năng để mà chúng ta uh, xem cái hoạt động của một số các gen đó thì thì các các vị đó đã làm cái nghiên cứu tương quan toàn bộ những cái những cái nhiễm sắc thể và lúc đó đó thì là uh, các vị đó đã xem cái 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 hoạt động của các gen đó nơi các bệnh nhân bị hen suyễn a à, là asthma và nơi một số những cái người không bị hen suyễn gọi là nhóm chứng as là healthy có nghĩa là những nhóm chứng và thì cũng giống như ở đây các vị đó mới thấy rằng là các bệnh nhân hen suyễn thì có một số những cái gen nó sẽ tăng hoạt động rất là mạnh và những cái gen đó nó màu đỏ ở đây và một số những cái gen khác thì nó bình thường nó là nó là nó là màu xanh thậm chí à, không nó bình thường nó là màu xám hoặc là nó nó màu xanh xanh nó càng đậm bao nhiêu thì cái giảm hoạt động nó càng nhiều bấy nhiêu cái cái màu xám ở đây đó là nó nó không có tăng và nó cũng không có giảm thì ở đây các anh chị thấy là cái gì thấy là thứ nhất đó, là các vị này đó đã tìm ra được ba cái gen gọi là peristin CLCA1 và sarpin B2. Ở đây cũng vậy, không cần nhớ đến tên của các gen đó. Ba cái gen đó thì cả ba cái nó đều tăng tương đối nhiều nơi một số các bệnh nhân bị hen suyễn Và cả ba cái thứ đó đều giảm nơi tất cả các bệnh nhân không bị hen suyễn Tăng nơi một số các bệnh nhân bị hen suyễn giảm nơi tất cả các bệnh nhân không bị hen suyễn thì cái kết luận của chúng ta là gì? Chúng ta có thể nói rằng là ba cái gen này đã giảm, trên, nghĩa là khi mà các gen này nó không có tăng, có nghĩa là bệnh nhân không bị hen suyễn như là chúng ta thấy ở đây. Nhưng mà cái đó có nghĩa có phải có, có cho phép chúng ta nói rằng là các gen này nó không tăng và bởi vì thế nên chúng ta có thể kết luận rằng là cái người đó là cái người không bị hen suyễn thì cái cái đó lại lại là cái câu chuyện khác bởi vì sao bởi vì bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lại cũng với cái kết quả đó với cái nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn thì trong cái nhóm màu xanh thì trong cái nhóm cái nhóm màu đỏ thì tất cả mọi người đều bị hen suyễn rồi Đấy. nhưng mà trong cái nhóm màu xanh thì có một số các bệnh nhân bị hen suyễn a à, ở đây thuộc vào trong cái nhóm màu xanh có nghĩa là có một số các bệnh nhân bị hen suyễn mà nơi những bệnh nhân đó như ba cái gen Pyrostin clca1 và sarpin b2 này nó bình thường nó không khác chi với một cái người bệnh nhân không bị hen suyễn nó một cách khác không bị hen suyễn là ba cái gen này nó bình thường nhưng mà không phải vì ba cái gen này nó nó bình thường mà chúng ta có thể kết luận rằng là người bệnh nhân đó không bị hen suyễn và ở đây cũng là một cái cách khác để mà để mà uh, nghĩa là biểu tượng ra cái 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 gì mà thầy vừa nói những người bệnh nhân bị hen suyễn ba cái gen này nó đều rất là thấp chỉ trừ có một bệnh nhân thì nó hơi cao nhưng mà đều thấp cả nói chung chung đều thấp những cái người bệnh nhân bị bị hen suyễn thì có một số thì nó cao trong trong khi đó có một số khác thì nó thấp nó không khác chi cái người bệnh nhân bị uh, uh, bình thường và ở đây cũng là một cái cách để mà cũng giống như lúc nãy đó chúng ta thấy rằng là có hai loại bệnh nhân bị hen suyễn bệnh nhân cao màu đỏ, bệnh nhân không cao màu xanh. Và từ đó thì cái nhóm của của giáo sư Woodruff mới nói rằng là ok, trong cái nhóm bệnh nhân bị hen chuyển thì có một sợi, một nhóm chúng ta sẽ gọi rằng là type 2 high, có nghĩa là có cái nồng độ thể hiện những cái gen mà của cái viêm dạng 2 cao. Và có một cái nhóm khác chúng ta sẽ gọi rằng là type 2 low, có nghĩa là có cái nồng độ đã thấp của các gen đó. Thì thì đây là cái cái mà cái mà cái mà thầy vừa nói. Tất cả những người bệnh nhân không hen suyễn đều là type 2 low cả. Trong số bệnh nhân bị hen suyễn thì có hai nhóm, một nhóm type 2 high và một cái nhóm type 2 low. Thì các cái chị nói ok thầy nói cái việc đó thì cũng cũng thú vị đó nhưng mà cụ thể đối với em thì trước bệnh nhân thì em phải làm như thế nào không lẽ bây giờ em hỏi rằng là bác có 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 loại Type 2 hay Type 2 low à cái đó thì cũng cũng là cái câu hỏi mà rất khó trả lời thì trước khi trả lời cái câu hỏi đó đó thì bây giờ thầy sẽ xin nói thêm bây giờ nếu mà chúng ta xem tất cả các bệnh nhân mà bị uh, bị hen suyễn và nếu mà chúng ta so sánh tất cả những cái việc mà chúng ta thường hay làm nơi các bệnh nhân đó có nghĩa là thăm dò chức năng hô hấp đo cái, cái 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 lưu lượng gắn sức thở ra trong cái dây phục đầu uh, cái mà thì người anh gọi là fev 1 hoặc uh, người pháp gọi là VEMS thì chúng ta thấy là như thế nào thì chúng ta thấy rằng là hen suyễn thì rõ ràng là đúng là vậy là cái 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 lưu lượng gắn sức thở ra nó đều thấp so với cái nhóm chứ cho dù anh là type 2 hai hay type 2 low có nghĩa là uh, cao hay là thấp so với cái so với cái hen dạng hai Bây giờ nếu mà chúng ta coi cái khả năng để mà phục hồi cái 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 cái, cái giảm phế quản, cái cái cái, cái bronchial reversibility thì cũng vậy. Có nghĩa là cái nhóm hen suyễn thì có cái khả năng, trong khi cái nhóm không có hen suyễn thì cái nhóm bình thường thì không có cái khả năng phục hồi bởi vì cái, cái 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 lưu lượng mà gắn sức thở ra của họ là bình thường. Và bây giờ nếu mà chúng ta làm cái test metacolin cũng vậy, thì cũng cho chúng ta sẽ thấy rằng là những cái người bị hen suyễn đó thì là cũng cái test này nó, nó 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 nó, thấp tuy nhiên chúng ta lại thấy rằng là ở đây có một cái điều là những cái người nào mà type thứ hai thì cái test metacolin này nó có nhiều cái khả năng dương tính hơn là những cái người mà type thứ thì ở đây chúng ta bắt đầu thấy rằng là nếu mà chúng ta dùng một cái test nào mà nó tương đối nó khá phức tạp Uh, thì không chắc là bên Việt Nam dùng cái test này uh, một cách thường xuyên. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái test khá phức tạp thì chúng ta có thể nghĩa là phân biệt được ra được hai nhóm type 2 là uh, và đâu Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta chỉ dựa trên năm sàng là một hoặc là chúng ta dựa trên những cái hô hấp chỉ bình thường, thăm dò chức năng hô hấp chỉ đo cái Fv1 thì chúng ta không có cái khả năng để mà phân biệt được cái nhóm cao và thấp so với cái Hansen. ờ giảm hai nhưng mà lúc đó thì cái câu hỏi mà đặt ra lúc nãy sẽ trở lại. Nên là nhưng mà thưa thầy như thế thì chúng ta phân biệt để làm gì? Nếu mà chúng ta rốt cuộc thì chúng ta vẫn chữa trị tất cả những cái người bệnh nhân này như nhau, thì cái phân biệt đó chỉ là nó một cái trò chơi trí thức thôi. Nhưng mà trên cái vấn đề cụ thể thì nó sẽ không có đưa ra một cái kết quả nào cụ thể cả. Thì lúc đó thì thầy mới đi đến cái phần thứ nhì của cái bài nghiên cứu này. Thì dĩ nhiên các, các, các nhà nghiên cứu này họ đã có cái hậu ý khi mà họ đã làm cái công việc mà uh, xem tất cả những cái nồng độ của tất cả những cái gen. Thực ra thì không phải là tất cả, họ xem khoảng chừng 100 cái gen mà nó có liên quan đến cái bệnh hen suyễn Và trong 100 cái gen đó thì có ba cái gen mà chúng ta vừa thấy nó, nó 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 nó, nó, nó cái sự có cái đặc thù đó là như vậy. Thì họ sẽ áp dụng cái này với lại cái cái công việc làm hàng ngày của chúng ta có nghĩa là họ xem coi cái chất corticoid là cái chất kháng viêm mà tất cả các bác sĩ trên tất cả các quốc gia trên thế giới dùng để mà chữa bệnh hen suyễn xem cái thuốc corticoid đó kết quả của cái thuốc đó như thế nào không phải là trên cái viêm mà như thế nào trên cái khả năng để mà làm giảm phế quản để làm tăng cái FV1 thì ở đây, ở đây các anh các chị thấy nhé là chúng ta có ba nhóm nhóm được chữa trị bằng placebo màu đen. Cái nhóm và cái hai nhóm còn lại màu màu đỏ và màu xanh, màu đỏ, màu xanh đó là cái nhóm type 2 high cho màu đỏ, type 2 low cho màu xanh. Thì đều là hai cái nhóm hen suyễn và đều được chữa trị bằng uh, corticoid uh, thì chúng ta thấy rằng là cái nhóm mà hen suyễn mà được chữa trị bằng placebo thì họ không có không có suy chuyển gì trên cái trên cây FV1 cả. Cái nhóm hen suyễn mà type 2 có nghĩa là cái có cái có cái viêm dạng 2 cao thì họ sẽ đáp ứng rất là tốt đối với corticoid bởi vì họ sẽ tăng cái FV1 lên cái có ý nghĩa à, thuốc này được cho uống trong vòng 2 tháng thì cái sự tăng này nó có trong vòng 2 tháng và dĩ nhiên khi mà ngừng thì cái thuốc nó không còn không còn không hiệu nữa trong khi đó thì cái nhóm hen xuyến. mà màu xanh có nghĩa là không có cái viêm dạng 2 type 2 low đó thì hoàn toàn không có một cái hiệu quả gì của cái corticoid ít nhất là nếu mà chúng ta nhìn tới dưới cái khía cạnh tăng cái FV1 thành ra cái câu kết luận đầu tiên là nếu mà các anh các chị ngày khi nào đó quyết định chữa bệnh, chữa cho người bệnh nhân bằng cái chất corticoid thì nếu mà chúng ta có thêm được cái thông tin nói rằng là ok, cái người bệnh nhân đó sẽ có nhiều khả năng đáp ứng tốt bởi vì người bệnh nhân đó là thuộc vào cái nhóm đỏ thì lúc đó chúng ta sẽ dùng cái thuốc corticoid đó có một cái công hiệu hơn. Trong khi đó thì nếu mà cái người bệnh nhân đó thuộc vào cái nhóm xanh thì chúng ta biết rằng là có thể có công hiệu nhưng cũng rất là có khả năng là không có công hiệu gì cả. có nghĩa là bây giờ chúng ta đang áp dụng cái kiến thức về cái endotype, cái kiểu hình uh, về uh, sinh lý học cho uh, áp dụng cho phenotype, có nghĩa là cái kiểu hình trên năm sản. cùng một lúc thì bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lại cái 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 hình lúc nãy thì chúng ta thấy là như thế nào? là ở đây đó thì cũng màu xanh màu đỏ giống giống như lúc nãy nhé, nhưng mà có thêm một cái đó nữa là có những cái con số và có những cái chữ, chữ ở đây đó là P là placebo, F là như là fluticasone có nghĩa là chất chất corticoid này. Thì các anh các chị thấy đó rằng là những ai mà màu đỏ mà hít placebo thì vẫn giữ màu đỏ. Nhưng mà những ai màu đỏ lúc đầu con số đây, số 1, có nghĩa là cái nhóm màu đỏ lúc đầu nhưng mà hít cái chất corticoid thì sẽ biến từ màu đỏ sang màu xanh. Có nghĩa là những cái gen của cái của của cái viêm dạng hai đó lúc đầu thì cái nồng độ nó cao. Nhưng mà sau khi được chữa trị bằng cái chất corticoid thì cái nồng độ nó sẽ giảm xuống. Và bởi vì cái nồng độ nó giảm xuống, thành ra nó thể hiện được rằng là không những cái Fv1 nó được tăng cái đó là cái điều quan trọng trên cái vấn đề làm sàng và đối với bệnh nhân. Nhưng mà trên cái vấn đề mà sinh học thì nó cũng cách nghĩa rằng là sở dĩ chúng ta có cái kết quả tốt là như vậy là bởi vì các gen nó gây ra viêm nó đã bị ức chế một cách hiệu quả bởi cái chất corticoid là cái chất fritikazone ở đây. Trong khi đó nếu mà các anh chị nhìn đến các nhóm bệnh nhân bị hen suyễn mà lúc đầu thuộc cái loại màu xanh có nghĩa là cái loại mà không có cái dạng viêm cái viêm dạng hai thì cho dù các anh các chị có dùng cái chất corticoid cái chất corticazone, thì lúc nãy chúng ta thấy rằng là không có kết quả gì trên cái viêm 1 và ở đây cũng vậy thì màu xanh nó vẫn hoàn màu xanh nói một cách khác có nghĩa là chất corticoid ở đây nó không có ảnh hưởng trên các gen đó và nếu mà bây giờ chúng ta quay trở lại cái hình ban đầu có cái hình này thì lúc đó thì chúng ta nói là như thế nào? chúng ta nói là nếu mà bây giờ chúng ta dùng một cái thuốc sau khi mà chúng ta có cái khả năng nói rằng là nơi cái người bệnh nhân đó thì chính là những cái những cái gen màu đỏ này đó là những cái gen mà chúng ta cần phải nhắm tới dùng làm cái đích, tiếng anh là target thì chúng ta phải dùng cái thuốc nào đó mà có thể nó làm tắt đi cái màu đỏ cùng một lúc thì nó cũng làm biến đi cái màu xanh giảm cái nồng độ của cái viêm và tăng cái nồng độ của cái kháng viêm. Cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ nhì đó là cái này thì chưa nói nhưng mà bây giờ nhân cái cơ hội này thầy nói luôn lần đây là cái này không phải là ký của thầy mà thầy 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 lấy lại của một giáo sư uh, người người Tây Ban Nha đó là giáo sư Alva uh, Alva Gusti có thể, có thể có một số các anh các chị đọc những cái bài bản nghiên cứu thì quen thuộc với cái tên đó. Thì giáo sư Alva nói như thế nào? Nói là bây giờ các anh các chị cứ nhìn vào cái này và cứ tưởng tượng như đây là một cái hệ thống của những cái chuyến bay ở một cái quốc gia nào đó. Và nói rằng là mỗi cái chấm đen là một cái phi trường. Thì ở đây các anh các chị thấy rằng là rõ ràng ở đây đó có ba hoặc bốn hoặc năm cái phi trường là những cái phi trường quan trọng. Là bởi vì đó là những cái nơi mà những cái chuyến bay nó đến một cách thường xuyên và nó đến một cách rất là có rất là nhiều chuyến bay đến đây là cái nhóm này cái nhóm này cái nhóm này vân vân và nếu mà cái gen mà của chúng ta thuộc vào cái đây đó, thì có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta có một cái thuốc và dĩ nhiên cái thuốc đó nếu có có cái khả năng không có một cái thuốc nào mà nó cùng một lúc nó làm tắt được hết đó Nhưng mà chúng ta có một cái thuốc mà nó chỉ có công hiệu vào cái vùng này thì chúng ta sẽ nói ok chúng ta sẽ đi đi ở đây và như thế thì chúng ta sẽ làm tắt tất cả những cái những cái phi trường mà màu đỏ đó. trong khi đó uh, trong khi đó thì chúng ta sẽ không dùng những cái thuốc nào mà đi đi vào đây nó không có ảnh hưởng gì cả đó là một và cái thứ nhì đó là nếu mà chúng ta uh, uh, nói làm sao nếu mà chúng ta giữ được cái khả năng hoạt động của những cái gen này hoặc là những của những cái phi trường theo cái thí dụ của giáo sư Alva Gusti thì một cách vô hình chung chúng ta sẽ giữ được cái khả năng hoạt động của những cái chuyên bay của nguyên các cái vùng này. Thực ra nói một cái khác là những cái gen không phải cái gen nào nó cũng có một cái sức mạnh tương đương với nhau. Có những cái gen rất là quan trọng là những cái cái gen vùng này và có những cái gen ít quan trọng hơn là những cái gen mà ngoại vi có nghĩa là những cái gen mà có ít cái sự mà ít có, ít có cái sự liên kết. Bây giờ trở lại với lại cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là đấy là là cái cái, cái mà thầy vừa nói đó có nghĩa là nếu mà chúng ta dùng uh, đúng thuốc và cho đúng bệnh nhân thì chúng ta sẽ có những cái công hiệu. Uh, và ngày hôm nay đó thì là cái cái khuynh hướng đó là làm cách nào để mà chúng ta có thể biết rằng là cái người bệnh nhân đó thuộc cái kiểu hình này và cái kiểu hình đó đó là cái kiểu hình mà chúng ta có thể dùng một một số các thuốc mà chữa trị một cái kiểu hiệu. Thì ở đây chỉ có cho đến ngày hôm nay chỉ có cái kiểu hình viêm dạng 2 type 2 inflammation là được xem như là uh, Uh, một nghiên cứu và có một số những cái thông tin một cách rõ ràng và chính xác. Còn rất là nhiều kiểu hình khác mà ngày hôm nay người ta chưa có cái khả năng để mà nhận nghe để mà nhận định ra nhưng mà cái ngày đó nó sẽ tới. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là cái kiểu hình viêm uh, dạng hai này thì thường thường ấy, có nhiều bệnh nhân bị hen suyễn nặng hơn. Thường là nó dính với lại cái bệnh uh, cầu đại nhân ái uh, uh, toàn Nó đã bứng tốt với lại corticoid. Và nhất là nó đã bứng tốt với lại một số các thuốc mà nó nhắm đích vào những cái uh, cytokine của cái kiểu hình viêm dạng 2. Uh, những cái thuốc đó thì có lẽ ngày hôm nay chưa đến bên Việt Nam. Đó là những cái thuốc mà nó kháng lại IL-5, nó kháng lại IL-13 uh, IL và nó kháng lại IL-1. bây giờ đó là ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái EN5 thì là nó dính với lại cái anh bạch cầu đa nhân hai toàn bởi vì sao bởi vì EN5 nó sẽ kích hoạt cái bạch cầu đa nhân hai toàn cái anh EN4 và EN13 thì nó dính nhiều với lại cái uh, anh uh, tế bào tế bào sợi ở đây và nó dính với lại cái À, anh periostin mà chúng ta thấy lúc nãy và cái anh Pheno, cái anh Eno. Uh, trong khi đó thì dĩ nhiên cái uh, cái uh, cái ig cái IG ở đây đó thì nó dính với lại cái tế bào mast thành ra để trả lời cái câu hỏi mà thầy vừa mới đặt là làm cách nào để mà chúng ta có thể uh, như là phân biệt ra được những bệnh nhân hen suyễn uh, bằng cái kiểu hình uh, viêm dạng 2 hay không thì lúc đó các anh các chị có thể nói rằng là thì thầy lúc đó chúng ta chỉ cần đo il 4 il 5 và il 13 là ba cái cytokine chính Để nó cùng một lúc với lại à, hình như là thầy có ở đây có một cái style mà thầy đã đi qua rất là nhanh đây il 4 il 5 và il 13 các anh các chị thấy là nhất là il 5 và il 13 ở đây đó thì cái kêu hình mà 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 dạng hai đó thì nó rất rất là cao EN5 và 13 Type 2 high thì hai cái này đều cao. Trong khi type 2 low thì là nó, nó, nó thấp. EN5 là bạch cầu đã nhân ái toan. EN13 đó là những cái thuốc mà nó kháng cái EN13. Thì bây giờ để trả lời cái câu hỏi làm sao chúng ta có thể nhận định được thì kháng chỉ nói là chúng ta chỉ cần đo cái cái những cái những cái cytokine này nhưng mà trên thực tế đó thì đo cái này đó thì nó rất là khó nó rất là phức tạp và nhất là nó rất là đắt tiền bởi vì thế thì chúng ta làm sao thì thì quen nói một cách là, đơn giản là như vậy là nếu mà các anh các chị mà nhìn vào một cái một cái bức tranh là như vậy và nếu mà ta là bác sĩ lâm sàng chúng ta quen tiếp xúc với bệnh nhân mà chúng ta không quen với là những cái khái niệm về cái cơ học, cái cái sinh học phân tử thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ cảm thấy rất là chán ngán tại vì chúng ta thấy rằng là nó có rất là nhiều mũi tên rồi nó có rất là nhiều những cái tế bào rồi có rất, là rất là nhiều những cái những cái phần tử trung gian và cái đó không phải là cái, cái 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 vấn đề của chúng ta đó là vấn đề của những người làm nghiên cứu nhưng mà lúc đó thầy nói ok anh các chị cứ cứ xem như đây là một cái bức tranh mà chúng ta nhìn vào chúng ta không hiểu gì cả nhưng cho rằng chúng ta không hiểu gì cả nhưng chúng ta cũng có thể cố gắng để mà chúng ta nắm được một cái khái niệm sơ sơ, cái khái niệm đó là gì đó chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là nó có những cái hình vẽ và chúng ta có thể xếp những cái hình vẽ đó và nói rằng là chúng ta hay chơi một cái trò chơi và sẽ xếp tất cả những cái hình vẽ nào mà nó cùng dạng cùng dáng hay xếp chung thì ở đây cái cái thí dụ mà thầy lấy đó là những cái hình mà nó vẽ vòng tròn và nó có một cái mũi tên đó. Và rồi sau đó, đó thì một khi mà chúng ta đã nhận định ra được một số những cái hình đó trong một cái bức tranh mà phức tạp ấy chúng ta sẽ tìm ra được cái cái sự tương quan, cái sự liên quan giữa những cái những cái hình đó. Và lúc đó các anh cứ chỉ cứ xem rằng những cái hình này đó, trong đó, đó là thì nó có ba cái anh Sitokin lúc nãy. IL4, IL5, IL13. Cùng một lúc đó, thì nó cũng có những cái kháng như là cái anh Bạch, Bạch Cầu Đại Nhân Ái Toàn ở đây là Eugenophil. Và ở đây là có cái anh Eno. cái anh FNO. Và bởi vì tất cả những cái người này đều là những người trong cùng một, cùng một họ, cùng một làng. Và nếu mà chúng ta không có đến thăm được uh, bác này hay cụ kia là những bác IN4, năm 5 IN13 hoặc những cụ đó những, rất là khó thăm. Thì chúng, chúng ta cũng có thể hỏi thăm bằng cách rằng là chúng ta đến thăm những cái vị này và nếu mà tất cả những cái những cái những cái nhóm này những cái người này đều liên quan đến đến với nhau thì nếu tất cả những cái vị này khỏe thì chúng ta cũng có nghĩ rằng là các bác này cũng tốt nếu những cái vị này mà không tốt thì chúng ta cũng nghĩ rằng các bác này cũng không khỏe cái đó nó đó, đó chỉ là cái nguyên tắc để mà chúng ta dùng những cái chất chất đánh dấu sinh học những cái biomarkers gọi là những cái biomarker. ngày hôm nay chúng ta đo phenol chúng ta đo eosinophil và chúng ta có thể kết hợp cả hai để mà chúng ta có thể tiên đoán được cái việc gì nó xảy ra cho IN5, IN13 và IN4. Và một cách cụ thể là ngay cả cái 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 việc mà thầy vừa mới nói nó đã được đưa vào trong cái khuyến cáo Gina và cái khuyến cáo này nó có bắt đầu từ năm hình như 2019 hay 2020. Thì đây là khuyến cáo năm 2021. Thì rõ ràng là Gina nói rằng là nên đo cái bài cầu đã nhân thái toan, nên đo cái phenol nếu mà đã được và dĩ nhiên cái bạch cầu đại nhân đại toan mà đo trong cái đờm đó thì nó vẫn tốt hơn là bạch cầu đại nhân đại toan đo trong máu nhưng mà đo trong đờm thì nó rất là khó thì chúng ta cứ đo cái bạch cầu cầu đại nhân đại toan trong máu và lúc đó chúng ta kết hợp cả hai thì chúng ta sẽ có được một cái khái niệm của cái kiểu hình của cái kiểu kiểu hình viêm vào cái dạng hai và cái kiểu hình viêm và cái dạng hai đó sẽ giúp cho chúng ta có thể uh, tiên đoán được cái khả năng đã bứng tốt đối với đối với lại một số các thuốc như là cái thuốc corticoid hoặc là những cái thuốc mà kháng IL-5, IL-13 hoặc IL-4. Ờ, đây là cái cái bức tranh chót thì thầy nói rằng là thực ra cái bệnh hen suyễn cũng như các anh các chị biết nó có nó có từ thuở nghĩa là khai thiên lập địa và các loài người và nhất là các bác sĩ đã bắt đầu quan tâm đến cái vấn đề này từ từ rất là lâu À, có thể à, có những cái có những cái à, vết tích lịch sử nó, nó kéo dài ngược dòng thời gian đến à, cách đây à, năm nghìn năm nhưng mà mãi cho đến ngày hôm nay thì chúng ta mới bắt đầu có những cái khái niệm nó tương đối thì nó, nó nó rõ ràng về cái câu chuyện này nó vẫn chưa chấm dứt và có thể là trong vòng 10 năm, 20 năm nữa lúc đó thầy sẽ không còn đây nữa để mà giảng bài thì ít nhất không còn đây đến theo giảng bài hy vọng vẫn còn đây <laughs> ở trên cõi đời này thì lúc đó sẽ đến đến, đến phiên các, các chị để mà tiếp đi tiếp con đường để mà hiểu được cái việc đó thì uh, uh, bây giờ đúng là 12 giờ 12 bên Pháp có nghĩa là 5 giờ 12 bên Việt Nam thì thầy sẽ tạm ngừng ở đây và chúng ta có thể bắt đầu để mà để mà đi qua cái cái cái, cái những cái phần câu hỏi và rồi sau đó thì cái cái bụi này à, câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn à, cơ chế tác dụng uh, của ICS trong cắt cơn xuyến nặng là do cơ chế non non gene và tác dụng là do cơ mạch uh, co mạch máu phế quản nên bớt phù nề phế quản nên giảm khó thở. Này, này,

nhưng rồi sau đó đã nói rằng là nó nó gây ra bớt phù này bởi vì nó làm co co mạch máu thì cái chuyện này thì nó cũng rất là có lý nhưng mà thầy lại không có cái câu trả lời về cái về cái cơ chế phân tử khiến cho nó làm co thắt cái cái mạch máu thực ra thầy không có không thầy không có câu trả lời cho cái đó thầy rốt trên cái cái vấn đề đó nhưng mà bây giờ thì chúng ta cứ nhớ rằng là nó là do cái cơ chế non gene Bởi vì cái cơ chế gene nó là một cái cơ chế mà nó cần phải có thời gian. Rồi các bác sĩ bác sĩ Lê Quyên là vai trò của pheno trong trong nhóm bệnh nhân siêu đó là như vậy. Và thực ra đó thì chúng ta biết đó là cái pheno nó sẽ tăng trong tất cả những cái viêm mà nó liên quan đến cái viêm của của cái viêm dạng 2. Và trong cái viêm dạng 2 đó thì chúng ta biết rằng là nó có cái sự liên quan mật thiết. Với lại cái bệnh cầu đẩy nhân hải toàn. Và ngày hôm nay đó thì là. Nói một cách rất là đơn giản là như vậy. Là một cái bệnh nhân. Bệnh nhân CPD đó. Đa số những cái bệnh nhân đó đó. Là những cái bệnh nhân có cái bệnh CPD. Bởi vì hút thuốc lá. Nhưng mà không quay ai cấm những cái người bệnh nhân đó. Uh, có cái có cái Nền rin là những cái nền. Uh, có thể uh, gây ra cái viêm mà cái viêm mà uh, viêm dạng hai. Thành ra nói một cách khác đó là nếu những cái người đó không có hút thuốc lá mà họ sống trong một cái môi trường mà cái môi trường có nhiều dị nguyên thì họ sẽ có một cái dạng là hen suyễn chứ không phải là siêu Thành ra nói một cách khác đó là nếu mà những cái người bệnh nhân đó là những cái người bệnh nhân mà có cái viêm dạng hai giống như cái những cái người bệnh nhân hen suyễn thì lúc đó đó thì da nó nó hoàn toàn nó có nó có cái sự chỉ định của nó. Uh, cho chúng ta biết rằng là cái phenol nơi cái người bệnh nhân CPD mà đã hút thuốc lá rồi thì nó sẽ giảm so với cái phenol của người bệnh nhân mà không hút thuốc lá. Bởi vì sao? Là bởi vì trong cái khói thuốc á, thực ra nó, có rất nhiều cái chất NO. Và cái chất NO đó nó, nó sẽ có khả năng để mà nó ức chế cái 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 cái, cái chất men mà nó tổng hợp lại cái chất NO. Thành ra khi đầu lúc mà người ta uh, biết rằng là bởi vì trong khói thuốc lá có nhiều cái chất phenol, thành ra người ta mới cách nghĩa được là tại sao nơi những người bệnh nhân COPD thì cái 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 phenol đó nó lại thấp hơn là những cái người bị hen suyễn và lúc đó thì mọi người nói thôi bây giờ chúng ta không không cần đo phenol trong cái COPD nữa tại vì nó sẽ thấp so với hen suyễn nhưng mà bây giờ thì có rất là nhiều nghiên cứu nói rằng là tuy rằng là nó thấp so với người bệnh nhân bị hen suyễn nhưng mà cái thấp đó nó vẫn là cái thấp tương đối. Có nghĩa rằng là cái người bệnh nhân CPD mà đáp ứng tốt với corticoid quý thì những người bệnh nhân đó sẽ giảm cái chất phenol sau khi hít corticoid. Và lúc đó thì chúng ta có thể dùng cái chất phenol như là một cái chất, một cái biomarker để mà theo dõi các người bệnh nhân CPD đó. Bây giờ câu hỏi của bác sĩ Hạnh. And, uh, không có tăng bạch cầu để nhân hai toàn và phenol sẽ đáp, sẽ đáp ứng kém vì corticoid vậy điều trị hen cho nhóm bệnh nhân này như thế nào thì thực ra đó là cái câu hỏi mà ngày hôm nay ta chưa có cái câu trả lời ta chưa có câu trả lời tại tại vì uh, tại vì cái cái mà người ta biết rằng là những cái người bệnh nhân mà type 2 type 2 uh, cao có nghĩa là những người bệnh nhân đó sẽ đáp ứng tốt với corticoid và những cái người nào mà giống như bác sĩ hạnh mà vừa mới mới kể đó thì cái khả năng mà đáp ứng nó sẽ không có cao nhưng mà không có cao không có nghĩa rằng là nó hoàn toàn nó không có và lúc đó thì ngày hôm nay thì còn vẫn còn có cái sự bàn cãi nói rằng là chúng ta có nên tiếp tục dùng có quý hay không cho dù rằng là chúng ta biết rằng là cái khả năng nó đáp ứng thì nó rất là tốt nó 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 rất là xấu nó nó nó, nó không có tốt gì nào cả nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì chúng ta không có những cái thuốc nào khác cũng có một số những cái trường phái khác nói rằng là bây giờ nếu nếu như thế thì chúng ta dùng cái chất uh, chất thi hành thì như thế nào? nếu như thế thì chúng ta dùng cái cái kết hợp của laba lama thì làm sao? hoặc là nếu như thế thì chúng chúng ta dùng cái 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 marco lý thì như thế nào? thì tất cả những cái đó, đó để mà đưa ra cái câu kết luận là như vậy là chúng ta chưa có cái câu trả lời nó thỏa đáng và chúng ta cần phải có những cái những cái công trình nghiên cứu với những cái gì mà thầy vừa mới nói ra để mà chúng ta có thể đưa đi vào trong cái khuyến cáo nhưng một cách cụ thể thì cái mà thầy làm là thầy vẫn cho đối với những người bệnh nhân đó cho thì có thì quýt nhưng mà lúc đó thầy sẽ không có cố đóng ăn, ăn xôi, có nghĩa là nếu mà cọt thì quýt mà cái liều mà vừa mà nó không có tốt thì thầy sẽ không có cố mà nhồi có thì quýt vào những cái người đó, tại vì lúc đó cái khả năng để mà đáp ứng với cọt thì quýt nó sẽ rất là uh, ít so với cái nhóm mà corticoid so với cái nhóm mà hen suyễn mà với bạch cầu đại nhân đại toan và với cái cái với cái phenol cao thì lúc đó thì thầy sẽ không có ngần ngại để mà để mà dùng corticoid điều cao thậm chí có thể đi đến cái corticoid uh, giảm uh, dạng uống dạng, dạng thuốc và nếu cái đó mà không công hiểu thì thầy sẽ chuyển qua những cái trời những cái chất nó gọi là biologics như là những cái chất mà nó kháng lại IL5 hoặc IL3 hay IL13 hoặc IL4. À, cùng lúc đó à, thì có những cái câu hỏi khác thầy đi lên. À, bác Thuốc chống viêm. Thực ra cái thuốc chống viêm thì không tốt. Tại vì tại vì ngày hôm nay chúng ta biết rằng là trong cái trong một có, có một nhóm bệnh nhân trong cái cái nhóm bệnh nhân của 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 cái thuốc chống viêm mà theo 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 dạng e -E NSAID đó có nghĩa là có nghĩa là aspirin hoặc là những cái thuốc mà chúng ta dùng trong trong cái bệnh uh, về uh, những cái những cái khớp uh, xương cơ khớp xương thì thực ra chúng ta biết rằng là uh, có cái uh, dạng hen suyễn mà chúng ta nói rằng là hen suyễn gây ra bởi cái chất aspirin đó. thì cái chất cái hen suyễn đó nằm trong cái uh, trong 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 cái hen suyễn vào tiếp hai thành ra thứ uh, nhất là không nên dùng <laughs> những cái thuốc uh, thuốc chống viêm e e NSAID cái đó là một cái thứ nhì đó là những cái bệnh nhân nào mà bị hen suyễn gây ra bởi cái NSAID đó thì chính là những cái bệnh nhân mà chúng ta nên dùng cái uh, hoặc là cái corticoid uh, nếu được nếu nếu không thì ngày hôm nay cái khuyên hướng ở bên ở bên các nước uh, ở Âu Mỹ đó là dùng những cái thuốc chống IL ba IL mười thì uh, IL bốn năm và câu hỏi của bác sĩ Hiệp là dùng những cái thuốc đó trong các bệnh miễn dịch khác uh, có có Ờ, thì ngày hôm nay những cái thuốc đó đó cái chỉ định đó nó nó không có khu trú hoàn chuyển. Nó 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 sẽ được dùng cho những cái bệnh mà nó liên quan đến 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 cái vùng tai mũi họng. Nó cũng dùng đến những cái bệnh khác mà nó liên quan đến cái tăng bạch cầu để nhân ái toan. Còn cái cái đo nồng độ của các các các, 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 các interlequin, interlequin đó thì thực ra đó ngày hôm nay chưa có một cái nghiên cứu nào mà nó quy mô để mà nó cho phép chúng ta thứ nhất là dựa trên cái nồng độ đó và 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 thứ nhì là dùng những cái những cái nồng độ đó để mà để mà chỉ định các các thuốc đó. Ngày hôm nay thì cái mà gần như là được tất cả mọi người uh, có cái sự đồng thuận đó là dùng hai cái hai cái biomarker. Thứ nhất đó là cái mà rất là dễ đo đó là cái bạch cầu để nhân thái toán trong máu và cái thứ nhì đó là cái phino và À, nếu mà uh, các bệnh nhân mà thuộc cái nhóm mà cả hai bạch cầu đại nhân ái toan trong máu và cái phino đều cao Thì đó là cái nhóm bệnh nhân mà có nhiều chỉ định nhất để mà dùng những cái thuốc đó Bởi vì sao? Bởi vì những cái bệnh nhân đó chính là những cái bệnh nhân, thầy cũng có một số những cái sai nhưng thầy không có dùng Là những cái bệnh nhân mà, những bệnh nhân nào là thí dụ uh, bác sĩ hiệp mà đo Thấy rằng là bạch cầu đại nhân ái toan nó cao và cái phino cao thì chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta không làm gì nên nơi cái nhóm bệnh nhân đó đó chính là những cái người mà trong năm họ sẽ có nhiều những cái những, những cái cơn kịch phát để mà đưa họ đến vào viện đó là một và nếu mà chúng ta theo dõi họ trong vòng 3 năm và ngày hôm nay thì có ít nhất là cũng có 4 năm cái nghiên cứu quy mô về cái đó thì chúng ta chúng ta sẽ thấy rằng cái nhóm bệnh nhân đó sẽ là cái nhóm mà sẽ bị tụt cái cái fv 1 một cách nhanh chóng và một cách nghĩa là cao so với một cái nhóm bệnh nhân khác cũng bị hen suyễn nhưng mà hai cái biomarker nó không có đến cao và lúc đó thì chúng ta có hai cái cái luận cái luận thứ nhất đó nó nói ok thì hai cái biomarker đó sẽ giúp cho chúng ta có nghĩa là phân biệt ra được một cái nhóm bệnh nhân mà có nhiều nguy cơ để mà để để để, mà có những cái diễn tiến xấu trong tương lai và cái kết luận thứ nhì đó thì chúng ta cứ suy nghĩ lại những cái người bệnh nhân đó có nhiều nguy cơ bị có diễn tiến xấu là bởi vì sao là bởi vì họ có cái viêm và cái viêm đó cái viêm ở cái nồng độ cao và cái viêm ở nồng độ cao đó nó sẽ gây ra nó 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 sẽ gây ra cái nó sẽ gây ra cái cái cái, cái 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 những cái những cái sự xấu đó và ở đây đó thì thầy nhớ rằng là thầy 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 quên rằng là hình như thầy à không trên nguyên tắc thầy có một cái sai khác nhưng mà thôi kỳ uh, sau thầy thầy sẽ chỉ nhưng mà thực ra cái cái biomarker đó nó là nó là như vậy các anh các chị cứ tưởng tượng rằng là chúng ta có các anh các chị cứ vẽ ra một cái một cái đường đường ngang vậy trên cái đường ngang đó đó là cái ngưỡng để mà các anh các chị nói rằng là các anh các chị sẽ có khả năng phát hiện cái triệu chứng nơi người bệnh nhân và các anh các chị cứ nghĩ đến cái viêm cái hiện tượng viêm như là một cái kênh sóng ngầm nếu mà nó nằm ở dưới cái đường ngang đó có nghĩa nào là kênh sóng ngầm có nghĩa là chưa có triệu chứng. Và cái triệu chứng đó nó chưa thể hiện ra, thành ra bệnh nhân cũng sẽ không cảm thấy triệu chứng và dĩ nhiên là bác sĩ sẽ không có được báo động. Và khi mà cái 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 viêm nó đã lên được đến cái 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 cái, đường ngang đó, có nghĩa là cái con 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 quái vật đó nó đã từ ở dưới mặt biển nó đã trồi lên rồi đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy và chúng ta bắt đầu sẽ có những cái biện pháp để mà chữa trị. Và bây giờ nếu mà chúng ta cũng trong cái trong cái tư thế đó chúng ta nghĩ rằng là có thêm một cái đường ngang khác mà chúng ta vẽ cao hơn nữa giống như là một cái một cái một cái ngọn đồi hay một cái ngọn núi một cái ngọn núi cát thì cái đường ngang cao hơn nữa đó là cái ngưỡng và nó gây ra những cái cơn kịch pháp. và cũng, cũng 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 theo cái thí dụ đó thì cái con cái con thú hoặc là cái cái vim một khi mà nó lên tới cái ngưỡng thứ nhì cao hơn có nghĩa là nó sẽ gây ra cái cơn kịch pháp. Thành ra nếu mà chúng ta bây giờ có cái khả năng để mà theo dõi cái hiện tượng viêm và chúng ta có thể tiên đoán được trước khi nào cái hiện tượng viêm đó lên cái mức độ thứ nhất, cái đường ăn thứ nhất gây ra triệu chứng hay là sắp lên được cái mức độ thứ nhì gây ra được gây ra cái cơn kịch phát và chúng ta can thiệp trước cái cơn kịch phát thì lúc đó chúng ta sẽ giúp cho người bệnh nhân rất là nhiều thì nói như vậy đó, thì có vẻ nó 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 hơi nó 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 hơi nó hơi tiểu thuyết quá nhưng mà bây giờ chúng ta cũng có thể lấy một cái thí, thí dụ khác trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta cứ xem như là uh, cái cái những cái biomarker giống như là những cái những cái đám mây ở ở, ở trên bầu trời và những cái triệu chứng nó như là cái cơn mưa thì các anh các chị nếu mà nhìn trời mà thấy mây đen nó đang tụ tập đang tụ hợp lại và các anh các chị có một chút xíu kiến thức về cái 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 những cái 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 hiện tượng đó thì các anh chị nói rằng bây giờ là đến lúc mà chúng ta cần phải đi tìm cái chỗ trú đó rồi sau đó nếu mà các anh các chị thấy rằng cái cơn mưa nó đang là thực cái cơn mưa mưa nhẹ và cái mây đen nó càng ngày nó càng tụ tụ hợp nó nhanh lên thì các anh chị biết rằng là nó sắp bắt đầu cơn rông thì lúc đó thì không những chúng ta trú ngoài hiên mà chúng ta phải đi đi vào trong nhà thì cái, cái cái vấn đề của cái bệnh hen suyễn hay là bệnh COPD đó là chúng ta có khả năng để phát hiện ra cơn mưa. Chúng ta có khả năng để mà để mà ngăn ngừa để mà để mà chữa trị cái cân rông nhưng mà chúng ta chưa có cái khả năng để mà tiên đoán được cái cái cân mưa và cái cân rông đó và ngày hôm nay biết được rõ cái cơ chế phân tử của cái viêm và cái tiếp 2 và có được một số những cái biomarker là có nghĩa là chúng ta bắt đầu có cái khả năng đó và trong tương lai thì dĩ nhiên còn những cái những cái những cái dạng viêm khác gọi là non type 2 thì thì ngày hôm nay chúng ta chưa có nhưng mà cái chuyện đó chúng ta sẽ có trong trong tương lai Bây giờ có thêm một số những câu hỏi mới. À, à, câu hỏi của bác sĩ Quang là nếu mà chúng ta dùng ICS trên định nhân tăng bạch cầu ái toan máu, thì bạch cầu ái toan máu có giảm đi hay không? À, ICS thì không nhưng mà có giảm đi nhưng mà cái 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 sự giảm đi đó nó 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 không có nó không phải lúc nào nó, nó, chúng ta cũng sẽ thấy bởi vì sao là bởi vì ngày hôm nay á, thì nếu mà nói về bài cầu đại nhân ái toan thì cái này chúng ta cũng nói một cách rất là nôm na nếu mà thầy nói chuyện với các nhà mà chuyên gia về bài cầu đại nhân ái toan thì họ sẽ nói là thực ra cầu biết không là nó có rất là nhiều loại bài cầu đại nhân ái toan có những cái loại mà nó rất là xấu và chúng ta cần phải nghĩa là cần phải uh, khai trừ những cái loại đó nhưng mà có những cái loại khác nó 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 tương đối nó tốt thành ra những cái kiến thức của chúng ta về bệnh cầu đại nhân đái nó cũng đang nó cũng đang thay đổi và cũng đang thay đổi rất là nhanh và có thể là trong tương lai thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái vai trò của bệnh cầu đại nhân đái đó đó là một uh, trong khi đó đó thì là những cái thuốc mà nhất là những cái thuốc mà chống lại IL5 vì IL5 thì nó liên quan mật thiết với cái để bài cầu đánh nhân ái toàn đó. thì thì cái cái kinh nghiệm của thầy ở bên này đó, thì thấy rõ ràng là chúng ta dùng những cái thuốc đó đó chúng ta sẽ làm giảm cái bài cầu đánh nhân ái toàn thì trong cái giảm đó nó cũng vậy nó nó có cái nó có cái hay là nó làm giảm cái bạch cầu đại nhân nói toan có thể là nó có thể nó là làm giảm ra một số những cái gây sự kia việc không tốt trong cái bệnh hen suyễn nhưng nó cũng có cái dở là nếu mà bạch cầu đại nhân nói toan chúng ta đừng quên nó là nó là một cái loại bạch cầu rất là cần thiết để mà cho chúng ta chống lại cái tất cả những cái những cái thì những tiếng việt gọi là ký sinh trùng như thầy không có chắc là những cái parasite thành ra nếu mà thầy mà uống những cái thuốc nào chống viêm 5 mà thầy đi vào về những cái về những cái quốc gia mà có nhiều những cái loại parasit đó thì thầy sẽ rất là e ngại tại vì thầy sẽ rất là bị sợ bị 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 nhiễm bởi vì những cái con ký sinh trùng đó à, câu hỏi của bác sĩ Hoa là một số loại thuốc mới đã được sử dụng trên một số nước trong điều trị đó thì những những cái thuốc đó đó là những cái thuốc mà chống lại gọi là những cái thuốc biologic gọi là những cái những cái loại mà gọi là uh, kháng thể uh, chống lại IL 5 IL 4 và IL 13 uh, uh, và ngày hôm nay đó thì là có uh, ít nhất là 5 loại thuốc uh, và cái dạng đó những cái thuốc đó uh, đắt cực kỳ Uh, đắt cực kỳ nhưng mà nó nếu mà chúng và bởi vì nó đắt cực kỳ nên là chúng ta càng cần phải có cái khả năng để mà tiên đoán trước cái 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 công hiệu của các thuốc đó nơi các bệnh nhân. Vâng thì uh, thầy sẽ đề cập đến cái uh, cái theo lời đề nghị của bác sĩ Quyên là về cái RO, về cái Esro và cái về cái Esco, uh, Coap, MIP và mép Ờ, trong thời gian tới thì cái đó thầy sẽ nói qua trong cái bài giảng về cái thăm dò chức năng hấp. Câu hỏi cô bác sĩ uh... thì cái eosinophil nó sẽ bị ảnh hưởng bởi corticoid thì đúng nhưng mà nó không có không có sự uh, liên quan mật thiết và khi xét nghiệm eosinophil trên bệnh nhân thì cần thực ra đó thì thầy thầy nghĩ nó là như vậy là là khi mà khi mà các anh các chị mới bắt đầu quyết định rằng là chữa uh, chị trị bệnh nhân bị hen suyễn mà chưa bao giờ gặp mà chưa bao giờ đo eosinophil đó thì là lúc đó đó thì nên đo cái bệnh bạch cầu đẩy nhân ái toan và nếu mà thấy nó nó cao á thì đó là cái cái chữ chỉ định mà gần như là không có không có không có không có, không có chối cãi được là đi dùng cái thuốc corticoid và nếu mà corticoid mà đơn thuần mà không có không có xử lý được á không có xử lý thì nó là không có xử lý được cái bệnh ấy, chứ không phải không xử lý eosinophil. Chúng ta chữa là chữa bệnh và tất cả những cái chất như eosinophil pheno này nó nó chỉ là những cái những khi những cái dấu ấn của cái cái bệnh đó mà thôi. Cái quan trọng nó vẫn là lâm sàng cái quan trọng nó vẫn là nó vẫn là cái 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 những cái triệu chứng của người, người bệnh nhân và những cái chất mà đo như là cái cái FV1 đó. thì 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 đó là chúng ta dùng rồi sau đó thì là 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 chúng ta cứ 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 theo dõi nhưng mà sau đó thì thầy không có đo không có đo EJUNEPIN nữa một khi mà đã biết rằng là uh, bên pháp này nói là cao một ngày đó là cao cả đời đó có nghĩa là một khi mà bệnh nhân đó đã từng có cái 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 nồng độ eosinophil hoặc cái số eosinophil cao trong máu rồi đó thì là thầy sẽ xếp cái người bệnh nhân đó vào trong cái nhóm mà thuộc vào cái hand uh, tiếp 2. Đó và lúc đó thì thầy xem bệnh nhân đó là theo cái lối chữa trị đó. Rồi sau đó thầy theo không có theo dõi. Trong khi cái cái pheno đó thì thầy là thầy để theo dõi. Và nhất là thầy sẽ theo dõi trong những cái trường tại vì cái cái, cái thì nó 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 lại nó lại thể hiện cho cho cái viêm nó đến từ phế quản nhiều hơn. Chúng ta đừng quên đó là cái cái bài cầu đại nhân ấy toàn là chúng ta đo trong máu, chúng ta không có đo trong 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 đờm. Trong đờm nó lại là lại, lại là cái chuyện khác. Cái bài cầu đại nhân ấy toan trong đờm thì nó 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 nhạy hơn và nó đặc thù hơn cái bài cầu đại nhân ấy toàn trong máu nhưng mà trong đờm thì nó rất là khó đo. câu à, hỏi của bác sĩ Phương Thảo tiền sử hen rất rõ từ bé tới khám thì bệnh nhân có triệu chứng hen thay đổi theo thời gian và cường độ đang dùng xem bị nhất nhát hai lần ngày còn lên cân một tháng hai lần nhiều năm và nhiều năm không đi khám Ở chứng đồng hấp thì hội chứng tắc nghẽn không đáp ứng test giãn phế quản hmm. thì đúng là trường hợp này mình uh, thực ra đó thì là thì là hoặc đó là mình mình đúng là nếu mà test mà không có đáp ứng giãn phế quản đó, có nghĩa là người bệnh nhân đó đã 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 đi vào cái 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 cái, cái trạng thái là lúc đầu nó là cái hen với, với 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 cái cái viêm nhưng mà chưa có cái hiện tượng là sơ uh, phế quản bây giờ không đáp ứng nữa có nghĩa là cái hiện tượng sơ phế quản nó đã có và lúc đó đó thì là uh, có thể dự mình nói rằng là ACO uh, ACO dị hoặc là chẩn đoán theo CPD nhưng mà cũng như là thầy nói đó là thực ra đó trên cái vấn đề cụ thể nơi cái người bệnh nhân nhất là đối với thầy là nơi người bệnh nhân mà bị hen suyễn mà không có còn đáp ứng với lại cái giãn phế quản với lại cái CPD đó thì thì nó chỉ khác trên cái vấn đề là cái 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 cái, cái đợt cấp và 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 cái cái trong cái CPD thì nó có có cái khí phế thủng trong khi đó trong cái trong cái hen phế quản thì nó nó không có nó không có trầm trọng bằng nhưng mà trên cái vấn đề chữa trị mà thuần túy nhắm tới cái cái phế quản chứ thể không nói đến đến cái những đợt cấp thì thầy, thầy xem như nhau và cái cái chữa nó cũng như nhau thực ra nó là như vậy đó thì có nghĩa là uh, người ta vẫn dùng corticoid cho dù rằng là đôi khi người ta không có chắc là corticoid nó 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 công hiệu nhưng mà thực ra cho tới khi mà chúng ta có một cái thuốc kháng viêm nào khác mà nó 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 nó, nó tốt hơn thì chúng ta cũng phải dùng viêm tại vì cái viêm nó vẫn còn đó, cho dù rằng cái viêm đó là cái viêm dạng khác cái viêm đó là, là phần đông là do những cái chất mà oxy hóa nó gây ra dùng cái chất uh, beta đồng vận mà ba và dùng thêm cái chất lama đó thì là cái đó là cái cái đó là cách mà cái mà thầy dùng uh, cho những cái người bệnh nhân đó à, thì bây giờ với câu hỏi của bác sĩ phương thảo là cái câu hỏi chót uh, thầy xin nhường lại cho cho bác sĩ Đức hoặc bác sĩ Quyên ở, ở ở ở Hà Nội để mà để mà chúng ta quyết định rằng là chúng ta có thể ngừng ở đây hay là như thế nào? Dạ vâng ạ, chúng em rất cảm ơn thầy vì bài giảng mang đến rất nhiều cái thông tin bổ ích về Hen cũng như là các cái cơ chế trong Hen. Thì, thì hiện tại thì nếu mà các bạn học viên nếu mà không còn câu hỏi nào nữa thì em nghĩ là chúng ta cũng có thể dừng ở đây được ạ Đi vâng để... thì thầy để... thầy, đề nghị là chúng ta dừng à? ở đây dạ. vâng để thầy nghỉ dạ. ạ vâng em cảm ơn thầy ạ vâng thì thầy cảm ơn cảm cảm ơn tất cả mọi người thầy thầy, thầy hẹn gặp lại dạ. tuần sau với lại giảng viên khác dạ. vâng dạ, vâng ạ dạ, vâng, cảm ơn thầy ạ